Đại quản gia là ma hoàng, Trác Nhất Phàm. Tập 21. Lão Bàng, các ngươi ở chỗ này chiếu cố tốt thiếu gia tiểu thư. Đi vào diễn võ trường, Trác Phàm quay người hướng Bàng thống lĩnh cùng một đám thiếu niên hộ vệ dặn dò một tiếng, liền một thân một mình hướng về diễn võ đài đi đến. Thấy tình cảnh này, tại chỗ tất cả mọi người mí mắt cũng bất giác hơi hơi run run, chẳng lẽ nói hắn muốn một người độc kháng vạn gia 20 tên cường giả sao? Thế nhưng là suy nghĩ một chút hắn cùng Lục Long Nhất Phượng nổi danh biệt hiệu, cũng liền hoàn toàn thoải mái, thậm chí còn có một số tiểu kích động. Mọi người đều muốn nhìn một chút, cái này bằng sức một mình, để bảy nhà coi trọng như vậy thanh niên, đến tột cùng là như thế nào cường đại tồn tại. Trác đại ca, cố lên! Tiết Ngưng Hương hướng về Trác Phàm phất phất tay, ngẩng lên kích động khuôn mặt nhỏ, lớn tiếng trợ uy nói. Thân thể hơi chậm lại, Trác Phàm quay đầu nhìn về phía Tiết Ngưng Hương phương hướng, mỉm cười, nhẹ nhàng phất phất tay. Đồng dạng tại cái phương hướng này Đồng Hiểu Uyển vừa mới đem tay giơ lên chiêu chiêu, lại là đột nhiên phát hiện, Trác Phàm trong mắt lại không có chút nào nàng cái bóng, không cảm giác thầm cười khổ, nhìn về phía Tiết Ngưng Hương nói, Ngưng Nhi. Ngươi cùng Trác đại ca rất quen sao? Đúng vậy a, hắn cứu chúng ta một nhà mệnh. Tiết Ngưng Hương gật đầu cười cười, thế nhưng là rất nhanh liền phát hiện Đồng Hiểu Uyển buồn khổ sắc mặt, bất giác hơi hơi cúi đầu xuống, thì thào lên tiếng, ách, Uyển Nhi tỷ tỷ, thật xin lỗi. Không có gì, trong mắt của hắn vốn là không có ta. Đồng Hiểu Uyển lắc lắc đầu, trong mắt nổi lên một tia đắng chát. Lúc này, chủ nhà họ Đồng dường như mới nhìn ra chút gì. Nhìn về phía Đồng Thiên Bá nghi ngờ nói, chẳng lẽ nói, người trẻ tuổi kia chính là. Hơi hơi gật gật đầu, Đồng Thiên Bá thở dài. Hắn cô muội muội này, tương tư đơn phương A, từ khi Hoa Vũ Thành chỗ đó bắt đầu, người ta thì từ đầu đến cuối không có cầm nhìn tới nàng liếc một chút, thế nhưng là nàng tâm lại là một mực treo ở người ta trên thân, không rơi xuống. Thật không biết là ngốc, vẫn là si. Phu quân, cố lên, đem bọn hắn đều đánh ngã. Lúc này, Hoa Vũ lâu vị trí, từng tiếng vang vọng đất trời hô hoán, tiếng vọng tại tất cả mọi người bên tai. Tiếu Đan Đan đại lực huy động hai tay, dường như sợ Trác Phàm không nhìn thấy nàng một dạng, trên mặt một mảnh đỏ rực vẻ kích động. Trác Phàm vừa đỡ cái trán, bất đắc dĩ thở dài, làm sao cái này hoa si mê gái trai cũng tới. Chẳng lẽ Hoa Vũ lâu thật không người sao? Lấy nàng điểm này không quan trọng thực lực. Thật có thể đại biểu Hoa Vũ lâu đi tham gia sau cùng bảy nhà quyết chiến. Không phải là đi làm bia đỡ đạn đi. Bỗng nhiên đem Tiếu Đan Đan cưỡng ép kéo ra phía sau, mẫu đơn lâu chủ dở khóc dở cười mắng, người cô gái nhỏ này, làm sao tuyệt không hiểu rụt rè, nào giống là một cái hoàng hoa đại khuê nữ. Hừ, dù sao ta cùng phu quân là ước hẹn trước đây, hắn sớm muộn phải ta. Không cam lòng bẻ quyệt miệng, Tiếu Đan Đan ngước cổ, quyết giữ ý mình nói. Bất đắc dĩ lắc đầu, mẫu đơn lâu chủ khẽ thở dài, ai, đứa nhỏ này, cử chỉ điên rồ. Một phương diện khác, Tạ Thiên Dương cười lớn một tiếng, xem như chờ đến cơ hội, tại Tiết Ngưng Hương bên người một trận tiểu báo cáo đánh lung tung, Ngưng Nhi, nhìn đến a, tiểu tử này cũng là cái hoa tâm đại củ cải, không có nhiều công phu, lại chiêu tới một cái. Mà lại ta chứng minh, bọn họ là tại vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới hôn qua. Tạ Thiên Dương trong lòng cười thầm, ban đầu ở Hoa Vũ lâu bức Trác Phàm thân vẫn Tiếu Đan Đan gian kế, cuối cùng ở chỗ này dùng tới. Tiết Ngưng Hương thật sâu nhìn một chút nơi xa Trác Phàm, ngón tay giao nhau cùng một chỗ quay tới quay lui, tâm loạn như ma. Không biết sao, trong nội tâm nàng luôn luôn rất không thoải mái. Trên khán đài mọi người, cũng tất cả đều biến thành vẻ mặt mập mờ nhìn về phía Trác Phàm. Tiểu tử này đầy đủ có thể a. Đem bảy thế ra từng cái dẫm qua một lần, đi đến chỗ nào đều lớn náo một phen về sau, vẫn không quên tán gái tiêu khiển một chút, thật sự là có đủ tinh lực. Về sau đừng kêu trùng thiên ma long, ăn mày tâm ma long tính toán. Trác quản gia, ngài thật đúng là phong lưu phóng khoáng, khắp nơi lưu tình a. Đột nhiên, chẳng biết lúc nào, Lạc Vân Thường đột nhiên xuất hiện sau lưng Trác Phàm, cười nói tự nhiên mà nhìn xem hắn. Nhưng là cái kia cười trong đồng tử. Lại giống như có cuồn cuộn sát ý chảy xuôi. Mi đầu bất giác vẩy một cái, Trác Phàm thờ ơ nhún nhún vai, ta chỉ là vẫn đang làm ta cái kia làm sự tình, còn lại đều là tình thế bức bách, không phải ta có khả năng trưởng khống. Há, tình thế bức bách,
Lạc Vân Thường mí mắt hơi hơi nhảy nhót, trong đồng tử lóe qua một đạo danh mãnh, hai tay chậm rãi xoa hắn hai gò má. Trác Phàm sững sờ, người muốn làm gì? Đây cũng là tình thế bức bách a. Hơi nhếch khóe môi lên lên một cái quỷ dị đường cong, Lạc Vân Thường ẩn ý đưa tình mà nhìn xem Trác Phàm, đột nhiên nhón chân lên thì thật sâu hôn đi lên. Chỉ một thoáng, Trác Phàm nhưng cảm giác phần môi một mảnh mềm mại xẹt qua, còn không có tỉ mỉ phẩm vị, Lạc Vân Thường liền đỏ lên một khuôn mặt lại rời đi. Chỉ là nhìn về phía hắn ánh mắt bên trong, uyển như nước mùa xuân đồng dạng, muốn tan một dạng. Trác quản gia, cố lên nha. Lạc Vân Thường hướng hắn nháy mắt mấy cái, sau đó khiêu khích nhìn về phía Hoa Vũ lâu phương hướng. Song quyền bỗng nhiên siết chặt, Sở Khuynh Thành trong mắt như muốn phun lửa, hàm răng càng là cắn liền thân bên cạnh Mỗ Mỗ cũng nghe được động tĩnh, không khỏi một trận lắc đầu cười khổ. Tiếu Đan Đan càng là ức chế không nổi lửa giận trong lòng, lập tức liền muốn xông ra đi làm khung đồng dạng, may mắn bị Mẫu Đơn lâu chủ chết ôm lấy. Nữ nhân kia đến tột cùng là ai a? Dựa vào cái gì cưỡng hôn phu quân ta? Ai ra, đây là bọn họ Lạc ra việc của mình, theo ngươi không có chút quan hệ nào. Mẫu Đơn lâu chủ dở khóc dở cười liên tục ai thán. Tiếu Đan Đan một trận ủy khuất, khóc giống nói, tại sao không có quan hệ, đó là phu quân ta a. Tạ Thiên Dương nhìn bên cạnh Tiết Ngưng Hương, ngày bình thường dịu dàng động lòng người nàng, vậy mà cũng chậm rãi giơ lên hai cái nắm tay nhỏ, bày ở trước ngực, trên trán. Lần đầu xuất hiện sắc mặt giận dữ, cũng là một trận ai thán. Ai, đây thật là một người nam nhân dẫn phát nữ nhân kéo bức đại chiến. Nhưng là vì sao, ta ngày bình thường cái kia nhu thuận đáng yêu Ngưng Nhi cũng có một loại muốn tham chiến cảm giác. Vây xem mọi người, thì là càng thêm mập mờ nhìn về phía Trác Phàm, cái này nha ở đâu là Ma Long, quả thực là tình thánh a. Bất quá ở sâu trong nội tâm lại là nhìn không được phát lên ước ao ghen tị đến. Có thể chiêu nhiều mỹ nữ như vậy yêu ái, cũng là loại bản sự a. Đế vương môn môn chủ, hoàng phủ thiên nguyên, lạnh lùng nhìn lấy đây hết thảy, sờ sờ hai má ria mép, trong mắt lóe lên một đạo lãnh mang, lãnh tiên sinh, cái này mấy cái tên nữ tử, ai mới là hắn nhược điểm chí mạng đâu. Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, những cô gái này tuy nhiên đều đối tiểu tử này rất là si mê. Nhưng tiểu tử này chưa hẳn hội đem các nàng tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, huống chi là trở thành hắn nhược điểm chí mạng. Cái này, còn phải lại quan sát chút thời gian mới có thể. Lãnh Vô Thường ánh mắt híp lại, trong đồng tử lóe qua một đạo thâm thúy tinh quang. Hoàng Phủ Thiên Nguyên khẽ gật đầu, tiếp tục xem phía dưới động tĩnh. Trác Phàm đang run lên một hồi về sau, nhìn lấy Lạc Vân Thường đỏ bừng hai gò má, đưa tay tại hắn trên trán sờ sờ. Đại tiểu thư, người nhà không có sao chứ? Người mới có sự tình đây, nhanh lên đài đi. Hung hăng khoét hắn liếc một chút, Lạc Vân Thường giận bên trong mang cười đẩy hắn một thanh. Loại kia vũ mị thần sắc, để không ít người nhất thời tim đập rộn lên, hươu con sông loạn. Trác Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, không để ý tới, quay đầu hướng trên đài đi đến. Thế nhưng là đúng lúc này, hai đạo hắc khí lại là đột nhiên vọt đến trước mặt hắn. Đợi hiện ra thân hình, lại chính là mới vừa rồi trên đài làm cho tất cả mọi người đều quá sợ hãi Thanh Minh Thành Tôn gia hai người. Nhìn lấy hai người kia không người, quỷ không quỷ đồ chơi, Trác Phàm sững sờ, hai vị, có việc. Khặc khặc khặc, Trác Phàm, người không nhận ra chúng ta à? Nam tử kia hơi hơi một phát miệng, phát ra quát kêu tiếng cười, nữ nhân kia cũng là theo chân tà ác cười rộ lên. Chân mày hơi nhíu lại. Trác Phàm mê võng lắc đầu, xin lỗi, ta nghiệp chướng quá nhiều, cái không nhiều người như vậy. Nếu tới báo thù, phiền phức chờ thêm một chút, hội để cho các ngươi chết thống khoái. Khặc khặc khặc, Trác Phàm, người vẫn như cũ như thế tự đại, không coi ai ra gì. Bất quá, hiện tại chúng ta như trước kia cũng không đồng dạng, một hồi muốn chết, lại là ngươi. Nam tử kia quái dị cười một tiếng, trong hai con ngươi tản mát ra khát máu hồng mang. Trác Phàm không sai gật đầu, đạm mạc lên tiếng, ta biết, trước kia lão tử cho tới bây giờ chưa thấy qua các ngươi xấu như vậy người, các ngươi đương nhiên biến đến không giống nhau, không phải vậy lời nói, ta khẳng định sẽ nhớ kỹ các ngươi. Lời vừa nói ra, tại chỗ tất cả mọi người bất giác tất cả đều bộc phát ra một trận ầm vang cười to. Bao quát lúc trước còn trợn mắt nhìn nhau chúng nữ, lúc này cũng là nhìn không được triển lộ nét mặt tươi cười, một trận kéo bức đại chiến trong nháy mắt sụp đổ.
chỉ có một nam một nữ kia, tại cái này bạo trong lúc cười, nộ khí càng sâu. Trác Phàm, người khác khinh người quá đáng. Đột nhiên, lại là hét lớn một tiếng vang lên, lại là hai đạo khói đen bao quanh lẻn đến Trác Phàm trước người. Đợi hiện ra thân thể, lại là hai vị lão giả bóng người, đều là đã đạt đến thiên huyền ngũ trọng cảnh giới. Bất quá cái kia diện mạo, cùng một nam một nữ này đồng dạng, đều là không phải người không phải quỷ, phân biệt không ra hình tới. Trác Phàm, từ chúng ta cùng ngươi lần đầu gặp mặt về sau, vẫn bị ngươi chế nhạo trào phúng. Chúng ta rơi đến mức hiện nay, cũng tất cả đều là bái ngươi ban tặng. Hôm nay, chúng ta thì muốn cầm xuống ngươi đầu, báo trước kia mối thù. Một vị lão giả trong mắt lóe lãnh mang, hung tợn nói. Lúc này, Lạc Vân Thường cau mày, đi vào bốn người trước mặt, hơi hơi cúi đầu, khó hiểu nói, bốn vị, các ngươi muốn tìm Trác Phàm báo thù, dù sao cũng nên để cho chúng ta biết, chúng ta đến tột cùng chỗ nào đắc tội ngài đi. Hừ hừ hừ, Vân Thường, hủy nhà mối thù, khu trục mối hận, chẳng lẽ ngươi đều không nhớ rõ sao? Cười lạnh, lão giả kia cắn răng nghiến lợi nói. Lạc Vân Thường vẫn là một mặt mê mang, Trác Phàm lại tựa hồ như đã đoán ra điểm mặt mày, suy cười ra tiếng, há, nguyên lai là các ngươi, không nghĩ tới các ngươi đã chán nản thành bộ này quỷ bộ dáng. Xác thực, sinh không thể yêu, tìm lão tử đến đem cho các ngươi siêu sinh. Chúng ta là tới giết ngươi, nếu không đồng quy vu tận. Trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, lão giả kia lãnh đạm nói, hiển nhiên đã là quyết định. Khinh thường bĩu môi, Trác Phàm bất giác bật cười lớn, các ngươi coi như muốn giết ta, cũng phải hiểu được cái tới trước tới sau đi. Hiện tại ta muốn trước lên sân khấu giải quyết đám người này, hết lại tới tìm các ngươi, không ngại đi. Bốn người liếc nhìn nhau, đều là hơi hơi gật gật đầu. Tục ngữ nói, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, xem trước một chút hắn thực lực cũng tốt. Sau đó, bốn người ào ào nhường ra đường đến, Trác Phàm dương dương tự đắc đi lên đài. Giờ này khắc này, trên đài 20 tên cường giả, đã mặt sắc mặt ngưng trọng. Vốn là bọn họ nhìn Trác Phàm bất quá đoán cốt 9 tầng cảnh, cũng không có cái gì lợi hại, cực kỳ khinh thị. Thế nhưng là nghe nói hắn là cùng Lục Long Nhất Phượng nổi danh trùng thiên ma long, lại là trong nháy mắt đần độn. Nếu là người này thật có khủng bố như thế thực lực lời nói, vậy bọn hắn còn thế nào đánh? Đừng nói bọn họ gia tộc nhị lưu, coi như nhất lưu gia tộc đến, cũng chắc chắn thất bại a. Bất quá, đã bọn họ đã đứng trên đài, thì nhất định muốn tiếp tục đánh. Coi như thua, cũng không quan trọng. Dù sao, bọn họ tới tham gia Bách Gia Tranh Minh mục đích một trong, cũng là hy vọng có thể dựa vào đến một cái ngự hạ gia tộc phía dưới, trở thành phụ thuộc gia tộc. Cho nên tại mỗi một trận bên trong, đều là một cái cơ hội biểu hiện, bọn họ sẽ không dễ dàng từ bỏ. Trùng Thiên Ma Long, cửu ngưỡng đại danh, tới đi. Vạn gia người cầm đầu ôm một cái quyền, đã là một mặt chiến ý chuẩn bị sẵn sàng, nhưng trên ót mồ hôi lạnh, lại là cho thấy hắn trong nội tâm khiếp đảm. Chậm. Thế nhưng là, tại khai chiến trước đó, Trác Phàm lại là phất phất tay, cười khẽ một tiếng, chúng ta Lạc gia là nhất định phải đi đến sau cùng quyết chiến, cho nên không cần phải phiền phức như thế. Một ván định thắng thua, nơi này tất cả nhị tam lưu, thậm chí nhất lưu gia tộc cùng tiến lên. Ta thua, lui ra thắng, trực tiếp tiến vào sau cùng quyết chiến, cùng bảy nhà cân bằng. T. Lời vừa nói ra, mọi người bất giác cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, hắn đây là muốn lấy lực lượng một người, đối kháng đến đây tất cả gia tộc sao? Cái này không khỏi cũng quá cuồng vọng đi. Trong lúc nhất thời, tại chỗ tất cả gia tộc sắc mặt, đều có chút ẩn ẩn chi nộ. Chỉ có ngự hạ thất gia cao tầng, thật sâu nhìn về phía chỗ đó. Bởi vì bọn hắn biết, Trác Phàm xảo trá, tuyệt không phải không vô nghĩa người. Lẫn nhau tất cả xem một chút, các gia tộc tuy nhiên tức giận Trác Phàm tự đại cuồng vọng, nhưng là khiếp sợ hắn trùng thiên ma long biệt hiệu, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trên đài cái kia tên chủ trì gia tộc chiến thiên huyền cường giả, trầm ngâm một chút, nhìn về phía Trác Phàm do dự nói, ách, cái này giống như không hợp quy củ đi. Không có cái gì có hợp hay không quy củ, chỉ cần đủ mạnh, thì có tư cách tham gia sau cùng tổng quyết chiến. Hơi nhếch khóe môi lên lên, Trác Phàm dương dương cao ngạo hai gò má, khiến người ta có một loại thiếu ăn đòn xúc động, ngược lại nhìn về phía bảy nhà chỗ nói, mà lại, ta muốn bảy nhà gia chủ, cũng rất muốn nhanh điểm biết,
cùng bọn hắn giao chiến đối thủ là ai? Cuồng vọng, lại dám lấy bảy nhà đối thủ thân phận tự cho mình là. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới rất nhiều gia tộc khinh thường thần sắc. Nhưng là chỉ có cùng Trác Phàm đánh qua quan hệ Ngự Hạ Thất gia mới hiểu được, tiểu tử này xác thực đầy đủ tư cách này. Chậm rãi đứng dậy, Chấn Thiên Đế Vương Long Hoàng Phủ Thanh Thiên tiến lên trước một bước, lạnh lùng nhìn xuống hướng dưới đài. Mọi người cùng nhau giật mình, nhìn lấy vị này đế vương môn đại công tử kỳ dị hành động, đều là không rõ ràng cho lắm. Thế nhưng là rất nhanh, một cái khiến cho mọi người đều đỏ mắt kình bạo tin tức, liền rõ ràng truyền vào bọn họ trong tai, cho nên tại bọn họ đều kém chút bị tin tức này cả kinh bệnh tim phát tác. Chiếu hắn ý tứ làm, mà lại, đưa tay vần quanh hướng toàn trường một vòng, Hoàng Phủ Thanh Thiên sắc mặt lạnh nhạt, nhìn về phía tại chỗ tất cả mọi người, ta tuyên bố, phàm là có thể cầm xuống Trác Phàm đầu người. Gia tộc, đem đời đời nhờ bao che tại chúng ta đế vương môn. T. Chỉ một thoáng, toàn trường trên dưới cùng nhau phát ra quất hơi lạnh thanh âm, tiếp lấy chính là tính, giống như chết tính. Mọi người dường như không nghe thấy vừa mới Hoàng Phủ Thanh Thiên nói, lại dường như không thể tin được đây là thật. Hắn nãi nãi, đây quả thực là bánh từ trên trời rớt xuống a. Chỉ bất quá cầm một người đầu, liền có thể không cần tham gia kia cái gì bách gia tranh minh sau cùng thảm liệt quyết chiến, dễ dàng trở thành đế vương môn phụ thuộc gia tộc, hoàn toàn thì cùng giống như nằm mơ. Chỉ bất quá, bọn họ không biết, cái này mộng cũng không phải là ngọt ngào mộng đẹp, mà chính là rơi vào thâm uyên địa ngục ác mộng. Chỉ là tại tham lam cùng danh lợi trước mặt, tất cả mọi người bị che kín ánh mắt. Từng đôi lóe dục vọng trong mắt, chăm chú nhìn trên đài Trác Phàm bóng người, thậm chí đều toát ra sói đói đồng dạng ánh sáng xanh. Liền đợi đến cái kia chủ trì gia tộc chiến thiên huyền cường giả, một tiếng bắt đầu, liền tất cả đều xông đi lên, đem khối này đại thịt mỡ phân mà ăn chi. Thế nhưng là bọn họ cũng không nghĩ một chút, lớn như thế một khối miễn phí bánh kem bày tại trước mặt bọn hắn, hội để bọn hắn dễ dàng như vậy ăn vào sao. Lại nói, Trác Phàm cái kia cùng Lục Long Nhất Phượng nổi danh trùng thiên ma long biệt hiệu, là bầy biện chơi sao? Hoàng Phủ công tử, ngươi làm như thế, hội hại chết một đám người. Trác Phàm không vội chút nào, nhàn nhã tách ra ngón tay, quay đầu nhìn về phía trên khán đài Hoàng Phủ Thanh Thiên, lộ ra một cái tà ác nụ cười. Đồng dạng lộ ra một bộ quỷ dị mỉm cười, Hoàng Phủ Thanh Thiên trong mắt tinh quang trong vắt, lạnh nhạt lên tiếng, cái này. Không phải là ngươi muốn a? Lời nói xong, hai người lại liếc nhau, đều là cười to lên. Không sai, Trác Phàm nếu là một trận oanh động đại chiến, đặt vững Lạc gia cùng bảy nhà vị trí cân bằng đại chiến, tự nhiên là trước đi tìm cái chết càng nhiều người càng tốt, còn Hoàng Phủ Thanh Thiên, hắn cũng không cho rằng những thứ này nhị tam lưu giá áo túi cơm, có thể đem Trác Phàm cái này để hắn cũng không thể coi thường đối thủ đánh giết. Hắn làm như thế, cũng chính là muốn sử dụng những người này, tìm một chút Trác Phàm cơ sở, nhìn hắn còn có tài năng gì không có xuất ra. Song phương đều hoàn toàn minh bạch đối phương tâm tư, nhưng lại theo như nhu cầu. Có thể nói, trận này sau đại chiến, hai người bọn họ đều là bên thắng. Duy một thất bại người, cũng là những cái kia bị lợi ích choáng váng đầu óc, đần độn xông lên trước chịu chết các đại gia tộc. Ngự Hạ Thất gia cao tầng cũng đều khám phá điểm này. Nhìn lấy hai người cười to bộ dáng, cùng nhau trong lòng run lên. Hai người này đều là thủ đoạn độc ác kiêu hùng thế hệ, chính là người thành đại sự. Lần này bách gia tranh minh, người thắng tất theo hai người này bên trong sinh ra. Bất quá một núi không thể chứa hai hổ, hai người này đã thế thành nước lửa, tất yếu ở đây làm đoạn. Nếu là lúc này không thể đoạn lời nói, ngày sau thiên hạ này, cũng tất nhiên là hai người này chinh phạt chi địa. Liếc nhìn nhau, bảy nhà các đại gia chủ trong mắt đều là chớp động lên không hiểu ánh sáng. Bọn họ đều hiểu, lấy bách gia tranh minh làm cơ hội, vây quanh Hoàng Phủ Thanh Thiên cùng Trác Phàm hai cái này quái vật giống như thanh niên buông xuống, trước kia mỗi người vì trận bảy thế gia, đã triệt để làm hai phái. Bảy nhà nhất thống chi thế đã không thể ngăn cản, chỉ nhìn ai là tiếu ngạo đến sau cùng người mà thôi. Thế nhưng là điểm này, chỉ có bảy nhà cao tầng có thể nhìn thấu. Những cái kia nhỏ yếu gia tộc nhưng như cũ vì một số cực nhỏ lợi nhỏ mà tranh cướp lẫn nhau. Cái kia chủ trì gia tộc chiến thiên huyền cường giả trầm ngâm một trận, gặp song phương đều đạt thành hiệp nghị, liền khẽ gật đầu, đạp chân xuống, bay về phía không trung.
Chỉ là cái kia câu làm cho tất cả mọi người phấn chấn lời nói, lại là nhất thời rơi xuống. Lạc gia cuối cùng quyết chiến, lọt vào chiến, bắt đầu. Giống. Giống như từng tiếng phát ra từ dã thú hưng phấn chu lên phát ra, tại chỗ tất cả gia tộc cũng nhìn không được hướng trên đài Trác Phàm phóng đi. Một số vốn đến không phải người tham chiến, chỉ là trên khán đài quan chiến vô tội quần chúng, lúc này dường như cũng nhiệt huyết sôi trào, xông đi lên. Dù sao đây chính là một cái đầu, liền có thể đổi lấy tương lai đời đời con cháu đời đời tiền đồ sự tình, sao có thể không khiến người ta đem hết toàn lực liều một phát. Có lẽ chính mình vận khí tốt, có thể kiếm cái lỗ hổng đâu. Mang dạng này cách nghĩ người, số lượng cũng không ít. Cho nên, đánh cái kia bắt đầu thanh âm vừa rơi xuống, liền gặp người chiều như là sóng biển đồng dạng hướng trên đài trào lên đi, thả mắt nhìn đi, trọn vẹn mấy ngàn chi chúng, bên trong không thiếu thiên huyền đoán cốt cảnh cường giả. Nguyên bản trên đài vạn gia mọi người, lúc này lại là hoàn toàn sửng sốt. Cái này Trác Phàm rõ ràng là đối thủ của bọn họ, thế nhưng là lần này, một đám đoạt đầu người tới, bọn họ còn làm sao có thể đầy đủ tùy tiện cầm tới hắn đầu người đi lĩnh thưởng. Bất quá may ra, bọn họ cách Trác Phàm gần, liền đoạt trước một bước xông đi lên. Thế nhưng là còn không chờ bọn hắn tới gần hắn thân thể, lại chỉ thấy Trác Phàm trong mắt thanh sắc quang mang lóe lên liền biến mất, cái kia hơn 20 tên vạn gia cường giả liền trong nháy mắt bất động. Thế nhưng là người phía sau không biết rõ tình hình, y nguyên sôi trào mãnh liệt đụng tới, đem bọn hắn đụng ngã dẫm tại dưới chân, sau đó cao hứng bừng bừng khua tay thiết trưởng đánh về phía Trác Phàm đỉnh đầu. Chỉ một thoáng, mấy ngàn người thủy triều đem Trác Phàm bao phủ đến bên trong, đảo mắt không nhìn thấy bóng người. Tiết Ngưng Hương nhìn lấy chỗ đó, một trận lo lắng, Trác đại ca sẽ có hay không có sự tình. Không biết, tiểu tử kia từ trước đến nay phúc lớn mạng lớn, liền bảy thế gia đều không động đậy hắn, chớ nói chi là những thứ này đổ bỏ đi nhân vật. Tạ Thiên Dương khoát khoát tay, trấn an lấy Ngưng Nhi, nhưng là mi đầu lại hơi hơi nhăn lại, hơi nghi hoặc một chút. Thế nhưng là cái này mấy ngàn người cùng tiến lên, về số lượng có phải hay không cũng quá nhiều. Coi như tiểu tử kia lợi hại hơn nữa, cũng có thể sẽ bị sống sờ sờ mài chết ha, làm sao hắn còn chưa động thủ, diệt trừ một bộ phận. Khặc khặc khặc, coi như hắn mạnh hơn, tại trước mặt nhiều người như vậy, cũng là hai quyền khó địch tứ thủ, chết chắc. Lúc này, một đạo tà tiếu đột nhiên phát ra. Mọi người quay đầu nhìn qua. Lại chính gặp cái kia không phải người không phải quỷ nam nhân, nhếch miệng phát ra quát kêu thanh âm, có điều, khá là đáng tiếc, chúng ta đã là U Minh Cốc phụ thuộc gia tộc, cũng không thể lại đầu nhập đế vương môn, không phải vậy hội đắc tội U Minh Cốc. Nếu không lời nói, chúng ta cũng muốn đi lên thử thời vận. Xác thực như thế, chủ nhà họ Đồng nghe đến, cũng là nắm bắt ria mép khẽ gật đầu. Đồng Uyển Nhi mi đầu nhảy một cái, hung hăng nguyết hắn một cái. Đồng gia chủ bất đắc dĩ lắc đầu, quay đầu nhìn một chút cái kia người đông tấp nập, thở dài nói, tuy nhiên nói như vậy không tử tế, nhưng là đây chính là sự thật. Đế vương môn ném ra ngoài cái này mồi nhử, thực sự quá mê người, cho nên tại làm cho tất cả mọi người đều không tiếc liều rơi tánh mạng đi tóm lấy nó. Có lẽ tiểu tử này lúc trước thả ra cuồng ngôn lúc, cũng không nghĩ đến sẽ có như thế nhiều người dám khiêu chiến hắn đi. Ai, coi như hắn chết thật. Cũng chỉ có thể trách hắn quá cuồng vọng. Đồng gia chủ lắc đầu than nhẹ, Tiết Định Thiên cùng Tiết Vạn Long cũng là thở dài gật gật đầu. Thấy tình cảnh này, Tiết Ngưng Hương cùng Đồng Hiểu Huyền một trận lo lắng, Đồng Thiên Bá cùng anh em nhà họ Tiết cũng là chăm chú nhíu mày. Chỉ có Tạ Thiên Dương trong lòng cười lạnh, khinh thường bĩu môi. Cuồng, không sai, hắn là cuồng. Thế nhưng là, người gặp qua hắn cẩn thận sao? Một cái cuồng vọng chi đồ. Làm sao có thể cơ quan tính toán tường tận, đem năm đó u quỷ thất đùa bỡn trong lòng bàn tay. Cho nên Tạ Thiên Dương, căn bản không lo lắng Trác Phàm sẽ lật thuyền trong mương. Bởi vì hắn biết, Trác Phàm cũng là bên ngoài cuồng bên trong tỉ mỉ người, tính toán không cho phép sự tình, hắn không biết làm. Hô! Đột nhiên, một trận vô hình toàn phong theo diễn võ đài trung ương xẹt qua, bao phủ toàn bộ diễn võ trường. Hoàng Phủ Thiên Nguyên bị cái kia cỗ vô hình gió lốc đối diện quét, không khỏi mãnh liệt đồng tử co rụt lại, sắc mặt dần dần trầm xuống. Mà những cái kia liều mạng hướng diễn võ đài lên mãnh liệt các nhà những cao thủ, cũng là bỗng nhiên trong mắt không còn, triệt để dừng lại động tác, bính 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 ngã trên mặt đất.
Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người giống như trong nháy mắt mất đi ý thức giống như, từng cái ngã dưới, nhưng trên mặt vẫn là cứng ngắc cái kia cuồng nhiệt khuôn mặt. Chỉ một thoáng, vọt tới trước mọi người dừng bước lại, rốt cục phát hiện không hợp lý, chăm chú chằm chằm trên diễn võ giữa đài. Trác Phàm chậm rãi đẩy ra trước mặt một đại hán kia nhất thời ngã trên mặt đất, vô thanh vô tức. Trác Phàm liền như thế dẫm lên hắn thân thể, đi về phía trước ra. Chung quanh hắn, đã tràn đầy ngã xuống thân thể, phủ kín toàn bộ diễn võ đài. Nhưng là hắn lại không ngại, từng bước dẫm tại bọn họ thân thể lên, đi thẳng về phía trước. Giống như một cái vương giả, tại dẫm lên địch nhân thi thể, đạp về vương vị một dạng. Tiết Ngưng Hương cùng Đồng Hữu Huyền gặp này, không khỏi một trận kinh hỉ, Đồng gia chủ, Tiết Định Thiên bọn họ thì là vừa sợ lại kỳ, trong lòng tràn đầy kinh dị. Cái này, đây là có chuyện gì? Hắn, bọn họ đều làm sao? Đối mặt quỷ dị như vậy cảnh tượng, rốt cục có người nhìn không được run giọng hỏi. Nhưng là Trác Phàm lại cũng không để ý tới, chỉ là quét vào chàng tất cả mọi người liếc một chút, vạch vạch ngón tay, lộ ra một bộ tà dị tiếu dung. Thì thào lên tiếng, còn có không đến 1.000 cái, muốn ta đầu, cùng lên đi. Ưng ực một tiếng, nhịn không được nuốt từng ngụm nước, đối mặt như thế tà dị tràng diện, đài trong nháy mắt ngã xuống mấy ngàn người, Trác Phàm còn thảnh thơi còn sống, lại căn bản không biết là chuyện gì xảy ra, bọn họ còn nào dám tiến thêm một bước. Thần chiếu thần thông, ý niệm giết người. Hoàng Phủ Thanh Thiên mí mắt hơi hơi lắc một cái, trầm thấp tiếng nói quát. Hắn đạo thanh âm này tuy thấp, nhưng là tại cái này yên tĩnh một khắc, lại là trong nháy mắt rõ ràng truyền vào tại chỗ tất cả mọi người trong tai. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người bất giác kinh dị nhìn về phía Trác Phàm, tràn đầy vẻ không thể tin. Ý niệm giết người, đây không phải là thần chiếu cảnh cao thủ thần thông sao? Vì sao tiểu tử này chỉ có đoán cốt cảnh tu vi, lại có thể luyện thành thần thông như thế? Bỗng nhiên! Mọi người nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt càng thêm hoảng sợ. Khó trách nhiều người như vậy dễ dàng như vậy liền không có khí tức, không hề có một chút năng lực phản kháng nào, nguyên lai bọn họ muốn giết người, là một cái có thể so với thần chiếu cảnh cao thủ quái vật a. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Bảy nhà cao tầng tất cả mọi người trong lòng hoảng sợ, Trác Phàm thực lực, lộ ra nhưng đã vượt qua bọn họ tưởng tượng quá nhiều. Nguyên bản bọn họ coi là Trác Phàm chỉ là biến thái một chút luyện thể tu giả, thực lực mạnh hơn cũng tại cái kia một thân kim cương thiết cốt lên. Thế nhưng là vạn vạn không nghĩ đến, người ta đã sớm vừa sải bước qua thiên huyền cảnh, thẳng vào thần chiếu cảnh thần thông, đem bọn hắn những lão gia hỏa này đều xa xa bỏ lại đằng sau. Nói thật, bọn họ những thứ này ngồi ở chỗ này, cái gọi là bảy nhà cao tầng, còn không có một người có thể sờ đến thần chiếu cảnh một bên đâu. Nghĩ đến đây cái mọi người liền nhìn không được một trận xấu hổ, gương mặt đỏ bừng. Hiện tại thế hệ trẻ tuổi đều làm sao, một cái so một cái đổ biến thái, bọn họ những lão gia hỏa này tại Trác Phàm cái tuổi này, đừng nói thần chiếu cảnh, có thể đột phá thiên huyền cảnh liền đã là ngưu bức ầm ầm sự tình. Nhưng là bây giờ, ai? Nói nhiều đều là nước mắt a. Trường Giang sóng sau đè sóng trước, đem sóng trước đập chết tại trên bờ cát. Bất đắc dĩ, bất đắc dĩ. Từng cái lão gia hỏa nhìn lấy diễn võ đài lên Trác Phàm cái kia anh tư bộc phát bóng người, lại là từng cái hai mắt ngậm lấy lệ quang, nhất thời cảm thấy mình hàng trăm tuổi, một trận tang thương cảm giác đập vào mặt. Hoàng Phủ Thanh Thiên thì càng là nhìn không được nắm chặt quyền đầu, hung hăng cắn răng. Hôm qua hắn mới vừa ở Trác Phàm trước mặt, dùng ra ý niệm giết người, khoe khoang một phen, tự cho là đúng động đất nhiếp Trác Phàm một chút. Nhưng là bây giờ hắn mới phát hiện, Trác Phàm thế mà cũng sẽ chiêu này thần thông, hắn hôm qua chấn nhiếp ngược lại biến thành tôm tép nhãi nhép đồng dạng hồ nháo. Vốn là hắn chiêu này nếu là dùng tại trên thân người khác, nhất định sẽ đem đối phương hoảng sợ nước tiểu, chính mình bóng người cũng trong nháy mắt cao lớn hơn. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác Trác Phàm cũng đã biết, vấn đề này thì biến khéo thành vụng, ngược lại khiến người ta có loại múa búa trước cửa lỗ ban ý tứ, bước cách trong nháy mắt thì theo đỉnh núi rơi xuống đến đáy cốc. Hạ xuống một mảng lớn. Bây giờ suy nghĩ một chút, Hoàng Phủ Thanh Thiên cũng bất giác cảm thấy, chính mình hôm qua hành động như cái nhị bức một dạng. Tựa hồ nhìn ra hắn suy nghĩ trong lòng, Trác Phàm thừa cơ thêm dầu thêm lửa, đối với Hoàng Phủ Thanh Thiên phương hướng,
liền đưa tay dựng thẳng lên một cái ngón giữa, mi đầu hơi hơi kích động, mặc dù không có lên tiếng, nhưng là khẩu hình lại rõ ràng, mặc cho ai đều có thể nhìn ra được. Ngu ngốc, trong mắt bỗng nhiên co rụt lại, Hoàng Phủ Thanh Thiên trong đôi mắt giống như muốn phun ra lửa, thậm chí cũng nhịn không được xông đi lên, hiện tại thì cùng Trác Phàm đại chiến một trận. Bất quá tại Lãnh Vô Thường vỗ nhẹ nhẹ đập bả vai hắn về sau, hắn liền cưỡng ép nhịn xuống. Trác Phàm đối phó những thứ này nhị tam lưu nhân vật phương pháp có rất nhiều loại, nhưng lại vẫn cứ tuyển ý niệm giết người, cái này một Hoàng Phủ Thanh Thiên hôm qua vừa khoe qua thần thông, rất rõ ràng cũng là ngay trước mặt mọi người ba ba đánh hắn mặt, hắn lại có thể không biết. Bất quá, hắn vẫn là nhịn xuống, bởi vì hắn biết, hiện tại còn không phải động thủ tốt nhất thời điểm. Lão độc quỷ, ngươi nhưng là từng gặp đại công tử thất thố như vậy thời điểm sao? Chẳng biết lúc nào, U Minh Cốc U Vũ Sơn, chạy đến Dược Vương Điện khu vực, nhìn về phía Nghiêm Bán Quỷ nói. Chậm rãi lắc đầu, Nghiêm Bán Quỷ một mặt ngưng trọng, tại ta hình ảnh bên trong, chưa từng có. Ta cũng là, bất quá, tiểu tử này thật là một cái đáng giá đại công tử nổi giận đối thủ. Cười nhẹ gật gật đầu, nhưng là rất nhanh, U Vũ Sơn liền bất đắc dĩ thở dài, xem ra, quay chung quanh Lục Long Nhất Phượng bảy nhà quyết chiến, đã biến thành Chấn Thiên Đế Vương Long cùng Trùng Thiên Ma Long hai người chiến. Chúng ta mấy cái ở một bên, cũng chỉ có thể phất cờ hò reo, như cái người hầu một dạng. Từng có lúc, chúng ta biến đến như thế vô dụng, ai? Nghi đầu nhìn không được động động, Nghiêm Bán Quỷ hồi tưởng hôm qua Trác Phàm đột nhiên xuất hiện tại trước mắt lúc, cái kia cỗ run như cầy sấy cùng thật sâu cảm giác bất lực, bất giác một trận không cam lòng, chăm chú cắn hàm răng. Bọn họ Lục Long Nhất Phượng uy danh, khi nào bị miệt thị đến trình độ như vậy? Lúc này, Dược Phương Điện điện chủ Nghiêm Bá Công, chậm rãi quay đầu nhìn hai người bọn họ liếc một chút, mặt lên tương đối yên tĩnh, đạm mạc lên tiếng, hai người các ngươi không cần như thế tự coi nhẹ mình, lần này đối phó cái này tiểu quái vật trong kế hoạch, có các ngươi hai cái xuất lực thời điểm. Thân thể bất giác run run, hai người cùng nhau trong mắt sáng lên, tựa hồ lại có chiến ý. Đúng vậy a, chỉ cần chúng ta bày mưu tính kế, đồng tâm hợp lực, thì nhất định có thể đem tiểu tử này xử lý. Nghiêm Phục ở một bên cũng là nhếch miệng cười rộ lên, trong mắt tản ra khắc cốt ghi tâm hận ý. Thế nhưng là hai người đối với cái này, lại là từ chối cho ý kiến, U Vũ Sơn càng là lộ ra một bộ khinh miệt ý cười, chúng ta. Ha ha ha, ngươi lại có tài đức gì, có thể cùng chúng ta Lục Long đặt song song, xưng chúng ta. Lời vừa nói ra, Nghiêm Bán Quỷ bất giác ngửa đầu cười rộ lên, liền Nghiêm Bá Công cũng lại yên lặng cười cười, nhưng cũng không có bảo trì chi ý. Trong lòng bất giác giận dữ, Nghiêm Phục khẽ cắn môi, hận đến nghiến răng, lại là không có cách nào. Từ khi sư phụ hắn độc thủ Dược Vương Nghiêm Tùng bị hại, hắn tại Dược Vương Điện liền triệt để mất đi chỗ dựa. Tuy nhiên hắn luyện đan thuật tại Dược Vương Điện thế hệ trẻ tuổi bên trong vẫn là nổi bật, nhưng là cân nhắc chiến đấu lực độc công lại là so cái này Nghiêm Bán Quỷ kém xa, cho nên cũng liền không được coi trọng. Điều này không khỏi làm hắn càng thêm căm hận Trác Phàm, đơn giản là Trác Phàm năm đó chu sát sư, hủy hắn cả đời. Một phương diện khác, tại kiến thức Trác Phàm biến thái thực lực về sau, những cái kia lúc trước còn thấy lợi tối mắt gia tộc, trong nháy mắt liền tỉnh táo lại, ào ào lui lại, cũng không dám nữa hướng về phía trước. Vị kia chủ trì gia tộc chiến thiên huyền lão giả rơi vào diễn võ đài lên, nhìn trên mặt đất một phiếu thi thể xếp, đã sợ hãi thán phục tại Trác Phàm nghịch thiên. Nhưng lại một trận ai thán. Từ ngàn năm nay, bách gia tranh minh bên trong, gia tộc chiến tuyển bạt còn chưa từng có một lần, chết rất nhiều người. Bất quá trong lòng hắn tuy nhiên đau thương, lại là cũng không đồng tình. Bọn họ chết, hoàn toàn là bị lợi ích choáng váng đầu óc, đứng ở cái này trên đài. Vì được đến cái kia vô tận lợi ích, đánh cược tính mạng mình. Đã như vậy, chết cũng liền khắc oán trời trách đất. Lần này gia tộc lọt vào chiến, người thắng, Phong Lâm Thành Lạc gia. Lão giả kia nhất chỉ Trác Phàm, lớn tiếng tuyên bố. Tiếng nói tại mỗi người bên tai tiếng vọng, nhưng lại không có một đạo tiếng vỗ tay vang lên. Bởi vì lần này Trác Phàm đối thủ, có thể nói là cả chàng tất cả gia tộc, bao quát nơi này người xem. Trên đời nào có là địch nhân thắng lợi, vỗ tay trợ uy đạo lý. Huống hồ, nhìn lấy cái kia mặt đất bầy đầy một từng bộ thi thể. Mọi người trong lòng chỉ có đau xót.
Trác Phàm thế nhưng là dẫm lấy bọn hắn chí thân thi thể, bước vào vậy cuối cùng quyết chiến chiến trường. Bọn họ lại cái nào có tâm tư, vì hắn ăn mừng. Trong lòng, chỉ có vô tận phẫn hận mà thôi. Bất quá, Trác Phàm lại cũng không ngại. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, hắn không muốn mọi người đối với hắn ca công tụng đức, hắn chỉ cần mọi người e ngại hắn, phục tùng hắn liền đầy đủ. Lão Bàng, người đem nằm trên mặt đất những thứ này người ta tộc danh đơn cho ta liệt kê đi ra, sau đó ta từng cái đi tiếp kiến. Trác Phàm chỉ một vòng đầy đất thi thể, nhìn về phía Bàng thống lĩnh nói. Lão Bàng gật đầu một cái, khom người lĩnh mệnh. Vây xem mọi người, đều là một mặt bi phẫn, nhưng là không biết là ai, đột nhiên rất có chồng trọt hô to lên tiếng, Trác Phàm, chúng ta không cần ngươi mèo khóc chuột giả từ bi. Ngươi hôm nay giết nhiều người như vậy, không cần từng cái phúng viếng đi tha tội, chúng ta không biết tha thứ ngươi. Nghe được lời này, mọi người cũng cùng nhau gật đầu, đầy mắt cừu hận ánh sáng. Phúng viếng, tha tội. Mi đầu hơi nhíu, Trác Phàm dường như nghe đến trên đời buồn cười nhất chuyện cười giống như, cười khẽ một tiếng, ha ha ha. Các ngươi có phải hay không nghĩ quá nhiều? Ta Trác Phàm giết người, lúc nào hối hận qua? Chớ nói chi là, cho các ngươi đám này con kiến hôi phúng viếng tha tội. Hừ hừ hừ, đàng hoàng nói cho các ngươi, vừa mới các ngươi từng cái xông lại muốn giết lão tử thế nhưng là từng cái ghi lấy đâu. Lão tử muốn phần danh sách này, cũng là đợi ngày sau từng cái đi nhà các ngươi, đem các ngươi tất cả đều xóa đi rơi, miễn cho ngày sau phiền phức. Phúng viếng, tha tội, các ngươi nhà tài tử giai nhân cố sự nhìn nhiều, làm lão tử nhờ vào đó ngâm nước nhóm muội tử, thuận tiện bỏ trốn đây, ngây thơ. T. Bất giác hít vào một ngụm khí lạnh, tất cả mọi người nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt, đều tràn ngập hoảng sợ. Cái này nhà còn là người sao? Chẳng lẽ hắn giết nhiều người như vậy, không có chút nào áy náy, còn muốn đuổi tận giết tuyệt. Trong lúc nhất thời, mọi người tựa hồ tất cả đều quên cừu hận, ngược lại tại thời khắc lo lắng đến chính mình ngày sau vận mệnh. Nếu không, tranh thủ thời gian dọn nhà, ẩn vào núi rừng tính toán, miễn cho bị cái này ma vương tìm tới. Như thế suy nghĩ lấy, trên mặt mọi người đã có quyết sắc, rốt cuộc không ai dám nói ra một câu muốn báo thù lời nói. Mắt lạnh nhìn đây hết thảy, Lãnh Vô Thường hơi nhếch khóe môi lên lên, tán thưởng gật đầu, tiểu tử này thủ đoạn xác thực cao minh, nhân loại báo thù cũng bất quá là vì sinh tồn, làm sinh tồn bị trực diện uy hiếp lúc, cừu hận ngược lại sẽ mờ nhạt. Cứ như vậy, hôm nay những người này chỉ sợ lập tức sẽ lăn về nhà, chuẩn bị giấu kín, sẽ không lại đối với hắn lần này bách ra tranh minh sinh ra bất kỳ trở ngại nào. Thế nhưng là tiểu tử này cách làm, trái ngược với cái 10 phần bạo quân. Khó được lòng người a. Hoàng phủ Thiên Nguyên trong mắt hơi hơi lấp lóe, đạm mạc lên tiếng. Không khỏi khẽ cười một tiếng, Lãnh Vô Thường lắc lắc đầu, bạo quân sở dĩ là bạo quân, chỉ là bởi vì hắn thất bại một khắc này, mới có người dám gọi hắn bạo quân. Chỉ cần hắn một mực thắng được đi, cũng là thiên cổ minh quân. Còn hành sự cách làm, thực tại không có cái gì có thể xoắn suýt. Chí ít hiện tại xem ra, hắn thành công cho tất cả gia tộc lưu lại một cực kỳ sâu sắc hình ảnh. Đắc tội Lạc gia cùng đắc tội bảy thế gia, không hề có sự khác biệt, đều sẽ đưa tới tai họa ngập đầu. Như vậy trừ chúng ta bên ngoài, ai còn dám nhằm vào Lạc gia? Thật sâu hít một hơi, Hoàng phủ Thiên Nguyên bình tĩnh gật đầu, kẻ này không chỉ có kiêu hùng chi tư, càng có đế vương chi tài, vẫn là mau chóng trừ bỏ cho thỏa đáng. Nói, Hoàng phủ Thiên Nguyên chậm rãi đứng người lên hình. Đã là muốn rời khỏi. Đế vương môn mọi người, đi theo ở bên, còn lại 6 nhà gặp, lại nhìn Trác Phàm liếc một chút về sau, cũng ảo ảo đứng dậy rời đi. Bây giờ lưu lại nữa, cũng không có cái gì trọng yếu tình báo có thể lại thu thập. Chí ít, Trác Phàm một cái khác thần thông, làm cho tất cả mọi người biết rõ hơn biết rõ. Thật sâu quét 7 nhà liếc một chút, Trác Phàm thở dài ra một hơi, trong mắt tinh quang sáng láng. Ngược lại hướng Tiết Ngưng Hương, Tạ Thiên Dương chỗ đi đến, khoát khoát tay cười nói, thật sự là xảo a, nguyên lai các ngươi cũng tới tham gia cái này bách gia tranh minh. Thế mà, Trác Phàm không có chú ý tới là, ngay một khắc này, đã đi xa Lãnh Vô Thường thân thể lại là đột nhiên trệ trệ, quay đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt híp lại, dường như nghĩ đến cái gì, khóe miệng xẹt qua một cái nụ cười quỷ dị. Môn chủ, tiểu tử kia nhược điểm, ta giống như có chút mặt mày.
Lãnh Vô Thường lần nữa đi vào Hoàng Phủ Thiên Nguyên trước mặt cười nói, khắp khuôn mặt là vẻ tự tin. Song đồng bất giác sáng lên, Hoàng Phủ Thiên Nguyên nhíu nhíu mày nói, chẳng lẽ Lãnh tiên sinh đã biết như thế nào phá giải, tiểu tử kia đột nhiên biến mất thần thông. Còn không có, cái kia đại khái cùng không gian truyền tống đồng dạng, cần phải dùng trận pháp đem hắn vây khốn, đem hắn cách biệt mới là. Lãnh Vô Thường lắc đầu, đạm mạc lên tiếng. Nếu là lời ấy bị Trác Phàm nghe đến lời nói, nhất định sẽ giật nảy cả mình, tán thưởng cái này Lãnh Vô Thường nhãn lực chi độc. Cái này, chính là Không Minh Thần đồng đệ nhất trọng, thay hình đổi vị nhược điểm lớn nhất. Thế nhưng là, như thế nào đem hắn nhốt tại trong trận? Hắn khôn khéo xảo trá, người phi thường cẩn thận, ánh mắt khẽ híp một cái, Hoàng Phủ Thiên Nguyên ngưng lông mày nói. Hơi hơi gật gật đầu, Lãnh Vô Thường lộ ra một bộ thần bí nụ cười, không sai. Tiểu tử này giảo quyệt như cáo, cho dù là ta cũng rất khó lừa hắn. Thế nhưng là, dù thông minh người cũng có thất thường thời điểm. Há, xem ra Lãnh tiên sinh đã có kế sách thần kỳ. Lông mày nhíu lại, Hoàng Phủ Thiên Nguyên trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Chậm rãi gật đầu một cái, Lãnh Vô Thường cười không nói. Trác đại ca, chúc mừng ngươi thành công tiến vào trăm nhà quyết chiến. Nhìn thấy Trác Phàm đi tới. Tiết Ngưng Hương bất giác cười nói tự nhiên lớn tiếng nói. Tiết Định Thiên cùng chủ nhà họ Đổng mấy lão già này, lại là cùng nhau trong lòng run lên, nhìn lấy Trác Phàm bóng người, cực kỳ kiêng kỵ. Tuy nhiên trong lòng bọn họ hoàn toàn minh bạch, Trác Phàm đối bọn hắn không có chút nào ác ý. Thế nhưng là, hắn cường đại cũng là lớn nhất đại uy hiếp. Gặp qua Trác Phàm tại trước mặt bọn hắn, một ý niệm, đột sát hơn nghìn người tràng cảnh. Bọn họ tựa như con kiến hôi nhìn thấy cự nhân giống như, chỉ có thể nhỏ bé nhìn lên, sợ đối phương một tên cũng không để lại tâm, thì đem bọn hắn giết chết, sao có thể không tâm sinh sợ hãi. Giờ này khắc này, trên mặt bọn họ tuy nhiên còn mang theo một bộ cứng ngắc nụ cười, nhưng là lưng đã phủ đầy mồ hôi lạnh. Giống như mấy cái run lẩy bẩy con thỏ, nhìn qua mãnh hổ tại nhàn nhã tản bộ đồng dạng. Cho dù cái này mãnh hổ không có ăn bọn họ muốn ăn, cũng ức chế không nổi bọn họ cái kia phát từ đáy lòng hoảng sợ. Thế nhưng là Trác Phàm chính mình nhưng lại không có ý thức được, hắn bây giờ đang ở khác người trong lòng, đã là một cái bao nhiêu nhân vật đáng sợ, vẫn như cũ treo một bộ hiền lành nụ cười, hướng tại chỗ người một gật gật đầu. Ở trong sân người, cũng là cứng đờ gật đầu đáp lễ, xấu hổ cười cười. Sau đó, hắn mới vừa nhìn về phía Tiết Ngưng Hương, đính đính lồng ngực nói, đây không phải là chuyện đương nhiên a. Thì những cái kia cặn bã, lão tử một chút cũng không để vào mắt, coi như lại đến mấy ngàn, cũng không có gì lớn không. Lời vừa nói ra, mọi người cùng nhau cười khan một tiếng, một đầu mồ hôi lạnh. Hắn mặc dù mình nói hào tình vạn trượng, nhưng là cũng không nghĩ một chút, những cái kia là ai. Không đều là cùng Tiết gia, Đổng gia một dạng phổ thông gia tộc A, bọn họ là cặn bã, cái kia Tiết gia, Đổng gia thành cái gì. Đây không phải điển hình chỉ hòa thượng, mắng đổ đầu chọc a. Thế nhưng là Tiết Đổng hai nhà cũng không thể phản bác cái gì, người nào để người ta thực lực đủ mạnh, một cái đầu ngón tay liền có thể bóp chết bọn họ đâu. Nhẫn đi. Khẽ cắn môi, hai nhà người chỉ có thể một mực cười làm lành. Trác Phàm luôn luôn làm theo ý mình, bình thường đều là cùng nhân vật cao tầng liên hệ, cũng không có ý thức được hắn câu nói này đến cỡ nào thương tổn hai nhà người tự tôn. Tiết Ngưng Hương cũng là gật đầu cười cười, hồn nhiên ngây thơ, lại là không có nhiều ý nghĩ như vậy. Có điều rất nhanh, nàng liền lại cho mày, lo lắng nói cái kia. Trác đại ca, ngươi thật muốn đi diệt gia tộc bọn họ sao? Bọn họ đều đã chết chí thân, tuy nhiên tại diễn võ trường lên, sinh tử vô luận, nhưng đi xuống cái này cái đài, còn đi đuổi tận giết tuyệt, có thể hay không quá tàn nhẫn. Trước kia chúng ta Tiết gia thiếu chút nữa cũng bị diệt tộc. Biết cái kia cỗ tuyệt vọng cùng hoảng sợ. Ta van cầu ngươi, ngươi, có thể không thể bỏ qua bọn họ. Ách, cái này. Trác Phàm khẽ giật mình, mi đầu chăm chú nhăn lại. Tiết Định Thiên xem xét không đúng, vội vàng nổi giận nói, Ngưng Nhi, Trác quản gia cử động lần này tất có thâm ý, ngươi cắt không thể nhất thời trò đùa, xấu Trác quản gia đại kế. Huống hồ, nam tử Hán đại trượng phu, nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy. Huống chi Trác quản gia vẫn là đệ nhất anh kiệt, lại có thể. Tốt, không có vấn đề. Thế mà, Tiết Định Thiên còn không có giáo dục hết hắn bảo bối tôn nữ nhi,
Trác Phàm đã là nhún nhún vai, thờ ơ nói, vốn là ta cũng chỉ là hù dọa bọn họ một chút, để bọn hắn đừng đến quấy nhiễu ta hành động cũng là. Đã mục đích đạt thành, ta cần gì phải làm ra vô vị giết hại? Chẳng lẽ nói, ta giống như là loại kia thích giết chóc thành thói ma vương sao? Ngươi không giống là, người nhà vốn chính là. Trên mặt tất cả mọi người treo cứng ngắc nụ cười, dao động cái đầu, nhưng trong lòng thì một trận oán thầm. Người nhà không phải ma vương lời nói, bộ kia lên nằm hơn ngàn thi thể là cái gì đến. Bất quá Tiết Ngưng Hương vẫn là cực kỳ vui sướng, thậm chí cao hứng bừng bừng. Cảm khái những người này rốt cục sẽ không lại chết oan, Trác đại ca cũng không cần tái tạo vô vị giết hại. Trác Phàm mỉm cười, cưng chiều vỗ vỗ nàng cái đầu nhỏ. Tràn đầy sát khí trên mặt ít có xuất hiện một tia không màng danh lợi chi sắc. Thế nhưng là Tiết Định Thiên lại là hoàn toàn mắt trợn tròn, hắn vừa mới thế nhưng là một mực tại vì Trác Phàm hung tàn hành động tìm thỏa đáng lý do, còn vì này răn dạy hắn cháu gái. Thế nhưng là chỉ chớp mắt, Trác Phàm liền đáp ứng hắn cháu gái yêu cầu, ngược lại làm cho hắn không hiểu chuyện ý. Cái này khiến hắn về sau như thế nào tại trước mặt tiểu bối lập uy, hắn mặt mo lại đặt ở nơi nào. Nhưng nhìn Trác Phàm cặp kia lạnh nhạt song đồng, trong mắt tựa hồ chỉ có ngưng nhi bóng người. Hắn liền bất đắc dĩ thở dài, rất rõ ràng, hắn tấm mặt mo này rất không đáng tiền, vẫn là ngoan ngoãn thu về tốt. Uy, đem ngươi tay lấy ra, chẳng lẽ không biết cái gì gọi là nam nữ thụ thụ bất thân sao? Đột nhiên, ba một tiếng vang giòn, Tạ Thiên Dương hơi vung tay, đem Trác Phàm tại ngưng nhi trên đầu cái tay kia đánh rụng, trên mặt một trận sắc mặt giận dữ. Thực hắn sớm đã giấm chua bốc lên, chỉ là tại Trác Phàm đập ngưng nhi đầu lúc, thực sự nhìn không được bạo phát mà thôi. Tựa hồ nhìn ra hắn suy nghĩ trong lòng, Trác Phàm trầm ngâm một trận, thở dài một hơi, bất đắc dĩ đưa tay thu hồi đi. Đúng lúc này, Lạc Vân Thường tự nhiên hào phóng đi tới nơi này, cười nói, đúng vậy a, nhà lành nữ tử thân thể, há có thể tùy tiện khiến người ta đụng chạm. Sau đó vừa nhìn về phía Tiết Ngưng Hương, áy náy gật đầu nói. Ngưng nhi, ngươi chớ để ý, cái này chắc quản gia là kẻ thô lỗ, ta trở về nhất định thật tốt răn dậy một phen. Ách, không cần, ta không sao. Lạc đại tiểu thư, ngươi tuyệt đối đừng trách cứ Trác đại ca. Tiết Ngưng Hương quính lên, vội vàng khoát khoát tay. Ngây thơ nàng tựa hồ thật sự cho rằng đại tiểu thư này, có quyền lực có thể răn dậy Trác Phàm, cho nên vội vàng cầu tình. Trác Phàm nhướng mày, không biết sao. Trong lòng đột nhiên sinh ra một tia cảm giác buồn bực. Trác quản gia, đây là danh sách kia. Lúc này, bàng thống lĩnh cũng tới đến bên cạnh hắn, đưa lên một tờ giấy mỏng. Trác Phàm thuận tay tiếp nhận, trực tiếp vò thành một cục ném ra, lạnh lùng nói, không cần. Bàng thống lĩnh khẽ giật mình, không rõ ràng cho lắm, cái này Trác quản gia làm sao bỗng nhiên sinh lớn như vậy hỏa khí. Trác Phàm cũng không biết đây là vì cái gì. Chẳng qua là cảm thấy mới vừa rồi bị Tạ Thiên Dương mở ra tay lúc, trong lòng đột nhiên sản sinh một cỗ thất lạc. Tiếp lấy Lạc Vân Thường cái kia mấy câu nói, lại đâm vào lỗ tai hắn đau. Hiện tại hắn, một bụng phiền muộn, muốn tìm người phát tiết, lại là căn bản tìm không thấy xuất xứ. Đột nhiên, Trác Phàm hét lớn lên tiếng, chờ một chút. Tất cả mọi người khẽ giật mình, đều là không rõ ràng cho lắm. Lại chính gặp Trác Phàm quay đầu nhìn về phía cách đó không xa. Ở nơi đó, lúc trước còn tuyên bố muốn giết Trác Phàm tôn ra bốn người, lúc này lại là chuẩn bị len lén chuồn mất. Thực bốn người bọn họ cũng rất phiền muộn, vốn là coi là 5 năm qua, bọn họ liều mạng tu luyện, thực lực đại trướng. Lấy bọn họ bây giờ thực lực, đánh với Trác Phàm một trận, coi như không thắng, cũng có thể liều cái đồng quy vu tận. Thế nhưng là không nghĩ tới a, không nghĩ tới. Trác Phàm tên yêu nghiệt này dưỡng quái vật, thế mà càng thêm biến thái, đều đã đạt đến ý niệm giết người khủng bố tình trạng. Bốn người bọn họ lại đến, đừng nói cùng Trác Phàm đồng quy vu tận, cơ bản cũng là bị miểu sát tiết tấu. Tìm Trác Phàm báo thù, bốn người bọn họ ngày nhớ đêm mong, chưa bao giờ từng đứt đoạn. Thế nhưng là, cái kia không có nghĩa là muốn làm bia đỡ đạn, trực tiếp trước đi tìm cái chết a. Nửa phần thắng đều không có chuyện gì. Ngu ngốc mới có thể làm. Cho nên bốn người bọn họ gặp tình thế không ổn, liền muốn chuồn mất. Vốn là Trác Phàm biết bọn họ thân phận về sau, cũng không có đem bọn hắn để vào mắt, thế nhưng là đúng lúc trong lòng tức giận thời khắc, chính cần một cái nơi chút giận, cái này bốn cái thì đụng vào.
Trác Phàm nổi giận, thật sự là rất ít gặp, riêng là loại này rất là kỳ lạ nổi giận. Thế nhưng là, cũng là lần này, thì để bọn hắn đụng vào, thật sự là vận khí lưng tới cực điểm. Thân thể bất giác trì trệ, cái kia lão giả cầm đầu cứng ngắc chuyển qua đầu, trên đầu đã là chảy ra mồ hôi lạnh, nhưng như cũ thanh âm khàn khàn, lạnh lùng nói, chuyện gì? Chuyện gì? Các ngươi mẹ hắn vừa mới nói muốn giết ta, hiện tại hỏi ta chuyện gì? Hít thật sâu, Trác Phàm giận quá mà cười, sải bước hướng bọn họ nơi đó đi tới, mắng to lên tiếng, Thái Vinh, Thái Hiếu Đình, còn có Tôn gia hai cha và con gái, các ngươi mẹ hắn đừng cho lão tử giả ngu, lão tử đã sớm nhận ra các ngươi đến. Trên đầu mồ hôi lạnh ứa ra, bốn người liếc nhìn nhau, lại là toàn thân co rúm lại, chuyển qua cứng ngắc thân thể. Đầu thật sâu thấp, nhưng cũng không dám ngẩng đầu cùng Trác Phàm đối mặt. Lạc Vân Thường bọn người nghe được lời này, cũng là không khỏi giật mình. Bốn người bọn họ từ khi bị Lạc gia đuổi ra khỏi cửa về sau, liền không biết bóng dáng, làm sao lại xuất hiện ở đây, còn biến thành bộ này quỷ bộ dáng. Bất quá còn không đợi bọn hắn mở ra nghi hoặc, Trác Phàm đã là đi vào bốn người trước mặt, phát ra khiêu chiến, đến a, bốn người các ngươi không phải muốn giết ta báo thù sao? Cùng tiến lên, mẹ hắn, ta để các ngươi hai cái tay. Khóe miệng bất giác một xẹp, bốn người lẫn nhau nhìn xem, lại không có lúc trước kiêu ngạo như vậy sắc mặt, ngược lại biệt khuất sắp khóc đi ra. Nha nha phi, ngươi một cái cầm giữ có thần chiếu cảnh thần thông quái vật, một cái ý niệm trong đầu thì có thể giết ta nhóm, để hai cánh tay có tác dụng quái gì a? Không động thủ đúng hay không? Thế nhưng là, xem bọn hắn chậm chạp đứng đứng bất động, Trác Phàm một bụng tức giận nhất thời liền tất cả đều hướng lấy bọn hắn gầm hét lên. Đã không có loại động thủ, vậy liền cho lão tử ngoan ngoãn quỳ xuống đến, nghe lão tử thật tốt giáo dục một chút các ngươi. Ra mặt nhịn không được rút rút, bốn người liếc nhìn nhau, lại là trong lòng do dự. Quỳ hay là không quỳ đâu? Nếu là quỳ lời nói, có phải hay không thật không có thể diện? Nhưng nếu không quỳ, đoán chừng vài phút bị cái này đáng sợ vô tình quái vật làm thịt. Ai, vẫn là mệnh quan trọng, mặt tính là gì? Dù sao bộ này quỷ bộ dáng, vốn là đều đã không mặt mũi. Sau đó, phù 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 chi tiếng vang lên, bốn người xếp thành một hàng, cúi đầu quỳ rạp xuống Trác Phàm trước mặt. Lạc Vân Thường đi lên phía trước, trong mắt một mảnh kinh dị các ngươi. Làm sao lại biến thành cái bộ dáng này? Còn có thể thế nào, còn không phải U Minh Cốc cho bọn hắn luyện loại này hại người không lợi mình ma công. Bốn người bọn họ còn chưa mở miệng. Làm ma đạo chi tổ Trác Phàm đã là không sai tại ngực, đại mắng ra miệng, các ngươi bây giờ nhìn xem các ngươi bộ dáng, người không ra người, quỷ không quỷ, còn có mặt mũi nào sống trên đời. Chẳng lẽ đây chính là các ngươi một mực truy cầu cường giả gia tộc? Riêng là ngươi, êm đẹp Lạc gia trưởng lão không làm, càng muốn cùng nhi tử ở rể đến Tôn gia, không có tiền đồ. Trác Phàm nước bọt vẩy ra, Thái Vinh đỏ mặt, chỉ có thể cúi đầu cố nén. Bất quá Trác Phàm tựa hồ còn chưa đủ đã nghiền, vẫn như cũ tức miệng mắng to, biết các ngươi tại sao lại có kết quả như vậy sao? Đáng đời, êm đẹp người không làm, càng muốn cho người ta làm chó. Tại Lạc gia làm trưởng lão lúc, liền muốn đến trèo U Minh Cốc cành cây cao, hiện tại trèo lên A, lại là sống chẳng bằng con chó. Đồ ngu, ngu ngốc, ngu ngốc. Trác Phàm từng vòng quở trách, thẳng đem bốn người mắng đầu cũng không ngẩng lên được. Đừng nói gì đến tôn nghiêm. Bị người như thế giáo huấn cùng cháu trai giống như, nơi nào còn có cái gì tôn nghiêm có thể giảng. Lạc Vân Thường thật sâu nhìn Trác Phàm liếc một chút, sắc mặt phức tạp, lại là không có lên tiếng. Trác Phàm, người muốn chém giết muốn dóc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Chỉ là, không muốn lại làm nhục chúng ta. Thái Vinh thở sâu, rốt cục nhịn không được, cắn răng nói. Trác Phàm tròng mắt hơi híp. Cười lạnh thành tiếng, giết các ngươi, ta tại sao muốn giết các ngươi? Bốn người sững sờ, có chút kỳ quái, cùng nhau nói, ngươi không giết chúng ta. Đương nhiên, ta Trác Phàm trong mắt chỉ có hai loại người. Một loại là bằng hữu, giao, một loại là địch nhân, giết. Nhếch nhếch miệng, Trác Phàm chế nhạo nói, các ngươi cảm thấy, các ngươi trong mắt ta là loại người nào? Địch nhân, Thái Vinh thử dò xét nói. Lắc đầu. Trác Phàm khóe miệng chỉ là treo cười lạnh. Chẳng lẽ là, bằng hữu, Thái Vinh trong lòng hơi hồi hộp một chút,
tựa hồ sinh ra chút hy vọng, chẳng lẽ Trác Phàm bất kể hiềm khích lúc trước, có lại thu lưu bọn họ ý tứ. Thế nhưng là nghe đến đáp án này, Trác Phàm quả thực thì muốn cười to lên, khinh miệt bĩu môi, cười nhạo nói, sai, các ngươi cho tới bây giờ liền không có tại lão tử trong mắt xuất hiện qua. Một đám tôm tép nhãi nhép, không xứng lão tử giết, càng không xứng cùng lão tử kết giao bằng hữu. Cút ngay cho ta, thật tốt sống trên cõi đời này, giống điều chó ghẻ một dạng, nếm tận thế gian hết thảy thống khổ, thật tốt tự kiểm điểm các ngươi trước kia sở tác sở vi đi. Lão tử, thế nhưng là vẫn chờ xem các ngươi trò vui đâu. Khóe miệng xẹt qua một cái tàn nhẫn đường cong, Trác Phàm mắng to bọn này ngu xuẩn một trận về sau, trong nháy mắt cảm thấy trong nội tâm một trận thư sướng, dễ chịu nhiều. Sỉ nhục, lớn lao sỉ nhục. Thái Vinh bốn người sắc mặt nín đến đỏ bừng, giận không chỗ phát tiết, lại là chỉ có thể ủy khúc cầu toàn như vậy quỳ, liền câu phản bác ngữ điệu cũng không dám nói. Thật không biết bọn họ lần này tới là làm gì, chẳng lẽ cũng là vì tự lấy nhục sao? Lạc Vân Thường trầm ngâm một trận, nhìn Trác Phàm liếc một chút, lại là muốn nói lại thôi. Trác Phàm trên mặt lộ ra vẻ điên cuồng, nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa, đưa tay nhất chỉ nơi xa, hét lớn lên tiếng, còn đứng ở chỗ này làm gì, tìm đánh a, cút ngay cho ta. Ra mặt nhịn không được rút rút, Thái Vinh bốn người trong lòng thầm than một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng là cần đứng dậy rời đi lúc, Trác Phàm hô quát lại là lại tại bọn họ bên tai vang lên, lão tử để cho các ngươi lăn, như chó lăn, các ngươi lên tới làm gì, còn muốn làm người sao? Cái kia sớm làm gì? Mí mắt nhịn không được run run, bốn người đều hung hăng cắn khóe miệng, tựa hồ cũng nhanh cắn chảy ra máu. Trác Phàm cường thế cùng hùng hổ dọa người, để bọn hắn thể diện mất sạch, nhưng lại không thể không nhịn nhục sống tạm bợ. Dù sao, Trác Phàm địa thế còn mạnh hơn người a. Trong mắt ngậm lấy yêu kiều lệ quang, Thái Vinh đi đầu bò lổm ngổm hướng nơi xa leo đi, còn lại ba người thì theo thật sát, tại trời chiều ánh chiều tà dưới. Thật giống như bốn đạo chó mất chủ cái bóng, khiến người ta nhìn, ai cũng lòng sinh một cỗ bi thương buồn bã mẫn cảm giác. Trác Phàm từng ngụm thở phì phò, trong lòng một trận đại sướng, vừa mới cái kia cỗ không lý do nộ khí, tựa hồ cũng hoàn toàn phát tán ra. Chỉ bất quá mọi người nhìn thấy Trác Phàm tàn nhẫn như vậy cổ tay, đem đối thủ hạ thấp không đáng một đồng, tôn nghiêm mất hết, lại là cùng nhau trong lòng run lên. Đối với hắn hoảng sợ, sống lại một phần. Cái gọi là đánh người không đánh mặt, loại này đối người tôn nghiêm trần trụi làm nhục, tại những gia chủ này trong lòng, có khi so cái kia khám nhà diệt tộc tai họa, càng khiến người ta tâm thấy sợ hãi. Bởi vì cái trước rất khác nhau ra lão tiểu cùng xuống hoàng tuyền, tuy nhiên thê thảm, nhưng cũng coi như phóng khoáng, thế nhưng là cái sau, lại là người một nhà đều muốn khuất nhục sống trên đời, mỗi ngày trong mộng đều sẽ bị cái kia ác độc ngôn ngữ bừng tỉnh, nhưng bây giờ là chân chính sống không bằng chết. Mà Trác Phàm vừa mới từng tiếng chửi rủa, nghe vào Thiết Đồng hai nhà người trong tai, nhưng cũng như một cái đem dao nhọn đâm tại bọn họ trái tim một dạng. Làm người vẫn là làm chó. Người Lạc gia có người Trác Phàm dốc hết sức chống đỡ, liền bảy thế gia cũng phải coi trọng mấy phần, tự nhiên có tư cách làm người. Thế nhưng là đại lục ở bên trên giống bọn họ dạng này đồng dạng, phổ thông đến không thể lại phổ thông gia tộc, không đi làm chó, có lẽ vài phút liền sẽ bị diệt. Liền sinh tồn đều thời khắc thụ lấy uy hiếp, nào có làm người cơ hội. Có lúc bọn họ cũng không phải là muốn thăng chức rất nhanh, chỉ là muốn tiếp tục sinh tồn đi xuống thôi. Cho nên, cũng chỉ có thể người trước làm người, sau lưng làm chó. Chỉ bất quá, hai nhà bọn họ xem như gặp phải tốt chủ tử, Hoa Vũ Lâu cùng Kiếm Hầu Phủ đều đối bọn hắn chiếu cố có thừa. Không giống cái kia U Minh Cốc, đối phụ thuộc gia tộc mình, một dạng tàn nhẫn ngoan độc. Nghĩ như thế, bọn họ tuy nhiên cũng là chó, nhưng đã xem như chó bên trong quý tộc, khách quý chó đi. Thật sâu hút khẩu khí, Tiết Định Thiên cùng chủ nhà họ Đồng liếc nhìn nhau, đều là bất đắc dĩ cười khổ lắc đầu. Trác Phàm cùng Lạc gia, cùng bọn hắn chung quy là hai thế giới gia tộc, hoàn toàn không giống. Trác quản gia, người bất giận, làm gì vì bọn họ nổi giận. Cẩn thận thương thân thể, không đáng giá. Nhìn lấy bốn người nhúc nhích bóng người dần dần biến mất, Bàng thống lĩnh mới đi đến Trác Phàm trước mặt, cười khuyên. Trác Phàm nhún nhún vai, lắc đầu, một mặt kiệt ngao, không có gì, lão tử mới sẽ không vì bọn họ mấy cái này phế vật sinh khí đây. Bọn họ, còn không đáng giá, chỉ bất quá,
mắng bọn hắn một trận, có thể lộ ra lão tử rất có bức cách, cứ như vậy mắng. Không khỏi một cái lảo đảo, bàng thống lĩnh chà chà mồ hôi lạnh trên trán, làm cười ra tiếng. Nguyên lai ngài mắng chửi người, còn có thể dùng lý do này à, thật sự là không thể tưởng tượng. Chỉ có Lạc Vân Thường thật sâu nhìn lấy Trác Phàm, bờ môi cắn thật chặt, lại là cũng không nói gì. Há, các vị, xin lỗi, Lạc gia còn có một số việc chờ ta xử lý, vậy tại hạ như vậy cáo từ. Ngược lại lại đến bên người mọi người, Trác Phàm lúc này ôm một cái quyền, mang theo Lạc Vân Thường chờ một đám Lạc gia con cháu rời đi nơi này. Mọi người cũng là cùng nhau ôm quyền, cung kính cười cười. Chỉ có Đồng Hiểu Huyền một đôi u oán ánh mắt, nhìn lấy Trác Phàm đột nhiên bóng người, thì thào lên tiếng, hắn. Trong mắt vẫn như cũ không có ta. Tựa hồ nhìn ra nữ nhi tâm tư, chủ nhà họ Đồng vỗ vỗ bả vai nàng, bất đắc dĩ lắc đầu, Huyền Nhi, ngươi cùng hắn là hai thế giới người, không có khả năng. Đồng Hiểu Huyền khóe miệng một xẹp, thật sâu nhắm mắt lại. Nhưng là hai mắt ở mép dĩ nhiên đã ẩm ướt. Trở về Lạc gia chú trên đường, một mực trầm mặc không nói Lạc Vân Thường, rốt cục mở miệng, Trác Phàm, người đối Ngưng Nhi cô nương. Làm sao? Trác Phàm sững sờ, trong mắt lóe lên một mảnh mê mang. Lạc Vân Thường thật sâu liếc hắn một cái, gặp hắn tựa hồ còn không có ý thức được, liền lắc đầu, bật cười ra tiếng, không có gì, trở về đi. Không khỏi nháy mắt mấy cái. Trác Phàm một trận rất là kỳ lạ. Lạc gia tại Vân Long thành chỗ ở, là một gian tiểu viện tử, một về tới đây, Trác Phàm liền gặp Lôi Vân Thiên cùng cái kia hơn 20 tên Ngụy Thiên Huyền trưởng lão, đã cùng nhau xin đợi ở đây. Trác quản gia xuất mã, hôm nay nhất định càng là kỳ khai đắc thắng đi. Lôi Vân Thiên ôm một cái quyền, cười to lên. Trác Phàm không có trả lời, chỉ là chỉ những cái kia Ngụy Thiên Huyền, quát to, Lôi trưởng lão. Cái này 20 cái đổ vật, mỗi người cho ta trưởng trách 100, người tự mình chấp hành. Lôi Vân Thiên sững sờ, Trác quản gia cái này là làm sao, vừa về đến cứ như vậy đại hỏa khí, chẳng lẽ không có thắng sao? Cái kia làm sao có thể? Trác Phàm xuất mã, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua có không làm được sự tình, huống chi như thế kiện việc nhỏ. Cái kia 20 tên Ngụy Thiên Huyền, thì càng là một mặt rất là kỳ lạ, bọn họ lại phạm chuyện gì? Gần nhất bọn họ thế nhưng là thành thật, cũng không có ở ngài lão nhân ra trước mặt trang bức a. Tựa hồ nhìn ra trong lòng mọi người nghi hoặc, Trác Phàm cười lạnh một tiếng nói, hai ngày này lão tử không có quan tâm các ngươi nhà thì thật coi lão tử quên đúng hay không. Hôm qua Lạc gia bị tấn công, ngay cả chúng ta minh hữu, những người ngoài kia đều vì hai chị em bọn hắn bị thương thật nặng. Các ngươi ngược lại tốt, vùi ở khắp ngõ ngách, chỉ biết tự vệ, tổn hại chủ tử an nguy. Cái này còn không nên đánh sao? Có thể, thế nhưng là đó là lục long nhất phượng a, chúng ta đi lên căn bản không có mảy may tác dụng, chỉ là không không chịu chết mà thôi. 20 người bên trong, có một người mặt hiện lên không phục, sợ hãi lên tiếng. Trong mắt bất giác ngưng tụ, Trác Phàm vung tay cách không ba một tiếng, đem người kia đập bay, giận dữ nói cái này có thể trở thành lý do sao? Các ngươi trước kia hộ vệ hoàng đế lúc, cũng là tránh sau lưng hoàng đế sao. Nha nha phi, thân là Lạc gia hộ vệ, cho dù biết rõ không địch lại, cũng muốn làm tấm khiên thịt người cho lão tử ngăn lại đi. Chủ tử, tuyệt không thể so với các ngươi chết trước. Bàng thống lĩnh cùng Lôi trưởng lão, cái kia không phải làm như thế. Lấy lão tử nhìn, các ngươi căn bản không có đem Lạc gia làm chủ tử, lẽ ra nên thật tốt điều giáo. Lôi Vân Thiên suy nghĩ một trận, khẽ gật đầu. Trác Phàm nói thật đúng là có ý, mấy người này là nên thật tốt trừng phạt một chút. Lôi trưởng lão, ngươi còn đứng ngây đó làm gì, còn không thi hành. Trác Phàm lại hét lớn một tiếng, vẫy vẫy ống tay áo, hướng trong phòng đi đến. Cái kia hơn 20 người, sợ hãi rụt rè, trong lòng lo sợ, lại là không phản bác được. Lôi Vân Thiên liền ôm quyền, lĩnh mệnh tiến lên, thế nhưng là đang muốn động thủ, lại là bỗng nhiên khẽ giật mình. À, không đúng, 20 người, mỗi người 100 trượng, cái kia chính là trọn vẹn 2.000 trượng, còn để lão phu một người thi hành. Trác quản gia, ngài là trừng phạt bọn họ vẫn là trừng phạt lão phu a. Bất quá lại suy nghĩ một chút, cái này 20 cái đều là Ngụy Thiên Huyền, tại chỗ trừ hắn có năng lực đối bọn hắn tạo thành thương tổn bên ngoài, người khác thi hành, cũng liền không coi là trừng phạt.
thế nhưng là cái này 2000 trượng. Lôi Vân Thiên ra mặt rút rút, nhìn về phía Lạc Vân Thường cười khổ nói, Vân Thường, Trác quản gia hôm nay làm sao? Giống như hạ mệnh lệnh, đều 10 phần xúc động a. Lạc Vân Thường không khỏi lắc đầu cười khổ một tiếng, quên đi, Lôi bá bá, một người 20 trượng, đánh nặng một chút, cho chút trừng phạt liền tốt. Nghe xong lời ấy, mọi người thở dài ra một hơi, như được đại xá. Không chỉ có là cái kia 20 người trong lòng may mắn cái này ma vương Trác quản gia trên đầu còn có cái đại tiểu thư, Lôi Vân Thiên cũng là buông lỏng một hơi. 2000 trượng biến thành 400 trượng, cái này nhưng là nhẹ nhõm nhiều. Trở lại trong phòng, Trác Phàm ngồi tại chủ vị, theo tay cầm lên bên người một cái bát trà, trâu nuốt giống như hớp một cái, mới thở dài một hơi. Nôn nóng tâm, lại bình tĩnh một số. Lúc này, Lạc Vân Thường cùng Bàng thống lĩnh cùng theo vào. Trác Phàm xem bọn hắn liếc một chút, đạm mạc lên tiếng, Lệ lão bọn họ đây, chắc là tại phụ cận đi. Trác Phàm biết, vì bảo trì Vân Long thành trật tự, lần này các nhà đều không cho phép mang thần chiếu cảnh cao thủ tiến vào, cho nên Trác Phàm phỏng đoán, Lệ Kinh Thiên bọn họ chắc là tại Vân Long thành phụ cận chờ đợi. Chậm rãi lắc đầu, Bàng thống lĩnh thản nhiên nói, Lôi cô nương cùng Nghiêm lão nói là ngươi có sắp xếp, không cùng đến. Không sai, ta xác thực để bọn hắn lúc này hành động, người khác đâu. Trác Phàm gật đầu nói. Trầm ngâm một chút, Bàng thống lĩnh trần chờ một trận, thì thào lên tiếng ừm. Người khác đều không có theo tới. Vì cái gì, Trác Phàm cũng là hiện tại mới có thời gian hỏi thăm Lạc gia tình huống, không khỏi cả kinh nói. Là ta chủ ý, Lạc Vân Thường dương dương mặt, thản nhiên nói, Vân Long Thành không cho thần chiếu cảnh cao thủ đi vào, người trước kia còn nói qua, không nên tùy tiện triển lộ ra chính mình át chủ bài, cho nên ta thì. Ngươi là heo a, thế nhưng là nàng chưa kịp nói xong, Trác Phàm đã là mắng to lên tiếng. Lại là một cơn lửa giận nhảy lên, người ta bảy thế gia không mang theo thần chiếu cao thủ, là bởi vì người ta có thực lực kia. Người nhà cũng không mang theo, nếu là người cùng Vân Hải hai cái bị người ở chỗ này giết, cái kia Lạc gia còn có cái gì tốt làm. Lão tử hao tổn tâm cơ, trăm cay nghìn đắng mới làm gia tộc, còn có ý nghĩa gì? Chăm chú cắn môi, Lạc Vân Thường trong mắt ngấn lệ chớp động, lại là cũng không có như trước kia đồng dạng khí khóc. Ngược lại cũng là hướng về Trác Phàm gầm thét lên, đúng vậy a, ta suy nghĩ không chu toàn, không thể thích đáng an bài tốt bố trí. Vậy còn ngươi, một khi thất tung thì 5 năm, trở về xem ai đều không vừa mắt, gặp ai cũng lửa giận ngút trời. Muốn là như vậy lời nói, ngươi còn không bằng không trở lại tốt. Vừa dứt lời, Lạc Vân Thường quay đầu đóng sập cửa mà đi. Bàng thống lĩnh kẹp ở giữa hai người, tình thế khó xử, xấu hổ khuyên, ách. Trác quản gia, người tuyệt đối đừng chấp nhặt với tiểu thư, nàng cái kia không phải thật tâm lời nói. Thực nàng mỗi ngày đều tại ngày đêm tưởng niệm. Được được, ta biết, nàng phát đại tiểu thư tính khí, lại không phải lần đầu tiên. Trác Phàm khoát khoát tay, thở sâu, trong mắt hơi híp, trấn tĩnh nói, lão Bàng, người bây giờ lập tức phát truyền tin ngọc giản, để Lệ lão đến trợ giúp. Ta đoán chừng lần này, muốn triệt để cùng đế vương môn bọn họ vạch mặt. Bàng thống lĩnh gật đầu một cái, lập tức rời đi truyền tin đi. Chỉ một thoáng, trong phòng chỉ có Trác Phàm một người, vắng ngắt. Trác Phàm hơi khép hai mắt, lòng nghi ngờ. Hắn cũng biết, hắn hôm nay rất không thích hợp, lửa giận tựa hồ một chút liền lấy, xem ai đều muốn mắng to hai câu, thậm chí còn có động thủ xúc động. Cái này, cũng không phải là một cái hiện tượng tốt. Lửa giận hướng đầu, chỉ là mãng phu hành động. Hắn nhất định muốn khống chế tốt chính mình tâm tình. Nếu không lời nói, tại như thế hiểm cảnh dưới, chỉ sợ thực sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục tình trạng. Chỉ là hắn không hiểu là, hắn tâm cảnh vì sao như thế bất ổn. Thật sâu hút khẩu khí, Trác Phàm hai mắt nhắm lại, để cho mình bình tĩnh trở lại, tĩnh tâm tu luyện. Đột nhiên, kêu to một tiếng truyền ra, Trác Phàm bưng bít lấy chính mình phải đồng tử, sắc mặt dữ tợn ngã trên mặt đất. Mồ hôi lạnh nhìn không được chảy xuống. Tại cái kia trong đồng tử, vầng sáng màu vàng óng lóe lên, tiếp lấy đạo thứ hai vòng vàng hư ảnh, cũng đang chậm rãi hiện hình. Chẳng lẽ nói, không minh thần đồng tầng thứ hai, muốn đột phá a? Trác Phàm trong mắt ngưng tụ, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Bá bá bá. Hai tay chấp liên tục, Trác Phàm lập tức tại bốn phía bố trí xuống phòng ngự trận pháp,
khoanh chân ngồi dậy, bình tĩnh tâm tính, an tâm đột phá. Nhưng cảm giác phải đồng tử như giống như lửa thiêu, vầng sáng màu vàng óng tại rạng rỡ lấp lóe, Trác Phàm hít sâu một hơi, vội vàng ngưng tụ nguyên thần, toàn bộ tụ tại phải đồng tử phía trên. Nói cho cùng, không minh thần đồng thi triển, cùng nguyên thần có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ, cho nên mỗi lần đột phá, đều phải hao phí đại lượng lực lượng nguyên thần. Sau đó như thế như vậy, liên tiếp 3 ngày, Trác Phàm đều một người yên tĩnh trong phòng tĩnh tọa, không có rảnh rỗi người quấy rầy. Thế nhưng là, tại ngày thứ tư sáng sớm, Trác Phàm lần nữa mở ra song đồng lúc, lại là bất đắc dĩ thở dài, sắc mặt có chút hiu quạnh. Ai, vẫn là thất bại, là mình nguyên thần cường độ còn chưa đủ đột phá tầng thứ hai, vẫn là trong lòng tạp niệm quá nhiều, khó mà bình tĩnh đâu. Ánh mắt hơi hơi mị mị, Trác Phàm trong lòng bất giác có chút tiếc nuối, giống như vậy đột phá cơ hội, thế nhưng là tương đương khó được, cứ như vậy lãng phí một lần. Lại nhớ tới 4 ngày trước nôn nóng, Trác Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, làm sao lại vào lúc đó tâm thần không yên đâu. Xem ra chính mình tâm cảnh còn cần thật tốt tu luyện, không thể làm ngoại vật chỗ quấy rầy. Nghĩ tới đây, Trác Phàm lần nữa thật sâu hút khẩu khí, nhắm hai mắt. Trở lại một lần nữa mở ra lúc, trong hai con người đã như không có gió nhẹ quét mặt hồ giống như bình tĩnh, thậm chí bình tĩnh đều không có một chút tình cảm gợn sóng. Chậm rãi đứng dậy, Trác Phàm đem trận pháp triệt hồi, nhẹ nhàng đẩy cửa đi ra. Thế nhưng là, hắn mới vừa đi ra cửa phòng, Lạc Vân Thường bọn người lại sớm đã chờ bên ngoài. Thấy một lần hắn xuất hiện, liền trong nháy mắt cầm giữ đi lên. Nhưng là vừa nhìn thấy hắn bộ dáng lúc, mọi người lại là đột nhiên trệ trệ, không tự chủ được sửng sốt. Làm sao? Trác Phàm quét mọi người liếc một chút, đạm mạc lên tiếng. Lẫn nhau nhìn xem, Lạc Vân Thường trầm ngâm một trận, lẩm bẩm nói, Long các chủ bọn họ phái người tới đưa tin nói, sau cùng 7 nhà quyết chiến, muốn cùng ngươi thương thảo một phen. Bất quá ngươi mấy ngày nay một mực đóng cửa không ra, cho nên. Tốt, ta biết. Không chờ nàng nói hết lời, Trác Phàm đã mở miệng đánh gãy, ngược lại đi ra ngoài, không tiếp tục xem bọn hắn liếc một chút, dường như hắn chỉ là một người tại hành động một dạng. Lạc Vân Thường thật sâu nhìn lấy hắn bóng lưng rất lâu, có chút lo sợ nhìn về phía bàng thống lĩnh nói, bàng thống lĩnh, ngươi có hay không cảm thấy, hắn giống như lại biến. Trong mắt nhìn không được co lại, bàng thống lĩnh nuốt ngụm nước bọt, lẩm bẩm nói, chắc quản gia không phải biến, ngược lại lại như là trở lại 8 năm trước, chúng ta tại khu rừng sương mù chỗ đó nhìn thấy hắn lúc bộ dáng. Mí mắt nhìn không được nhảy một cái, Lạc Vân Thường lại nhìn về phía cái kia đạo có chút cao ngạo bóng người, trong lòng không lý do đau xót. Hắn, lại trở về sao? Ma đạo, trong lòng chỉ có chính mình, không là ngoại vật quấy nhiễu. Thế nhưng là Trác Phàm những năm này, gặp quá nhiều người, kinh lịch quá nhiều chuyện, trong lòng thả quá nhiều tạp niệm, ngược lại để hắn suy nghĩ không lại giống như kiểu trước đây bình tĩnh. Hắn cảm thấy cũng là bởi vậy, mới không có thể đột phá cái này cái thế thần thông, không minh thần đồng tầng thứ hai, cho nên đang cẩn thận suy nghĩ phía dưới, đem những tạp niệm này đều bài trừ, bao quát những năm này tích lũy cảm tình, cùng nhau tiêu trừ. Cường giả, không cần những thứ này vô vị liên lụy. Ngẩng đầu nhìn lên trời, nhìn lấy cái kia từng mảnh mây trắng lướt qua, Trác Phàm trong mắt tĩnh như mặt nước phẳng lặng, thậm chí giống như nước đọng đồng dạng. Dạng này, dễ chịu nhiều. Thở dài một tiếng, Trác Phàm mặt không biểu tình, tiếp tục tiến lên, cũng không lâu lắm, liền tới đến một chỗ so với bọn hắn Lạc gia còn muốn lớn hơn gấp mấy chục lần trạch viện trước cửa. Mà ở nơi đó, các nhà cao tầng sớm đã chờ ở ngoài cửa. Huynh đệ, hôm đó một chiêu ý niệm giết người, thật là làm cho cửu ca ta mở rộng tầm mắt a. Vừa nhìn thấy hắn đến, Long Cửu lập tức cười lớn một tiếng, nghênh đón. Trác Phàm mặt không thay đổi gật gật đầu, đạm mạc lên tiếng, đã lâu không gặp, cửu ca. Long Cửu bất giác trì trệ, trong lòng nghi hoặc, cái này huynh đệ hôm nay là làm sao lạnh lùng như vậy. Phu quân, ngươi ngày đó thực sự khốc đánh chết, Tiếu Đan Đan chẳng biết lúc nào cũng chui lên đến, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Mẫu đơn lâu chủ khẽ vỗ cái trán, lắc đầu thẳng thán, muốn đem cái này tiểu hoa si lôi đi. Trác Phàm nhẹ liếc nàng một cái, trong mắt đột nhiên lóe qua một đạo lãnh mang, tiểu nha đầu, khác gọi bậy, nếu không ta sẽ để ngươi rốt cuộc kêu không được. Thân thể nhịn không được co rụt lại,
Tiếu Đan Đan kinh ngạc nhìn hắn, dường như không biết đồng dạng. Tuy nhiên Trác Phàm trước kia cũng dạng này đã cảnh cáo nàng, nhưng lại cho tới bây giờ không giống hôm nay dạng này, ánh mắt lộ ra thực chất tính sát ý. Nàng hoàn toàn có thể nghĩ đến, nàng như lại mở miệng lời nói, Trác Phàm thật sẽ không chút lưu tình mà đem nàng xử lý. Mẫu đơn lâu chủ nhìn đến đồ đệ mình chịu khi dễ, không khỏi vừa trừng mắt, vừa định bao che khuyết điểm, Trác Phàm cái kia lạnh lùng khuôn mặt lại là lại trong nháy mắt liếc về phía nàng, còn có ngươi, nếu là không quản được hảo đồ đệ lời nói, về sau đồ đệ dẫn xuất loạn gì, bị người làm, đừng trách người khác thủ đoạn độc ác, chỉ có thể trách chính người bỏ bê dạy bảo. Tiếng nói vừa dứt, Trác Phàm cất bước hướng vào phía trong đi đến, lại không nhìn các nàng liếc một chút. Chỉ để lại mẫu đơn lâu chủ cùng Tiếu Đan Đan hai sư đồ kinh dị khuôn mặt, còn có mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Các nàng hoàn toàn có thể cảm nhận được, Trác Phàm vừa mới lời nói ở giữa cái kia trần trụi sát ý, cũng không phải nói đùa. Tiểu tử này hôm nay đến tột cùng làm sao, dường như toàn thế giới đều là hắn địch nhân một dạng. Mà nhìn thấy cùng Trác Phàm như thế quen biết mấy người, đều bị sặc đến một lời không phát ra được. Người khác thì càng không dám lúc này tiếp xúc Trác Phàm rủi ro. Trác Phàm quanh người giống như tồn tại một cỗ sát khí vần quanh, phảng phất là cao cao tại thượng, người sống chớ gần quân vương, tại hắn quanh người 3 mét trong vòng, lại không có một người dám tới gần một chút. Cái kia cố cự tất cả mọi người ở ngoài ngàn dặm uy thế, làm cho tất cả mọi người đều hiểu, hắn chỉ nguyện cô độc một người đi xuống liền tốt. Hôm nay Trác Phàm, chính là cho người lạnh lùng như vậy cảm giác. C-K-I-T-T-T. Một tiếng cẩn trọng cánh cửa bị đẩy ra, Trác Phàm đi vào bên trong. Ở nơi đó, ba nhà trưởng người nhà sớm đã ngồi tại một cái bàn tròn lớn trước, gặp hắn đến, tất cả đều mỉm cười thăm hỏi. Riêng là Sở Khuynh Thành, càng thật sâu nhìn về phía hắn. Hắn cũng là cười nhạt gật gật đầu, lại là cũng không có tận lực nhìn về phía Sở Khuynh Thành, thì như vậy dửng dưng ngồi xuống. Trác quản gia. Bây giờ gia tộc chiến tuyển bạt đã toàn bộ kết thúc, bởi vì ngươi hôm đó nháo trò, rất nhiều gia tộc đều mất đi tư cách. Cho nên sớm định ra tại một tháng sau tổng quyết chiến, hậu thiên liền muốn sớm bắt đầu. Long Giật Phi cười nhạt một tiếng, bắt đầu giải thích nói. Trác Phàm khẽ gật đầu, cười nói, như vậy, các ngươi tới tìm ta ý là. Há, bởi vì Lạc Gia không có tham gia qua 7 nhà quyết chiến, cho nên có chút tình huống khả năng không hiểu. Long Giật Phi khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói, thực mỗi lần quyết chiến, cũng sẽ ở khác biệt địa phương cử hành, quy tắc cũng không giống nhau. Nhưng là duy nhất không biến, cũng là hội rất khốc liệt. Há, 7 nhà quyết chiến không tại Vân Long Thành cử hành sao? Không phải từ ngàn năm nay, mỗi lần đều là ở chỗ này tổ chức bách gia tranh minh sao? Mi đầu bất giác vẩy một cái, Trác Phàm nghi ngờ nói. Cười nhẹ lắc đầu. Long Giật Phi lẩm bẩm nói, đây chính là hoàng thất chỗ cao minh, chỉ có càng không ngừng chuyển đổi hoàn cảnh, mới có thể nhìn ra 7 nhà biểu hiện ra ngoài thực lực chân chính. Mà lại căn cứ mỗi lần 7 nhà đệ tử thực lực khác biệt, khiêu chiến hoàn cảnh độ khó khăn cũng sẽ tăng lớn, lần này hẳn là ác liệt nhất hoàn cảnh. Trác Phàm khẽ giật mình, ánh mắt hơi hơi nheo lại, tựa hồ còn có không hiểu. Mỗ mỗ cười cười, nói tiếp Trác quản gia không cần kỳ quái. Cái này Vân Long Thành bên trong có nhất đại hình cấp 8 truyền tống trận, có thể đem các gia con cháu trong nháy mắt truyền tống đến Thiên Vũ Đế quốc bên trong bất kỳ chỗ nào. Chỗ đó, mới thật sự là quyết chiến chỗ. Cái này cũng có thể phòng ngừa có người gian lận, sớm ở nơi đó làm tốt mai phục. Trác Phàm không sai gật gật đầu, thì ra là thế, cái này hoàng thất ngược lại là nghĩ đến chu đáo. Bất quá, lớn như vậy cái truyền tống trận, thì vì bách gia tranh minh. Có thể hay không quá lãng phí điểm. Trác Phàm trong lòng nghi hoặc, có điều rất nhanh thì lắc đầu, không đi nghĩ. Hoàng thất nhiều tiền thiêu, người ta nguyện ý lãng phí, liên quan người cái lông sự tình. Người nhà vẫn là trước xử lý tốt lần này 7 nhà quyết chiến đi. Mà cái này, cũng là tại chỗ tất cả mọi người quan tâm nhất sự tình. Tạ Khiếu Phong nhìn về phía Trác Phàm, cười khẽ một tiếng, Trác quản gia. Ngài bản sự chúng ta ngày đó xem như mở rộng tầm mắt. Bất quá, chúng ta còn muốn hỏi một câu, ngài có đối phó Hoàng Phủ Thanh Thiên nắm chắc sao? Ánh mắt khẽ híp một cái, Trác Phàm tà dị cười một tiếng, lắc đầu, không có, bất quá các ngươi yên tâm, ta cuốn lấy hắn vẫn là không có vấn đề. Bất quá ba người khác,
bên trong một cái đã là người tàn phế, các ngươi có nắm chắc không? Chỉ cần Trác quản gia có thể ngăn trở hoàng phủ thanh thiên quái vật kia, còn lại hai cái rưỡi người, chúng ta như còn đối phó không lời nói, vậy liền uổng là ngự hạ thất gia danh hào. Tạ Khiếu Phong nhếch miệng cười một tiếng, đã tính trước nói. Lời vừa nói ra, mọi người lại liếc nhau, đều là cười to lên. Đón lấy, mọi người lại thương thảo một chút đến lúc đó chi tiết về sau, liền tất cả đều tán đi. Chỉ là tại tất cả mọi người rời đi về sau, Trác Phàm vừa muốn ra cửa, một đạo yểu điệu bóng người lại là đột nhiên ngăn ở trước người hắn. Trác Phàm nhấc mắt nhìn đi, lại chính là Sở Khuynh Thành không thể nghi ngờ. Có việc, Trác Phàm lạnh nhạt lên tiếng. Sở Khuynh Thành mí mắt khẽ run, nhìn lấy Trác Phàm cái kia một mặt bình tĩnh bộ dáng, trong mắt bất giác có nộ khí lóe qua, Trác Phàm, ta vẫn là vấn đề kia, Hoa Vũ Thành cái kia mấy ngày, ngươi nhưng là từng có lưu luyến. Không có. Trác Phàm tương đương quả quyết mở miệng nói, ta sớm đã nói qua, ta bất quá vì lợi mà đi, đã mục đích đạt đến, lợi ích tới tay, cái nào còn có cái gì lưu luyến. Sở Khuynh Thành hận đến cắn răng, song quyền chăm chú nắm lại, như vậy, cái kia mấy ngày phòng nhỏ cùng chung. Xã giao vui vẻ, ngươi lại còn coi thật sao? Khinh thường bĩu môi, Trác Phàm không khỏi suy cười ra tiếng, nếu không phải cái kia mấy ngày ta ủy khúc cầu toàn, hy sinh nhan sắc. Ngươi như thế nào lại như vậy ngoan ngoãn đem bổ đề ngọc dịch? 3. Thế mà, hắn lời còn chưa nói hết, Sở Khuynh Thành đã là một bàn tay phiến tại trên mặt hắn. Nhếch miệng lên, Trác Phàm nhìn lấy nàng tràn ngập lửa giận song đồng, lại là đùa cười ra tiếng, ngốc cô nương, dễ dàng như vậy mắc lừa, lão tử thật lo lắng mỗ mỗ trăm năm về sau, Hoa Vũ lâu tại trên tay ngươi nên như thế nào phát triển? Không bằng, cho ta đi. Hỗn đản, ngươi. Đúng như này vô tình vô nghĩa, Sở Khuynh Thành khóe mắt, song quyền nắm chặt, móng tay đều đã đập vào thịt bên trong, cuồn cuộn máu tươi theo trắng nõn bàn tay chảy xuống. Khinh thường liếc một cái miệng, Trác Phàm quay người không còn liếc nhìn nàng một cái, chỉ là hắn cười nhạo lại là cực kỳ chói tai truyền đến nàng bên tai, ha ha ha. Lão tử vốn chính là ma đạo tu giả, tuyệt tình tuyệt nghĩa. Đừng nói lúc đó theo ngươi không có gì, coi như thật có cái gì, vậy thì thế nào? Lão tử còn sợ ngươi ỉ lại vào ta sao? Phốc! Đột nhiên, một ngụm máu tươi phun ra, Sở Khuynh Thành nhìn lấy Trác Phàm phương hướng, tràn đầy tuyệt vọng nước mắt. Trác Phàm thân thể hơi hơi trì trệ, lại là cũng không trở về thân thể, tiếp tục lạnh lùng lấy một khuôn mặt, cao ngạo đi về phía trước. Chỉ chốc lát sau, mẫu đơn lâu chủ bọn người chạy đến, nhìn đến Sở Khuynh Thành này lúc bộ dáng, lại nhìn về phía Trác Phàm cái kia đạo lạnh lùng bóng lưng. Không khỏi ào ào của trách. Trong tai nghe lấy cái kia quát kêu của trách âm thanh, Trác Phàm một trận không quan trọng, cười lạnh rời đi nơi này. Thế nhưng là, mới vừa đi ra cái viện này không lâu, hắn liền cũng nhìn không được nữa, đồng dạng một miệng đỏ tươi dòng máu theo khóe miệng chảy ra. Bất quá, hắn lại không có để ý, chỉ là nhẹ nhàng tại khóe miệng bay sượt, sắc mặt vẫn như cũ lạnh lùng như băng. Hắn là muốn đạp vào ma đạo đỉnh phong ma hoàng. Tất yếu tuyệt tình tuyệt nghĩa, hắn sẽ không lại để cho mình tâm cảnh, có một tia gợn sóng. Vân Long Thành lớn nhất phía tây ở mép vị trí có một cao sơn, tên là Truyện Lệnh Sơn. Đỉnh núi vị trí trung tâm, thiết lập nhất đại hình cấp 8 truyền tống trận, tên là Tinh Vân Trận. Truyền ngôn lúc trước Thiên Vũ Đế Quốc khai quốc trước đó, Hoàng thất Vũ Văn gia cũng là ở đây điều động binh mã, trợ giúp tiền tuyến khắp nơi. Chỉ là về sau thiên hạ vô cùng quyết tâm. Cái này trận thức liền cũng không có cái gì đừng có dùng đồ, chỉ có thể làm điều chỉnh bảy nhà ân oán bách gia tranh minh công cụ mà thôi. Giờ này khắc này, nơi này đã hội tụ mấy trăm gia tộc nhân mã, tiếng người huyên náo. Tất cả mọi người nhìn vị trí trung tâm, cái kia gần ngàn mét vuông kỳ dị trận hình, âm thầm sợ hãi thán phục, đã hưng phấn, lại tâm thần bất định. Hưng phấn tự nhiên là lập tức muốn tiến hành sau cùng quyết chiến, được làm vua thua làm giặc. Gia tộc hưng suy đều là tại này một lần, không phải do bọn họ không hưng phấn, tâm thần bất định thì là có thể đi đến cái này sau cùng quyết chiến. Trừ Thiên Vũ nhất lưu thế gia trực tiếp bảo vệ vương miện bên ngoài, còn lại nhị tam lưu thế gia, cũng tất cả đều là cùng trước kia khác biệt, thoát thai hoán cốt nổi bật, chiến lực mấy cái cùng nhất lưu không khác. Một khi chiến lên, nhưng là sẽ không đi giống trước kia lọt vào chiến nhẹ nhàng như vậy. Tuy nhiên lọt vào chiến cũng không dễ dàng. Nhưng so sánh với nhau,
cái này cuối cùng quyết chiến đem càng tàn khốc hơn thảm liệt, sao có thể khiến người ta không tâm thần bất định vạn phần. Riêng là lần này mới lên cấp hắc mã, Phong Lâm Thành lạc ra, không còn có tại Lục Long Nhất Phượng Trùng Thiên Ma Long Trác Phàm xuất chiến, ai có thể lau phong mang. Thật không biết bọn họ hội làm người nào phụ thuộc gia tộc, thay thế chủ tử xuất chiến. Vừa nghĩ đến đây, mọi người liền lo lắng. Mau nhìn, lạc gia đến. Đúng lúc này, không biết người nào hô to một tiếng, mọi người cùng nhau ngẩng đầu nhìn lại, lại chính gặp Lạc Vân Thường, Trác Phàm mang theo lạc gia cả đám lập tức, đi về phía này. Riêng là Lạc Vân Hải, chân thương tổn đã hoàn toàn tốt, lần này cũng là oai hùng anh phát, trên mặt tất cả đều là chiến ý. Tuy nhiên tuổi nhỏ, nhưng thiên vũ ngũ hổ danh hào, không phải đắp. Thấy một lần cảnh này, còn lại người chờ liền đều là trong nháy mắt ngưng trọng lên. Đi tới nơi này, lạc gia giống như mãnh liệt hổ vào bầy dê, chung quanh trong vòng 10 thước, đồng loạt nhường ra một cái thật chỗ trống. Dường như tất cả mọi người, đều không dám tùy tiện tiếp cận đầu này mới lên cấp mãnh hổ. Bất quá, vẫn là có ngoại lệ. Trác đại ca, các ngươi đến. Một tiếng kinh hỉ gọi tiếng phát ra, Tiết Ngưng Hương hưng phấn mà vẫy tay, hướng lạc gia chỗ chạy tới. Phía sau nàng thì là theo chân Tiết gia cùng Đổng gia bọn người người, không khỏi đưa tới mọi người cùng nhau ghé mắt. Liền lạc gia cái này con mãnh hổ cũng dám tiếp cận, hai nhà này cùng lạc gia đến tột cùng là quan hệ như thế nào. Bất quá lại sau này nhìn, gặp kiếm hầu phủ nhị công tử, Tạ Thiên Dương cũng là kéo lấy cước bộ hướng về phía trước đuổi theo lúc, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là đồng minh a. Dù sao, truyền thuyết lạc gia sau lưng có mấy cái thế lực chống đỡ, bên trong thì có kiếm hầu phủ, bây giờ xem xét, quả nhiên không giả. Trong lòng mọi người không sai, đối lạc gia càng là lại ao ước lại đố kỵ. Khó trách cái này lạc gia đột nhiên mạnh như vậy, theo một giới tam lưu thế gia, trực tiếp một đường hát vang tiến mạnh xâm nhập quyết chiến, nguyên lai là có 7 thế gia ở sau lưng đến đỡ a. Ai? Thật không biết bọn họ đi cái gì vẫn cứt chó, có thể làm cho ngự hạ thất gia như thế chống đỡ bọn họ. Đem một cái tam lưu gia tộc, đến đỡ đến địa vị hôm nay, lại không biết đến nện vào đi bao nhiêu tinh lực cùng tâm huyết, nếu là chúng ta cũng có thể được 7 nhà đến đỡ lời nói, vậy được thì, chật chật chật. Trong lòng mọi người một trận cảm thán, lại là hoàn toàn không biết, cũng không phải là có 7 nhà đến đỡ mới có hôm nay lạc gia, mà chính là bởi vì có hôm nay lạc gia. Mới sẽ đưa tới 7 nhà nhất trí chú ý. Người cùng chó khác nhau, lập tức hiển hiện. Tiết Ngưng Hương thở hồng hộc chạy đến lạc gia trước mặt mọi người, vung lên ngây thơ vẻ mặt vui cười, Trác Phàm hơi nhếch khóe môi lên, êm ái đập vỗ đầu nàng, cười nói, làm sao ngươi tới, ngươi không phải không thích xem cái này chém chém giết giết chàng diện a? Lạc Vân Thường thật sâu liếc hắn một cái, bờ môi khẽ cắn, trong lòng một trận chua xót. Đây là trong mấy ngày này nàng lần thứ nhất nhìn đến Trác Phàm, tản mát ra như thế nhẹ nhõm tự nhiên mỉm cười. Thế nhưng là cái nụ cười này, vì sao không là đối với nàng triển khai? Lạc Vân Thường bất đắc dĩ thở dài, trong lòng có chút không cam lòng. Không có việc gì, Trác đại ca, lần này chúng ta Tiết gia tham chiến, ta cũng muốn cùng một chỗ tham gia. Tiết Ngưng Hương cười cười, phất phất non mềm song quyền, trên mặt tất cả đều là chiến ý. Trong mắt không khỏi ngưng tụ, Trác Phàm vội vã hét lớn, không thể, Ngưng Nhi, lần này quyết chiến rất là hung hiểm, không phải trò đùa, người dạng này nữ hài tử tuyệt không thể tham gia. Không có gì đáng ngại, bởi vì ta biết, ta gặp nguy hiểm thời điểm, Trác đại ca nhất định sẽ tới cứu ta. Tiết Ngưng Hương Mỹ lệ mắt to bất giác chớp chớp, nhìn về phía Trác Phàm lộ ra chờ mong ánh mắt, còn dương dương trong tay cái viên kia lôi linh giới, mỗi lần ta gặp nguy hiểm lúc. Người đưa ta lôi linh giới liền sẽ lập lòe, sau đó ngươi sẽ xuất hiện. Mỗi lần đều là như vậy, không phải sao? Thân thể không khỏi run run, Trác Phàm ánh mắt híp lại, sau cùng bất đắc dĩ bật cười ra tiếng, gật gật đầu, tốt a, ta sẽ coi trọng ngươi. Không cần ngươi quan tâm, ngươi không phải còn muốn đối phó Hoàng Phủ Thanh Thiên à, Ngưng Nhi do ta chiếu cố liền tốt. Lúc này, Tạ Thiên Dương ba chân bốn cẳng đi vào Tiết Ngưng Hương bên người, bao quát bả vai. Cao ngạo đĩnh đĩnh lồng ngực, phảng phất tại biểu thị công khai chủ quyền. Tiết Định Thiên mấy người cũng đến chỗ này, nhìn về phía Trác Phàm lúng túng khó xử lúng túng cười nói ai, không có cách, nhà đầu này quá tùy hứng, nhất định phải tham gia. Bất quá yên tâm đi,
nàng có nàng hai vị huynh trưởng cùng Tạ công tử nhìn lấy, sẽ không cho Trác công tử thêm phiền phức. Vừa dứt lời, Tiết Cương cùng Tiết Lâm cũng là đuổi bước lên phía trước khom người, liền ôm quyền. Không khỏi hơi hơi ngơ ngơ ngẩn ngẩn, Trác Phàm quét mọi người liếc một chút, không sai gật đầu, nhưng là tâm lý lại có một cỗ cảm giác mất mát. Chẳng biết tại sao, hắn cảm giác hắn cùng Ngưng Nhi khoảng cách ngay tại càng kéo càng xa, trung gian còn cách lấy trùng điệp sơn mạch, lại cũng không trở về được vạn thú sơn mạch khi đó tình cảnh. Bất quá, cái này cũng hẳn là kết quả tốt nhất đi. Hắn vốn là muốn tuyệt tình tuyệt nghĩa, đoạn này đáng giá hắn cả đời nhớ lại chuyện cũ, có thể đoạn tự nhiên tốt nhất. Thật sâu hút khẩu khí, Trác Phàm trong lòng lần nữa bình tĩnh giống như một bãi nước đọng, giếng cổ không gợn sóng, nhìn về phía Tạ Thiên Dương thản nhiên nói, chiếu cố thật tốt nàng, đừng để nàng ra chuyện. Đó còn cần phải nói. Tạ Thiên Dương nhấc ngẩng đầu, bĩu môi nói. Trác Phàm, ta cũng muốn tham gia. Đột nhiên, Lạc Vân Thường nhìn về phía Trác Phàm, dịu dàng nói. Trác Phàm nhướng mày, nghi ngờ nói, vì cái gì, không phải đã nói lần này do ta cùng Vân Hải mang cái này 10 tên hộ vệ đi là được, người không tham gia sao? Làm sao? Không sao, dù sao có người bảo hộ ta. Lạc Vân Thường vung vung nắm đấm, chớp chớp dí dỏm ánh mắt. Chậm rãi lắc đầu, Trác Phàm đạm mạc lên tiếng, không thể, quá nguy hiểm. Người quan tâm ta. Không phải, không khỏi sờ mũi một cái, Trác Phàm khóe miệng giật một cái, lạnh lùng lên tiếng, ta là sợ vì chăm sóc người phân thần, ta gặp nguy hiểm. Lời vừa nói ra, mọi người chung quanh không khỏi tất cả đều che miệng cười khẽ. Lạc Vân Thường không khỏi chừng hai mắt một cái, tức giận hung ác đạp Trác Phàm một chân. Ta đến liền sợ chính ngươi gặp nguy hiểm, trở thành ngươi liên lụy, Ngưng Nhi đi ngươi liền nói muốn bảo vệ nàng, người nhà đến tột cùng có ý tứ gì. Thế nhưng là đối mặt cú đá này, Trác Phàm lại là không tránh không né, cứ thế mà chịu một chút, sắc mặt y nguyên lạnh lùng. Lạc Vân Thường chỉ đá một chút, cái thứ hai lại là làm sao cũng nâng không nổi chân, trong lòng không lý do phát lên một cỗ bi thương. Nhìn về phía hiện tại Trác Phàm, không hiểu trong lòng đau xót. Lúc này Trác Phàm, tựa hồ đem toàn bộ trái tim đều đóng lại, dường như một cái cao ngạo anh hùng, chỉ nguyện chính mình một người yên lặng tiếp nhận hết thảy. Bảy thế gia người đến, đột nhiên, lại là hét lớn một tiếng trong đám người vang lên, mọi người ào ào quay đầu nhìn qua, lại chính gặp lấy đế vương môn cầm đầu, bảy thế gia nối đuôi nhau mà vào, từng cái đi hướng phía trước nhất vị trí. Sở Khuynh Thành cũng ở trong hàng, quay đầu nhìn trộm liếc Trác Phàm liếc một chút, lại chính gặp hắn nhìn không chớp mắt, vẫn như cũ một mặt lạnh lùng, bất giác hung hăng khẽ cắn môi, song quyền nắm chặt. Mỗ mỗ thật sự là nói đúng. Người này thật sự là người vô tình vô nghĩa, không đáng trời phía dưới bất kỳ cô gái nào vì nỗ lực. Lạnh hừ một tiếng, Sở Khuynh Thành không còn đi xem, chỉ là mặt lạnh như xương cùng sau lưng mỗ mỗ. Độc Cô Lão Nguyên Soái cũng đến. Ngay sau đó, lại hô to một tiếng vang lên, Độc Cô Chiến Thiên mang theo hơn vạn binh mã đi tới nơi này, vung tay lên liền đem chọn khu vực vây quanh. Hắn không phải muốn bắt người nào, chỉ là vì bảo trì trật tự. Chuẩn bị sẵn sàng mà thôi. Nhưng dù vậy, thiết huyết quân nhân cái kia cỗ mang theo huyết tình chiến ý, vẫn như cũ khiến cái này ngày bình thường sống an nhàn sung sướng thế gia con cháu, trong lòng lo sợ. Không khỏi cười lớn một tiếng, Độc Cô Chiến Thiên trực tiếp đi vào Trác Phàm trước người, dùng sức vỗ vỗ hắn đầu vai, ha ha ha. Hảo tiểu tử, ngày đó trên diễn võ trường lão phu còn thời khắc chuẩn bị xuất thủ cứu ngươi, kết quả ngươi thế mà nắm giữ thần chiếu cảnh thần thông. Giấu sâu như vậy, hại lão phu phí công lo lắng một trận. Lão Nguyên Soái hôm đó cũng tại, mi đầu bất giác vẩy một cái, Trác Phàm kỳ dị nói. Gật gật đầu, Độc Cô Chiến Thiên vịn râu cười khẽ, đó là đương nhiên, dù sao vài ngày trước mới nhìn đến cái kia Hoàng Phủ Thanh Thiên sử xuất ý niệm giết người thần thông, cho nên lão phu sợ ngươi lấy thầm nghĩ, vẫn ẩn ở một bên quan sát. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới, các ngươi hai cái đều mẹ hắn là quái vật. Lão phu trắng phí công lo lắng một trận, ha ha ha. Lại là cười lớn một tiếng, Độc Cô Chiến Thiên ngược lại hướng Lạc Vân Hải căn dặn vài câu, liền quay người rời đi. Thiên Vũ Tứ Hổ cũng tới góp phần trợ uy một phen, theo sát sau. Một đường đi vào phía trước nhất trên đài cao, Độc Cô Chiến Thiên quay đầu nhìn về phía dưới đài các đại thế gia, hét to lên tiếng, mời các vị thế gia đi vào trước đài,
Bách Gia Tranh Minh cuối cùng quyết chiến, lập tức liền muốn bắt đầu. Lời ấy chưa dứt, bảy thế gia tử đế vương môn bắt đầu, dẫn đầu đứng tại người đứng đầu hàng, nằm ngang xếp thành một hàng, căn bản là ấn lần trước Bách Gia Tranh Minh chiến thắng thứ tự sắp xếp. Đón lấy, còn lại thế gia ào ào đi theo về sau, không người nào dám vượt mức quy định. Mà đi theo nhà kia về sau, thì nhìn ngươi là ai phụ thuộc gia tộc, hoặc là lập chí với ai cùng một chỗ lăn lộn. Đương nhiên, mỗi lần đế vương môn sau lưng đi theo gia tộc tự nhiên nhiều nhất. Bất quá, sói nhiều thịt ít, đế vương môn đương nhiên sẽ không tiếp nhận nhiều như vậy gia tộc, làm vì chính mình phụ thuộc. Những cái kia không có gì sức cạnh tranh, liền lui mà cầu thấp hơn, căn cứ tự thân thực lực, đứng ở còn lại mấy nhà sau lưng, cho thấy chính mình muốn theo bọn hắn tâm trí. Giống đồng gia thì cùng sau lưng Hoa Vũ lâu, tiết gia thì là đứng tại Kiếm Hầu phủ đằng sau. Trác Phàm nhìn Lạc Vân Hải liếc một chút, khẽ gật đầu. Lạc Vân Hải trong mắt ngưng tụ, sải bước đi thẳng về phía trước, sau đó tại tất cả mọi người ánh mắt kinh dị dưới, đứng tại cùng bảy thế gia đặt song song vị trí, liên tiếp Hoa Vũ lâu. Trác Phàm bọn người theo sát về sau, dương dương tự đắc ngẩng đầu ưỡn ngực, trên mặt không có một tia khiếp đảm. Trong mắt nhìn không được co rụt lại, mọi người bất giác trong lòng kinh hãi. Giờ này khắc này bọn họ mới hiểu được, nguyên lai Lạc gia cũng không phải là nào đó nhất thế gia phụ thuộc, mà chính là muốn lập chí cùng bảy nhà cân bằng A. Thế nhưng là, cái này không khác nào là khiêu chiến Ngự Hạ Thất gia quyền uy, bọn họ có thể đáp ứng không? Bảy nhà gia chủ cùng nhau quay đầu hướng chỗ đó nhìn xem, lại tất cả đều một mặt vẻ đạm nhiên, tựa hồ sớm đã ngờ tới đồng dạng. Lần này, còn lại thế gia càng thêm quá sợ hãi, chẳng lẽ nói Lạc gia hành động hôm nay, cũng là bảy nhà ngầm thừa nhận. Thế nhưng là bảy nhà làm sao có thể cho phép, có gia tộc cùng bọn hắn sánh vai cùng nhau. Tuy nhiên Lạc gia có trùng thiên ma long Trác Phàm như thế cái nghịch thiên tồn tại, nhưng là toàn cả gia tộc nội tình, nhưng cũng không có pháp cùng bảy nhà đánh đồng. Đế vương môn môn chủ Hoàng Phủ Thiên Nguyên khinh thường cười cười, những thế gia này ánh mắt thật đúng là nhỏ hẹp vô cùng. Chẳng lẽ bọn họ còn nhìn không ra, từ khi Trác Phàm xuất thủ đánh giết bảy nhà cao tầng thời điểm, liền đã kiếm chỉ bảy nhà địa vị A. Cho nên hôm nay coi như Lạc gia làm ra lại khác người sự tình, bọn họ cũng sẽ không cảm thấy mảy may ngạc nhiên. Há, nhanh như vậy liền muốn ngồi phía trên. Ha ha ha, người quả nhiên vẫn là muốn theo hắn ý tứ đi. Đột nhiên, một tiếng già nua tiếng cười khẽ vang lên. Mọi người sững sờ, quay đầu nhìn qua, lại là nhìn không được tròng mắt bỗng nhiên co rụt lại. Người đến là ba tên lão giả, người cầm đầu chính là nổi danh Thiên Vũ tứ trụ đứng đầu, thừa tướng Gia Cát Trường Phong, Âm Dương Song lão canh hai bên. Cái kia cố ẩn che giấu khí thế cường hãn, làm cho tất cả mọi người cho dù cách thật xa, cũng sẽ thật sâu cảm thấy một cỗ lập tức muốn bị hút đi vào thôn diệt đáng sợ khí tràng. Lão gia hỏa này, làm sao cũng tới. Mi đầu thật sâu nhăn lại, Độc Cô Chiến Thiên nhẹ vịn tròm dâu, trong mắt đều là ngưng trọng. Hoàng Phủ Thiên Nguyên bọn người, nhìn lấy cái kia xa xa tiếp cận Thiên Vũ đệ nhất trí giả, cũng là trong lòng ẩn ẩn bất an. Tuy nhiên lần trước theo Hoàng đế trong tay cứu ra U Vạn Sơn bọn người, lão nhi này giúp bọn hắn một chút. Bất quá, cho đến nay, cũng không người nào biết hắn lúc đó đến tột cùng là làm sao nghĩ, hiện tại lại là làm sao nghĩ. Đầu hắn bên trong ý nghĩ, giống như một đoàn mê vụ, khiến người ta nhìn không thấu. Có lẽ lúc đó bằng hữu, hiện tại thì là địch nhân, không biết mới là đáng sợ nhất. Lãnh Vô Thường thật sâu nhìn lấy cái kia cánh cung bóng người, trong mắt tinh quang rạng rỡ, không lâu lại vừa bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài, trong mắt chỗ sâu lóe qua một tia mờ mịt. Hắn thần toán tử kiếp này, chỉ có hai người nhìn không thấu, bên trong một trong chính là cái này Gia Cát Trường Phong. Tại tất cả mọi người chăm chú ý trong ánh mắt, Gia Cát Trường Phong khóe môi nhếch lên một tia lực lượng thần bí cười yếu ớt, lại là trực tiếp đi vào Trác Phàm bên người, lạnh nhạt lên tiếng, nghĩ kỹ à, hiện tại liền muốn cuốn vào cái này vòng xoáy bên trong. Trong mắt ngăn không được ngưng tụ, tất cả mọi người bất giác trong lòng kinh hãi, chẳng lẽ cái này Lạc gia còn cùng tứ trụ đứng đầu Gia Cát Trường Phong có liên hệ sao? Hiện tại bọn hắn dường như mới hiểu được. Vì sao Lạc gia dám lớn lối như vậy cùng bảy nhà đặt song song? Mẹ hắn, lưng tựa đế quốc hai đại cột trụ, Lạc gia thiếu gia là Thiên Vũ đại nguyên soái, chiến thần Độc Cô Chiến Thiên thứ 5 con nuôi,
hiện tại thừa tướng Gia Cát Trường Phong lại đích thân tới cố lên trợ trận, dạng này quan hệ, coi như bảy thế gia cũng không dám tùy tiện trêu chọc a. Nguyên lai, Lạc gia bối cảnh cư nhiên như thế thâm hậu. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ra mặt cũng nhìn không được quất thẳng tới, trong nội tâm thật lạnh thật lạnh. Tốt như vậy sự tình, bọn họ làm sao lại không có gặp phải đâu. Vẫn là nói, Lạc gia có độc môn ôm bắp đùi bí quyết, có thể một cái lão thụ bàn căn, gác lên đế quốc hai đại cột trụ. Hoàng phủ Thiên Nguyên bọn họ cũng là giật nảy cả mình, bọn họ làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, cái này Gia Cát Trường Phong đúng là vì Trác Phàm mà đến. Như Trác Phàm liền Gia Cát Trường Phong cây to này cũng trèo lên lời nói, vậy bọn hắn đối Lạc gia thì thật sự là thúc thủ vô sách. Sắc mặt bất giác dần dần âm trầm xuống, Hoàng phủ Thiên Nguyên song quyền nắm thật chặt. Tựa hồ nhìn ra hắn suy nghĩ trong lòng, Lãnh Vô Thường khoát khoát tay, lạnh nhạt lên tiếng, môn chủ chớ gấp, cái này Gia Cát Trường Phong cùng cái kia Độc Cô Chiến Thiên khác biệt, chính là thiết thực duy lợi người. Cho dù hắn thật có ý cùng Lạc gia thân cận, cũng hẳn là nhìn lên Trác Phàm chi tài. Trác Phàm một trừ, tự nhiên hết thảy giải quyết dễ dàng. Nói cách khác, lần này Bách gia tranh minh, vô luận như thế nào đều muốn đem tiểu tử này trừ rơi. Ánh mắt khẽ híp một cái, Hoàng phủ Thiên Nguyên trong mắt lóe lên một đạo trần trụi sát ý. Lãnh Vô Thường khẽ gật đầu, quay đầu nhìn về phía lần này, duy nhất có hy vọng đem Trác Phàm xử lý tồn tại, Trấn Thiên Đế Vương Long, Hoàng phủ Thanh Thiên. Thế nhưng là Hoàng phủ Thanh Thiên tựa hồ hoàn toàn không có nghe bọn họ đang nói cái gì, chỉ là trong hai mắt chiến ý đã cháy hừng hực. Tựa hồ hận không thể hiện tại thì lập tức khai chiến đồng dạng. Dạng này liền tốt. Lãnh Vô Thường nhàn nhạt cười cười, trong mắt tinh quang nhấp nháy, dường như hết thảy đã tất cả nằm trong lòng bàn tay. Một phương diện khác, Trác Phàm quay đầu nhìn về phía Gia Cát Trường Phong, cười nhạt một tiếng, thừa tướng sao liền biết, Lạc gia hiện tại không phải thời điểm tiến vào vùng nước xoáy này đâu. Nghi đầu nhìn không được vẩy một cái, Gia Cát Trường Phong thật sâu nhìn Trác Phàm liếc một chút, hơi hơi gật gật đầu, cười nói, lão phu tin tưởng ngươi phán đoán, chỉ cần không phải bị buộc lấy đi đến con đường này liền tốt. Lão phu thế nhưng là còn rất chờ mong, Trác quản gia trong miệng dã tâm, thực hiện tới thì sao đâu. Trác Phàm gật đầu mỉm cười gật đầu, Gia Cát Trường Phong cũng là cười lớn một tiếng, mang theo âm dương song lão đi lên đài cao, nhìn về phía Độc Cô Chiến Thiên nói, lão nguyên soái, ngài không trách lão phu không mời mà tới đi. Chỗ nào, các hạ quý vị đế quốc thừa tướng, Bách gia tranh minh như thế hoạt động lớn, đến đây thị sát một phen cũng là cần phải. Độc Cô Chiến Thiên run run chòm râu, cười lạnh nói. Chậm rãi khoát khoát tay, Gia Cát Trường Phong nhìn chung quanh mọi người, cười ha ha, lão nguyên soái, đừng nói nghiêm túc như thế. Lão phu chỉ là một cái lão đầu, nhàn nhàm chán, đến xem náo nhiệt thôi, các ngươi không cần để ý. Hừ, ai mà tin. Mọi người tại đây, không khỏi cùng nhau oán thầm. Cái này Gia Cát Trường Phong luôn luôn khôn khéo hơn người, há có thể vô duyên vô cớ tới nơi đây. Tất có âm mưu gì. Bất quá, mặc kệ lão nhi này muốn làm gì, Độc Cô Chiến Thiên hắn cũng không có rảnh phản ứng. Hắn lần này nhận được mệnh lệnh, chính là muốn để Bách gia tranh minh thuận lợi cử hành. Vừa nghĩ tới trước khi đi hoàng đế đối với hắn ân cần căn dặn, hắn chưa từng thấy qua hoàng đế nghiêm túc như thế sắc mặt, liền đã biết, lần này Bách gia tranh minh tầm quan trọng, không thể tầm thường so sánh. Sau đó hắng giọng, Độc Cô Chiến Thiên cao giọng quát to, hoàng ân cuồn cuộn, lần này Bách gia tranh minh, từ các thế gia 30 tuổi phía dưới đệ tử tham dự, quá tuổi người không được đục nước béo cò. Nếu không một khi phát hiện, lão phu bình tĩnh chảm không buông tha. Đến mức cụ thể quy tắc, mời hoàng thất ngũ đại hộ long thần vệ một trong, Ngọc Tiêu Kiếm Thần, Phương Thu Bạch, Phương Tiên Sinh biểu thị công khai. Hưu. Vừa dứt lời, một đạo ông lão mặc áo trắng liền trong nháy mắt xuất hiện ở đỉnh đầu mọi người trên không, tay cầm một thanh xanh biếc tiêu ngọc. Tiên phong đạo cốt, chính là Phương Thu Bạch không thể nghi ngờ. Bá bá bá, tiện tay hướng phía dưới vung lên, nhưng nghe tiếng xé gió vang lên, năm khối hai người cao bao nhiêu ngọc thạch liền trong nháy mắt nện đến cái kia truyền tống trận ở mép vị trí. Xa xa nhìn lại, giống như năm đạo cự môn đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó đồng dạng. Bát phẩm truyền tống linh binh, ngũ hành trấn quốc thạch. Nhìn lấy cái kia năm khối hồng, hoàng, lục, lam. Hạt nhan sắc khác nhau cự thạch,
Gia Cát Trường Phong cùng 7 nhà gia chủ, không khỏi toàn đều cùng nhau giật mình, mang ra. Phương Thu Bạch khẽ gật đầu, lạnh nhạt lên tiếng, không tệ, đây chính là hoàng thất trước tổ truyền xuống bát phẩm truyền tống linh binh, ngũ hành trấn quốc thạch. Nói, Phương Thu Bạch ấn quyết một kết, hướng cái kia 5 khối trên ngọc thạch một đánh. Hoa một chút, cái kia 5 khối ngọc thạch một trận ánh sáng lấp lóe, đúng là mỗi người chiếu rọi ra một mảnh tịnh lệ phong cảnh, non xanh nước biếc, thú chạy phi điểu, linh thú khắp nơi. Một hồi một cái 3 cấp linh thú đi qua, kỳ dị xem bọn hắn liếc một chút, một hồi lại là một cái 4 cấp linh thú đi qua, nhìn lấy mọi người nộ hống, hung hăng đập hòn đá kia mặt ngoài, lại là giống như bị nhốt ở bên trong một dạng, làm sao cũng ra không được. Mọi người thấy đến một trận ngạc nhiên, Phương Thu Bạch thanh âm vang lên lần nữa, hiện tại tuyên bố lần này bách ra tranh minh quy tắc, ta nhớ các ngươi cũng nhìn đến, đây coi như là 2 cái đơn hướng truyền tống trận. Một hồi tất cả mọi người đến cái kia tinh vân trận lên, ta tự sẽ đem bọn ngươi truyền tống đến lần này quyết chiến mục đích. Bất quá, các ngươi muốn trở về, lại nhất định phải thông qua cái này kim mộc thủy hỏa thổ, 5 đạo trấn quốc thạch mới có thể. Mọi người sững sờ, không rõ ràng cho lắm. Phương Thu Bạch thanh âm tiếp tục nói, cái này 5 khối trấn quốc thạch cũng tương đương với một cái đơn hướng truyền tống trận, chỉ bất quá, là theo quyết chiến chỗ, truyền tống về đến mà thôi. Thế nhưng là, các ngươi muốn khởi động chỗ đó trận pháp, đầu tiên, ngươi đến tìm tới cùng cái này 5 khối trấn quốc thạch tương ứng trận môn. Sau đó, còn phải tìm tới khởi động trận chìa khóa cửa. Bất quá, mỗi đạo trận môn đều có âm dương 2 cái chìa khóa, nhất định phải phối tề, mới có thể trở về. Mà trở về thứ tự trước sau, quyết định lần này thứ tự. Nghe, rất đơn giản. Hoàng Phủ Thanh Thiên một mặt lạnh nhạt, cười khẽ một tiếng. Mọi người cũng là khẽ gật đầu, cảm thấy không như trong tưởng tượng khó khăn như vậy. Không phải liền là tìm chìa khóa cùng trận môn A, không có gì độ khó khăn. Đại khái thảm thiết nhất, vẫn là tại các giữa gia tộc chém giết đi. Thế nhưng là Phương Thu Bạch lại là mi đầu nhếch lên, ít có lộ ra cái tà dị tiếu dung, rất đơn giản sao. Bất quá, nếu như các người biết lần này quyết chiến là nơi nào, đoán chừng liền sẽ không nghĩ như vậy. Không khỏi trong lòng hơi hồi hộp một chút, tất cả mọi người nhìn chằm chằm hắn. Thú Vương Sơn, Phương Thu Bạch mỉa mai cười ra tiếng. T. Bất giác cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, tất cả mọi người không khỏi tất cả đều quá sợ hãi, có càng là dọa đến 2 chân trong nháy mắt thì mềm. Thú Vương Sơn tuy nhiên không giống Vạn Thú Sơn Mạch như thế thâm bất khả chắc, nhưng cũng là cao giai linh thú khắp nơi chỗ, chỉ sợ ngũ lục giai linh thú chi vương đều tồn tại, cho nên mới có Thú Vương Sơn tên. Ở nơi đó tìm đồ, thiên huyền thần chiếu cường giả đều không nhất định có thể bảo đảm tuyệt đối an toàn, chớ nói chi là nơi này còn có không ít đoán cốt cảnh tu giả. Tới đó, chỉ sợ không cần giữa gia tộc chém giết, chỉ là linh thú tàn phá bừa bãi thì đầy đủ để bọn hắn uống một bình. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người bất giác khóe miệng một xẹp, nhanh muốn khóc lên. Làm sao lần này tuyển quyết chiến chi địa như thế hung hiểm, như trước kia hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Chỉ có Lục Long Nhất Phượng cùng Trác Phàm, vẫn như cũ sắc mặt lạnh nhạt, tựa hồ cũng không cảm thấy có chuyện gì khó xử. Mọi người liếc mắt liếc mấy cái này quái vật liếc một chút, nhìn không được đấm ngực dậm chân. Cái này sân bãi là chuyên môn vì mấy cái này quái thai chọn sao. Thế nhưng là, trừ cái này 8 cái quái vật cao thủ bên ngoài, người khác đều là người bình thường, nhưng là không chơi nổi a. Tựa hồ nhìn ra mọi người trên mặt buồn bã tang, Phương Thu Bạch nhếch miệng lên, nhạt cười ra tiếng, có điều, nguy cơ, gặp nguy hiểm tự nhiên có kỳ ngộ. Lần này sân bãi thật là hung hiểm một số, nhưng là làm bổ huyết, ở nơi đó lão phu cũng bỏ ra 5 viên bát phẩm cao giai linh đan, tràn thần đan. Còn có thể hay không tìm tới, thì xem các ngươi tạo hóa. Cái gì? Lời vừa nói ra, cho dù là Trác Phàm cùng Hoàng Phủ Thanh Thiên bọn họ, cũng không cảm thấy hai mắt sáng lên, kích động lên. Cái này tràn thần đan chính là vì thần chiếu cảnh, hoặc là chuẩn thần chiếu cảnh tu giả chuẩn bị cao giai đan dược, tại thiên vũ cái này khu vực, có thể nói là cực kỳ hy hữu tồn tại, cho dù 7 thế gia cũng chưa chắc có thể có một khỏa. Giống Hoàng Phủ Thanh Thiên, Hoàng Phủ Thiên Nguyên những ngày này huyền đỉnh phong cao thủ, chỉ cần một khỏa, liền có thể trong nháy mắt đột phá thần chiếu cảnh, còn không có bất kỳ cái gì hậu di chứng. Nếu là thần chiếu cảnh cao thủ ăn, càng là có thể đem lực lượng nguyên thần đề cao gấp bội.
Thanh Thiên. Hoàng phủ Thiên Nguyên một kích động, nhìn về phía Hoàng phủ Thanh Thiên, bờ môi hơi khô chát. Hắn đã khốn tại cái này Thiên Huyền đỉnh phong mấy chục năm, đây chính là một cái rất tốt đột phá cơ hội. Thế nhưng là thấy một lần Hoàng phủ Thanh Thiên cái kia rạng rỡ phát sáng sắc mặt, liền không cảm thấy sắc mặt trầm xuống. Hắn nãi nãi, tính toán, nếu là tiểu tử này cầm tới đan dược, khẳng định chính mình ăn trước, sẽ còn mang về cho lão tử sao? Gia Cát Trường Phong thì là mi đầu đột nhiên nhíu một cái, vuốt khẽ chòm râu, thì thào lên tiếng, lão đầu tử lần này tốt đại thủ bút, xem ra đã không kịp chờ đợi muốn hành động a. Chỉ có những cái kia nhị tam lưu gia tộc con cháu, vẫn như cũ là từng cái ra mặt quất thẳng tới, trong lòng phiền muộn không gì sánh được. Phần thưởng này nha cũng là cho mấy cái kia quái vật chuẩn bị đi, mình cái này hèn mọn trong gia tộc, từ đâu tới thần chiếu cùng chuẩn thần chiếu cao thủ. Đến mức tu vi không đến người ăn, còn không bạo thể. Cho nên, mọi người hiện tại mới hoàn toàn trải nghiệm đến một cái tàn khốc sự thật. Cái trò chơi này, chịu chết là bọn họ, vơ vét chỗ tốt lại đối với bọn họ một phần, căn bản chính là pháo hôi nhân vật. Bất quá, vì có thể trèo lên cành cây cao, thời điểm then chốt lập công, bị bảy nhà nhìn chúng, coi như pháo hôi, bọn họ cũng nhận. Tốt, đi thôi, các tiểu tử. Phương Thu Bạch trong tay ấn quyết liên tục, thẳng tắp chỉ hướng cái kia tinh vân trận lên, hét lớn lên tiếng. Chỉ một thoáng, một đạo chói mắt ngút trời quang trụ, đột nhiên theo cái kia trong đại trận phá không thẳng lên mây trời, phản chiếu cả mảnh trời hư không đều một mảnh chướng mắt bạch quang, khiến người ta không thể không nheo mắt lại. Những cái kia lập tức muốn lên quyết chiến trường các nhà tinh anh các thanh niên, lại là từng cái đưa tay cản trở mí mắt, tức xạ mặt lại, khóe miệng mãnh liệt quất. Mặc dù không tình nguyện, nhưng cũng kiên trì đi qua. Đi thôi, đi thôi, đi chết đi. Trong lòng mọi người một trận oán thầm, cái này Phương Thu Bạch đối bọn hắn cổ vũ chi ngôn, nghe tại bọn họ trong tai, làm sao lại như thế giống thúc bọn họ lên đường đưa tang thanh âm. Bất quá không có cách, vì gia tộc vinh dự, cùng ngày sau tiền đồ, liều. Siêu siêu siêu, mọi người từng cái tiến vào cái kia giữa bạch quang, nháy mắt không thấy tăm hơi. Trong nháy mắt bị truyền tống rời đi. Trác Phàm thật sâu nhìn cái kia tinh vân trận liếc một chút, quay đầu nhìn về phía Lạc Vân Hải bọn họ, ta nhìn trận kia thức là cái không chừng điểm truyền tống trận, chắc hẳn đến lúc đó chúng ta có thể sẽ phân tán ra tới. Bất kể như thế nào, tới đó bước đầu tiên, trước theo tìm chính mình người bắt đầu. Đúng, Trác quản gia. 10 vị thiếu niên hộ vệ hơi hơi run lên, gật đầu đáp, Lạc Vân Hải cũng nghiêm túc gật gật đầu, yên tâm đi. Trác đại ca, ta tại nghĩa phụ chỗ đó tiến hành qua dã ngoại đột tiến cùng trinh sát huấn luyện, tin tưởng hội rất mau tìm đến các ngươi. Nhếch miệng cười một tiếng, Trác Phàm không khỏi đạm mạc gật đầu, xem ra lúc trước đưa ngươi đi lão nguyên soái chỗ đó ma luyện 2 năm là đúng, hiện tại cũng không cần ta quá lo lắng. Lạc Vân Hải mỉm cười, trong mắt tràn đầy đấu trí. Đi thôi, Trác Phàm vung tay lên, mang theo tất cả mọi người đi vào cái kia lóa mắt trong bạch quang. Lạc Vân Thường bọn người, thì là nhìn chăm chú vào đây hết thảy, trong lòng vì bọn họ cầu nguyện. Trác Phàm, giết sư mối thù, ta sẽ để ngươi nợ máu trả bằng máu. Đột nhiên, một tiếng nghiến răng nghiến lợi hét lớn đột nhiên vang lên. Trác Phàm ngửa đầu nhìn qua, lại chính gặp Nghiêm Phục chính là một mặt cửu oán mà nhìn xem hắn, ngăn cách hào quang màu trắng kia, sắc mặt lộ ra càng thêm hung ác. Trác Phàm không khỏi sững sờ, nha nha cái phi. Làm sao đem tiểu tử này cấp quên? Bất quá tiểu tử này còn thật không có loại, câu này lời nói hùng hồn lúc trước không nói, chờ lão tử đều tiến truyền tống trận muốn rời khỏi lúc, mới dám phóng xuất. Ai, thật không có loại. Trác Phàm lắc đầu, thở dài, siêu một tiếng không thấy tăm hơi. Nghiêm Phục nhưng trong lòng thì trở nên kích động, cuối cùng làm lấy cái quái vật này mặt, khiêu khích hắn một lần. Nghiêm Bán Quỷ đi vào bên cạnh hắn. Sờ mũi một cái, khinh thường liếc nhìn hắn một cái, nhát gan người, về sau khác làm những thứ này mất mặt xấu hổ sự tình. Còn lại 7 nhà mọi người, cũng là khinh thường hướng hắn nơi này xem ra, cười nhạo lấy lắc lắc đầu. Chờ người ta lập tức muốn rời đi, biết rõ không làm gì được ngươi, mới dám nói hung ác, càng lộ ra khiếp đảm, tiểu nhân chi đường, còn không bằng không nói đâu. Nương theo lấy mỉa mai thanh âm. Thất gia con cháu cũng là lần lượt tiến vào cái kia bên trong cột ánh sáng. Nghiêm Phục hung hăng cắn răng,
trong lòng càng giận, đỏ bừng một khuôn mặt tươi cười, kiên trì đi theo vào. Chỉ một thoáng, vừa mới còn huyên náo bụi lên địa phương, bỗng nhiên liền biến đến quạnh quẽ rất nhiều. Phương Thu Bạch gặp tất cả quyết chiến con cháu đều đã bị truyền tống rời đi, bất giác kết động ấn quyết, chuẩn bị đóng lại trận thức. Thế nhưng là ai cũng không có chú ý tới là, hai đạo màu xám quỷ dị hư ảnh, cũng lặng lẽ tiến vào cái kia tinh vân trong trận, theo truyền tống đi. Hưu, một đạo ngút trời bạch quang rơi xuống, Trác Phàm bóng người trong nháy mắt xuất hiện tại một tòa trong rừng rậm. Thế nhưng là còn không đợi hắn quan sát bốn phía tình thế, một tiếng giống to lại là đột nhiên tại bên tai vang lên. Đón lấy, nương theo lấy gió núi gào thét từng trận, cùng một cỗ mùi tanh hôi vị nhào tới trước mặt, một đầu cao mấy chục trượng gấu to bóng người, đột nhiên tại hắn sau lưng xuất hiện, giống như có thể khai sơn liệt thạch nhất trường, như thái sơn áp đỉnh giống như hướng hắn đỉnh đầu nện xuống. Cái kia cỗ nặng nề uy áp, cho dù là hắn đoán cốt cảnh 9 tầng thực lực, cũng không cảm thấy hơi chậm lại, cảm thấy thân thể đột nhiên nặng rất nhiều. Bỗng nhiên quay đầu nhìn qua, Trác Phàm nhíu mày, lẩm bẩm lên tiếng, bốn cấp linh thú, khai sơn trấn địa hùng. Lời nói ở giữa, cỗ khí thế kia hung mãnh nhất trưởng, đã là đi vào hắn mặt chỗ. Thế nhưng là Trác Phàm lại cũng không cuống cuồng, nhưng gặp trong ánh mắt thanh sắc quang mang lóe lên liền biến mất. CKIT, một chút, cái kia đạo khí thế mãnh liệt nhất trưởng, liền trong nháy mắt dừng lại. Mà cái kia hung mãnh gấu to, cũng giống như nhìn thấy cái gì nhân vật đáng sợ giống như, nhất thời thì dọa đến quay đầu trốn vào trong rừng rậm. Xa nhìn cái kia gấu to bóng người dần dần biến mất, Trác Phàm từ đầu đến cuối duy trì một mặt vẻ đạm nhiên, khóe miệng bất giác xẹt qua một đạo tà dị đường cong. Xem ra ban đầu ở Vạn Thú Sơn Mạch được đến đạo này thanh viêm, không chỉ là đối Vạn Thú Sơn Mạch linh thú có trấn nhiếp tác dụng, đối tất cả linh thú cũng đều có mãnh liệt uy hiếp lực. Cứ như vậy, hắn tại cái này thú vương sơn ngược lên động sẽ phải thuận tiện nhiều. Người khác còn phải thời khắc chú ý cái này cao giai linh thú ẩn hiện, nhưng hắn lại là có thể cố tình làm bậy, hoàn toàn không cần để ý tới những xúc sinh này quấy rối, dương dương tự đắc. Lần này quyết chiến chi địa thiết lập tại thú vương sơn bên trong, đối với hắn mà nói, thật sự là lại có lợi bất quá sự tình. Thế nhưng là, đối người khác tới nói, đây tuyệt đối là cái ác mộng. Riêng là những cái kia tu vi không có vượt qua thiên huyền cảnh tu giả, càng là có thể nói thận trọng từng bước. Hắn vừa dứt dưới, liền lọt vào một đầu bốn cấp linh thú tập kích, cái kia người khác chẳng phải cũng có khả năng, bị linh thú trong bóng tối đánh lén. Không được, đến mau chóng tìm tới Vân Hải bọn họ mới được. Nghi đầu hơi nhíu nhăn, Trác Phàm sau lưng lôi rực bỗng nhiên mở ra, trong nháy mắt liền bay lượn tại cửu thiên phía trên. Một số linh thú phi hành nhìn đến, vừa định tiến lên gây hấn một phen, nhưng thấy một lần Trác Phàm trong mắt thanh viêm chớp động, liền dọa đến quay đầu liền đi, cũng không dám nữa quay đầu nhìn lên liếc một chút. Hiu hiu hiu, nơi xa bạch quang chớp động như bầu trời đầy sao, nối liền không dứt, nhưng là Trác Phàm bay hơn nửa canh giờ, lại một bóng người cũng không có gặp, bất giác trong lòng âm thầm cảm thán, cái này thú vương sơn to lớn, viễn siêu tưởng tượng. Bọn họ quả nhiên là bị phân tán truyền cách, muốn trong lúc nhất thời tìm tới, độ khó khăn tương đối lớn. Cứu mạng! Đột nhiên, một tiếng thanh lệ nữ tử khẽ kêu truyền vào hắn trong tai. Trác Phàm sững sờ, trong lòng suy nghĩ, cái này thú vương sơn như thế hung hiểm, người tầm thường lại có thể đến đây. Như vậy người này hẳn là tham dự quyết chiến chi đệ tử. Thế nhưng là, các thế gia bên trong, lấy Hoa Vũ Lâu nữ đệ tử thứ nhất đông đảo. Muốn hay không quản? Trác Phàm trầm ngâm một trận, sau cùng bất đắc dĩ lắc đầu, hướng thanh âm truyền đến chỗ bay đi. Ai, dù sao cũng là đồng minh, thấy chết không cứu giống như không tốt lắm. Huống hồ một lát cũng tìm không thấy Vân Hải bọn họ, vẫn là trước tiên đem bé con này cứu rồi nói sau. Nghĩ như vậy, Trác Phàm nguyên thần lĩnh vực lập tức liền khuếch tán ra, không có có một hồi công phu, liền tìm tới thanh âm truyền đến chỗ. Xa xa nhìn lại, nơi đó là một mảnh phương viên nhìn không thấy bờ cự hồ nước lớn. Non xanh nước biếc, sóng nhỏ dập dờn, phong cảnh rất là tịnh lệ. Thế nhưng là tại trong hồ kia tâm vị trí, lại là bọt nước văng khắp nơi, gợn sóng phun trào. Một tên đáng yêu nữ tử đại lực đập lấy mặt hồ, thần sắc kinh khủng, đối diện nàng thì là một cái chiều cao 100 trượng, lộ ra tinh hồng độc nha cự mãng.
hai cái âm u mắt tam giác, nhìn qua cô nương kia kinh khủng ánh mắt, lộ ra thèm nhỏ dãi muốn vẻ tham lam. Sáu cấp linh thú, phiên giang đảo hải giao, trong mắt hơi hơi co rụt lại, Trác Phàm bất giác giật mình. Không sai, đây cũng không phải là phổ thông độc mãng, mà chính là trong thân thể chảy giao long huyết mạch thủy giao. Loại này linh thú, trời sinh cũng là vương giả, cho dù tại sáu cấp linh thú bên trong, cũng là tối đỉnh cấp tồn tại. Thực lực coi như so với cấp 7 linh thú đến, cũng không thua bao nhiêu. Trác Phàm thở sâu, âm thầm ngạc nhiên, nghĩ không ra cái này thú vương sơn quả nhiên tàng long ngọa hổ, liền hung mãnh như vậy linh thú đều tồn tại. Càng không nghĩ tới tiểu cô nương này vận khí vậy mà như thế cõng đến nhà, chẳng những truyền tống không có truyền tống chỗ tốt, trực tiếp rơi xuống trong nước. Còn mẹ hắn rơi xuống độc này giao bên miệng, đã định trước cho nó giữa trưa bữa ăn, thật sự là chút xui xẻo lợi hại, ai? T. Bất giác le le lưỡi đỏ, độc kia giao ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, hướng về kia cô nương, mở ra miệng to như chậu máu thì cắn lên đi. Nữ tử kia dọa đến toàn thân run rẩy, hai mắt nhắm lại, thì sát xúc vào một chỗ, đã nhận mệnh giống như, không có bất kỳ cái gì lòng phản kháng. Đúng lúc này, Trác Phàm phải đồng tử vầng sáng màu vàng óng lóe lên liền biến mất, trong nháy mắt đi vào bên người nàng, tiếp lấy lại là lóe lên, đem nàng cứu cách không trung bên ngoài. Sau đó, lại là lóe lên, triệt để không thấy tăm hơi. Đầu kia hung mãnh cự giao hung hăng khẽ cắn, lại chỉ là uống một miệng lớn cam điểm hồ nước, hàm răng đều băng đến không ngừng run rẩy, đã là hoàn toàn sửng sốt, người đâu. Đợi nó hướng bốn phía nhìn sang. Lại là y nguyên không thấy một bóng người, không khỏi càng thêm mắt trợn tròn. Nó là tuyệt đối không tin, có người có thể như thế nhanh chóng rời đi nó cảm giác phạm vi. Như vậy đáp án chỉ có một cái, chẳng lẽ vừa mới cô bé kia là ảo giác? Một tiếng ầm vang, một đầu ngút trời cái đuôi lớn theo trong nước vung lên, tóe lên mấy chục trượng bọt nước. Độc kia giao dùng cái đuôi gãi gãi nó viên kia to lớn tam giác lớn đầu lâu, trong mắt một mảnh vẻ mờ mịt. À, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ nó lớn tuổi, đã bắt đầu phạm hồ đồ a? Một phương diện khác, nữ tử kia đóng chặt hai con ngươi, run run rẩy rẩy co rúm lại tại Trác Phàm trong ngực, chờ đợi tử vong hàng lâm. Thế nhưng là chờ một lát, nhưng như cũng không có cảm giác gì, thậm chí ngay cả trong nháy mắt đau đớn đều không có. Ngược lại cảm thấy thân thể có chút lạnh, cuồn cuộn gió mát không ngừng mà thổi lất phất nàng thân thể mềm mại. Nữ hài không khỏi cẩn thận từng ly từng tí mở to mắt, lại chính thấy mình thướt tha thân thể, chính rúc vào một vị lòng dạ rộng lớn nam tử trong ngực, lăng không phi hành. Trác Phàm nhìn không chớp mắt, một mặt lạnh lùng, chưa từng có nhìn nữ tử này liếc một chút. Nhưng là cảm giác cô gái trong ngực động động, mới cúi đầu xuống đạm mạc lên tiếng, người không có việc gì, ách. Trong mắt bất giác bỗng nhiên ngưng tụ, Trác Phàm mi đầu nhìn không được run run. Kinh ngạc nhìn trong ngực cỗ kiệu uyển chuyển thân thể ngây người. Cái này nha, thế mà không mặc quần áo. Nữ tử kia cũng là cùng Trác Phàm đối mặt cùng một chỗ, nhìn lại mình một chút cái kia sạch sẽ bóng bẩy bộ dáng, hai gò má nhảy một chút thì bắt đầu nóng, kêu lên sợ hãi a. Lưu manh, nhắm mắt lại, không cho phép nhìn. Người nhà mới lưu manh đây, không mặc quần áo thì truyền tống tới, có ý tứ gì, Hoa Vũ Lâu lúc nào biến đến khai phóng như vậy. Cái gì Hoa Vũ Lâu, ta mới không biết cái gì Hoa Vũ Lâu Thảo Phong Lâu đây. Không phải để ngươi nhắm mắt lại à, làm sao còn nhìn. Nói nhảm, loại tình huống này, nam nhân bình thường đều mẹ hắn sẽ nhìn, có gan ngươi mặc quần áo vào. Ngươi, nữ tử kia bất giác trì trệ, hung hăng chừng lấy Trác Phàm vừa tức vừa giận, trong mắt thậm chí có trong suốt lệ quang đang nhấp nháy, sắp khóc đi ra, gương mặt càng là bất giác biến đến càng phát ra đỏ bừng. Đinh linh linh, rậm rạp giữa rừng núi, Trác Phàm đứng tại một mảnh cao lớn bụi cỏ trước, im lặng không nói. Sau lưng bụi cỏ bên trong, lại là thỉnh thoảng vang lên réo rắt lục lạc vang động. Trác Phàm bất đắc dĩ gãi gãi đầu, thở dài. Vốn là hắn hảo tâm xuất thủ cứu nữ tử này nhất mệnh, nhưng không nghĩ tới lại là cái trần trụi nữ. Sau đó liền tìm một mảnh rừng rậm dừng lại, để cho nàng tiến đến thay y phục. Bất quá cái này nữ nhân cũng là phiền phức, thay cái y phục cũng kỳ chậm không gì sánh được, nào giống hắn dạng này đại lão ra, trực tiếp áo khoác một khoác thì xong việc. Tốc tốc tốc, một trận cỏ dại lắc lư thanh âm phát ra,
Trác Phàm biết nữ tử kia đã mặc quần áo tử tế đi ra, liền khoan thai xoay người nhìn qua. Nhưng không nhìn không sao cả, xem xét phía dưới lại là nhịn không được giật mình khẽ giật mình. Lúc trước hắn xuất thủ cứu người lúc, không có tỉ mỉ đi xem, nhưng hiện tại xem ra, lại phát hiện nữ tử này vậy mà xinh như thế tịnh lệ. Mà lại cùng cô gái tầm thường có chút khác biệt, nàng sống mũi phi thường cao, bộ mặt hình dáng cũng tương đương rõ ràng, ánh mắt phá lệ đến lớn, đúng là có một loại dị dạng phong tình ở bên trong. Lại nhìn ăn mặc, không có thiên vũ nữ tử lăng la cẩm y, dịu dàng nho nhã, ngược lại là trang phục gia thân, đem hoạt bát thân thể lộ ra đến mức dị thường rõ ràng, tư thế hiên ngang, trên hai tay còn mang theo tinh xảo lục lạc vòng tay, xem ra tràn ngập dã tính. Cái này nữ nhân, lại là ngoại tộc nhân sĩ. Trác Phàm kinh ngạc nhìn người thiếu nữ kia, không khỏi ngơ ngác. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, ở chỗ này chẳng những gặp phải trừ các thế gia đệ tử bên ngoài người, nữ hài nhi này còn mẹ hắn là cái thiên vũ bên ngoài người. Tựa hồ cũng phát giác được Trác Phàm cái kia dị dạng ánh mắt, nữ tử kia bất giác gương mặt lộ ra đến mức dị thường đỏ bừng, nhăn nhó khẽ bóp góc áo, có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn là hung hăng khoét hắn liếc một chút, phẫn nộ quát nhìn cái gì vậy, cẩn thận bản cô nương đào ngươi mắt chó. Thôi đi, cũng không phải là chưa có xem, có gì to tát. Trác Phàm khinh thường bĩu môi, suy cười ra tiếng. Nữ tử kia bất giác trì trệ, gương mặt càng thêm đỏ bừng, đồng thời trong lòng cũng vạn phần ủy khuất. Nàng một cái hoàng hoa đại khuê nữ, còn chưa lấy chồng, cũng là bị một người đàn ông xa lạ toàn thân cao thấp nhìn mấy lần, cái này khiến nàng về sau như thế nào gặp người. Vừa nghĩ đến đây, nữ hài nhi kia thì càng là hận không thể đem đầu vùi sâu vào chính mình giữa ngực, trong lòng lo sợ. Ném chết người. Bất quá Trác Phàm dĩ nhiên đã quay người rời đi, vừa đi còn một bên hận hận hùng hùng hổ hổ, bà mẹ ngươi chứ gấu à, cứu lầm người, lãng phí lão tử thời gian. Trong mắt không khỏi chừng một cái, nữ tử kia bỗng nhiên ngẩng đầu đến, tức giận nhìn chăm chú về phía Trác Phàm, đứng lại, ngươi vừa mới cái kia là có ý gì, rất hối hận cứu ta đúng hay không? Ba chân bốn cẳng đuổi tới Trác Phàm trước mặt, ngăn lại hắn đường đi. Nữ hài nhi kia hai mắt như muốn phun lửa, hung hăng nhìn chăm chú về phía hắn song đồng. Vốn là nàng còn có chút thẹn thùng, nhưng nghe xong Trác Phàm lời ấy, thì giận không chỗ phát tiết. Bản cô nương thiên sinh lệ chất, nghiêng nước nghiêng thành, bị ngươi cứu một lần, còn bị ngươi tiểu tử này nhìn hết toàn thân, đó là ngươi đã tu luyện mấy đời phúc phận, trăm ngàn năm khó được diễm ngộ. Làm sao bây giờ nghe ngươi khẩu khí, giống như ngươi còn ăn thiệt thòi một dạng giống như. Bản cô nương trong sạch đều hủy trong tay ngươi, chẳng lẽ tổn thất lớn nhất, không phải bản cô nương sao? Hừ, chiếm tiện nghi còn khoe mẽ. Nhìn chằm chằm Trác Phàm không thả, nữ tử kia như muốn ăn người đồng dạng. Trác Phàm sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, nhẹ nhàng một nhóm bả vai nàng, đem nàng đẩy ra, đi thẳng về phía trước, tránh ra. Lão tử ở trên thân thể ngươi lãng phí quá nhiều vô ý nghĩa thời gian, khác cản lão tử đường. Nữ hài nhi kia sững sờ, thật sâu nhìn lấy Trác Phàm cao ngạo bóng lưng, không hiểu nháy mắt mấy cái. Cái này nha còn là nam nhân a? Nàng chưa từng thấy qua, người nam nhân nào ở trước mặt nàng, có thể lạnh lùng như vậy. Bất quá vừa nghĩ tới mây trời phía trên, Trác Phàm nhìn nàng lúc tràn ngập dục vọng ánh mắt, nàng liền rõ ràng, đây tuyệt đối là cái chính cống nam nhân, chỉ là vì sao? Đột nhiên, nữ hài nhi này không khỏi sững sờ, làm sao nàng hiện tại chẳng những không truy cứu Trác Phàm tổn hại nàng danh tiết sự tình, ngược lại còn có chút hy vọng đây. Ai ra, thực sự quá xấu hổ. Nữ hài nhi kia hai tay bụng mặt gò má, mâu thuẫn vô cùng, đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, càng phát ra nóng hổi. Trác Phàm thì là một mặt không quan trọng bộ dáng, sớm đã đem nữ tử này ném đến sau đầu, thậm chí đều nhanh quên. Đối với một cái chỉ có duyên gặp mặt một lần người qua đường, có gì có thể nhớ đến? Giống. Bỗng nhiên, một tiếng giống to phát ra, đầy trời trong rừng rậm, cuồng phong gào thét. Chỉ chốc lát sau, một cái toàn thân lóng lánh kim quang liệp báo, liền nháy một đôi âm trầm song đồng, theo một gốc cao ngất đại thụ che trời về sau, đạp lên nhẹ nhàng chậm chạp tốc độ, đi tới. Nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt, tràn ngập huyết tinh tàn nhẫn chi sắc. Nó cái kia tản ra tanh hôi răng nanh lộ ở bên ngoài, bị đầu lưỡi một liếm, lộ ra càng thêm băng lãnh sắc bén. Bốn cấp linh thú, xuyên sơn kim cước báo.
nữ tử kia không khỏi quát to một tiếng, đầy mặt kinh dị. Trác Phàm lại là cũng không hoảng hốt, chỉ là nhíu mày, trong lòng ẩn ẩn lo lắng. Cái này thú vương sơn bốn cấp linh thú như thế phong phú, thật không biết Vân Hải bọn họ gặp phải, sẽ có hay không có phiền phức. Thế nhưng là cái kia nữ hài gặp Trác Phàm một mực đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, còn tưởng rằng hắn dọa cho ngốc, không khỏi trong lòng khẩn trương, vội vàng xông về phía trước. Con linh thú kia, nhìn lấy Trác Phàm bộ dáng như thế, cũng là hoàn toàn hiểu lầm một dạng, nhếch miệng cười ha hả. Hắc hắc hắc, tiểu tử này nhất định bị bản vương Hùng Phong triệt để hoảng sợ ngốc, mà ngay cả chạy cũng không biết. Bất quá dạng này cũng tốt, tự nhiên chui tới cửa. Hai ngày không có bữa ăn ngon, liền lấy tiểu tử ngươi khai đao tốt. Giống. Lại là một tiếng giống to, cái kia xuyên sơn kim cước báo bỗng nhiên hướng Trác Phàm đánh tới, mở ra miệng to như chậu máu. Trác Phàm cười lạnh, trong mắt thanh sắc quang mang vừa muốn thoáng hiện, một đạo yểu điệu bóng người lại là đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, ngăn trở đầu kia mãnh liệt đánh tới xúc sinh. Đinh linh linh. Cái kia nữ hài trên tay lục lạc vòng tay phát ra êm tai âm thanh chuông, ánh mắt của nàng cũng là nhìn chằm chằm xúc sinh kia song đồng, phát ra mị hoặc ánh sáng. Nương theo lấy đạo này tiếng chuông vận luật, nữ hài tinh tế vòng eo bắt đầu vặn vẹo, giống như tại vũ đạo đồng dạng. Chỉ một thoáng, con linh thú này bất động, chỉ là nhìn chằm chằm nữ hài nhi kia tại trước mặt nó múa múa đi, ánh mắt cũng không nháy mắt một chút, giống như đã rơi vào si mê bên trong. Trác Phàm không khỏi khẽ giật mình, mi đầu nhìn không được run run. Cho dù là hắn, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, như thế đối phó linh thú thủ đoạn. Đây đại khái là thông qua đối vũ đạo, sóng âm cùng lực lượng nguyên thần biểu diễn ra mỹ thuật thủ đoạn, tuy nhiên đối với nhân loại hiệu quả rất nhỏ, nhưng đối linh thú loại này linh trí không bằng nhân loại sinh vật tới nói, lại là hữu hiệu nhiều. Nhưng gặp theo nữ tử kia càng không ngừng múa, đầu kia linh thú cũng là lúc la lúc lắc cái đầu, một mặt mê say bộ dáng. Nhưng là mí mắt, lại là đã càng ngày càng nặng. Đến sau cùng, ba một tiếng vang nhỏ, nữ tử kia vỗ vỗ tay. Đầu kia vừa mới còn hung mãnh dị thường bốn cấp linh thú, nhất thời liền nghiêng đầu một cái, triệt để ngất đi. Bất quá cùng loại kia dọa ngất khác biệt, nó trên mặt còn mang theo từng tia thỏa mãn cùng vẻ vui mừng. Từng ngụm thở hổn hển, nữ hài chà chà hai gò má mồ hôi, hiển nhiên cũng là tương đương mệt nhọc. Trác Phàm ngoài ý muốn liếc nhìn nàng một cái, cười khẽ một tiếng, ha ha ha. Nghĩ không ra ngươi còn có loại bản lãnh này. Xem ra thế giới này thật rất lớn, thật sự là đều có các thủ đoạn a. Uy, người khác một bộ cao cao tại thượng bộ dáng đến phê bình bản cô nương ngự thú chi pháp, giống như ngươi rất lợi hại giống như. Quay đầu hung hăng nguyết hắn một cái, nữ tử kia quan sát tỉ mỉ một phen đạo, gặp ngươi cũng bất quá chỉ là đoán cốt chín tầng cảnh, khó trách nhìn thấy cái này bốn cấp linh thú đều dọa sợ, ngay cả chạy trốn cũng sẽ không. Vậy ngươi không phải cũng một dạng, cũng không biết là ai. Trong nước đầu cởi chuồng gọi cứu mạng. Trác Phàm không khỏi khẽ cười một tiếng, đối nữ tử này cũng có chút hứng thú. Gương mặt bất giác một đỏ, nữ tử kia không khỏi hiên ngang đầu, không phục nói cái kia có thể giống nhau a, trong nước vật kia, thế nhưng là sáu cấp linh thú. A, đúng, người một cái đoán cốt cảnh là làm sao lăng không bay lượt, còn có thể theo sáu cấp linh thú trong tay đem ta cứu ra. Bản cô nương liền xem như cái thiên huyền nhị trọng. Lúc đó cũng cảm thấy hoàn toàn không có sinh cơ. Lúc này, nàng dường như mới nhớ tới, Trác Phàm thấp như vậy thu vi, đến tột cùng là như thế nào tại sáu cấp linh thú dưới mí mắt đoạt thức ăn. Trác Phàm đương nhiên sẽ không đem bí mật nói cho một cái vốn không quen biết người, chỉ là sau lưng lôi vân dực triển khai, chỉ cười nói, thứ này tốc độ rất nhanh, đầu kia giao mãng đuổi không kịp đến. Nữ tử kia bất giác nháy mắt mấy cái, giật mình một hồi. Mới hiểu gật đầu, thì ra là thế, lục phẩm phi hành linh binh. Nhìn lấy cái kia rạng rỡ phát sáng sấm sét hai cánh, nữ hài nhi kia ánh mắt bất giác khoảng chừng đi loanh quanh, dường như đang suy tư cái gì, sau đó nhìn về phía Trác Phàm, nghiêm túc nói, uy, tiểu tử, vừa mới ngươi cứu ta nhất mệnh, hiện tại ta cũng cứu ngươi nhất mệnh, chúng ta tính toán thanh toán xong. Trác Phàm gật đầu, cũng không so đo, thực vừa mới không cần nàng xuất thủ. Trác Phàm chính mình cũng có thể làm được. Có điều, thế mà, nữ tử kia không biết nghĩ đến cái gì, hai gò má bành một chút, lần nữa biến đỏ,
do dự rất lâu mới thì thào lên tiếng, chỉ là cái thanh âm kia, thực sự tiểu cùng muỗi kêu một dạng. Cũng nhờ có Trác Phàm tu vi đủ cao, không phải vậy tuyệt đối khó có thể nghe rõ nàng nói là cái gì. Có điều, ngươi vừa mới nhìn hết ta thân thể, chiếm bản cô nương tiện nghi, chẳng khác gì là ngươi còn thiếu nợ ta. Hả, dạng này à? Trác Phàm không sai gật đầu, thoải mái cười cười, ta minh bạch ngươi ý tứ, yên tâm, lão tử tuyệt không thiếu người bất kỳ vật gì, ngươi chờ. Nói, Trác Phàm liền đai lưng một bao quát, bắt đầu thoát lên y phục. Nữ tử kia bất giác song đồng chừng một cái, vội vàng xấu hổ quay lưng lại đi, đầy mặt đỏ bừng, vội la lên, lưu manh, ngươi làm gì? Là ngươi nói ta chiếm tiện nghi của ngươi, cho nên ta cũng để cho ngươi nhìn hết ta thân thể, để ngươi cũng chiếm một chút ta tiện nghi, dạng này chúng ta thì thanh toán xong. Hắc hắc hắc, cô nương yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không thiếu người bất kỳ vật gì, bao quát mặt mũi ở bên trong. Trác Phàm tà dị cười một tiếng, thú vị đánh giá cái kia nữ hài run lẩy bẩy thân thể. Còn nữ kia hài thì sắp bị tức chết, toàn thân run rẩy, đều sắp không nhịn nổi muốn bắn sắp nổi đến, chết biến thái, ta không phải ý tứ này. Vậy ngươi là có ý gì, còn muốn chiếm ta càng nhiều tiện nghi sao? Trác Phàm nhếch miệng cười một tiếng, cố ý nói, vậy thì tốt, ta người này cực hào phóng, không giống một ít tiểu nữ tử nhỏ mọn như vậy. Ta chẳng những để ngươi nhìn, còn để ngươi mò được hay không? Ha ha ha, lão tử tiện nghi, ngươi cứ việc chiếm tốt, ta không ngại. Thật, một chút cũng không để ý. A, chết biến thái, ngươi tức chết ta, cái kia nữ hài tức giận đến nhảy nhót chân, bĩu môi mắng to ta. Ta chỉ là muốn để ngươi giúp ta được đến hóa hình nhũ, vậy chúng ta sổ sách thì xóa bỏ, ta cũng không muốn nhìn ngươi toàn thân. Hóa hình nhũ, trong mắt không khỏi ngưng tụ. Lúc trước còn vui cười lường gạt lấy nữ tử này Trác Phàm, lập tức liền nghiêm túc lên, khẽ gật đầu. Cái này mua bán, ngược lại là có chút ý tứ. Hóa hình nhũ, chính là địa mạch chảy xuôi ngàn vạn năm mạch nước ngầm chảy, đang không ngừng cọ rửa dưới, nhận hết địa tâm viêm bốc hơi ngưng kết thành thủy chi tinh hoa, giá trị không thể đo lường. Nếu như nói lúc trước băng nguyệt ma nữ Tuyết Thanh Kiến trong tay thủy hệ chí bảo, băng tâm nguyệt linh là âm thủy tinh hoa lời nói. Cái này hóa hình nhũ hoàn toàn liền có thể xưng là dương thủy tinh hoa. Mà lại, cùng kim cương lưu sa đồng dạng, cái này hóa hình nhũ cũng là luyện khí tốt nhất tài liệu, thậm chí so cái kia kim cương lưu sa càng thêm chân quý phi phàm. Nếu nói kim cương lưu sa là đại địa huyết mạch, cái này hóa hình nhũ chính là đại địa huyết mạch bên trong huyết mạch, kim cương lưu sa là vừa chi luyện khí tài liệu, cái này hóa hình nhũ chính là nhu chi luyện khí tài liệu, kim cương lưu sa tăng cường linh binh mạnh độ. Cái này hóa hình nhũ liền giao phó linh binh thiên biến vạn hóa tính chất. Nước vốn là chính là vô hình chi vật, chỉ cần luyện chế linh binh bên trong thêm một chút hóa hình nhũ, cái này linh binh thì biến thành một kiện thần khí, có thể lớn có thể nhỏ, thiên biến vạn hóa. Lớn thì có thể biến đổi ngàn cân búa lớn, lực không thể đỡ, tiểu thì có thể hóa thành một cái châm nhỏ, đánh lén tại trong chốc lát, khó lòng phòng bị. Bất quá, không có ai biết là... Cái này hóa hình nhũ còn có một cái diệu dụng, chính là phối hợp luyện thể đại trận, tu luyện hóa thể chi thuật. Vừa nghĩ tới lôi linh giới bên trong còn nằm một cái che trời trụ lớn, Trác Phàm liền trở nên kích động. Trước kia hắn là vạn vạn không dám nghĩ như vậy, nhưng nếu có thể thực sự đến cái kia hóa hình nhũ, có lẽ cửu u bí lục bên trong bí pháp, liền có thể thành công. Đến thời điểm, hắn có lẽ liền có thể được đến cùng cổ tam thông đồng dạng quái lực. Nghĩ tới đây. Trác Phàm bất giác còn có chút tiểu kích động. Phải biết, cổ tam thông thiên huyền cảnh thì đánh khắp trời võ vô địch tay. Nếu là hắn có thể được đến cỗ lực lượng kia, đến thời điểm cha con liên thủ. Hắn cũng không dám nghĩ tiếp nữa, đó là như thế nào cường hãn một cỗ thực lực. Chỉ bất quá, muốn đạt tới điểm này, cần bất chấp nguy hiểm càng lớn, thậm chí so với lúc trước Trác Phàm lưu kim luyện thể lúc, nguy hiểm hơn vạn lần không thôi. Vừa nghĩ đến đây. Trác Phàm bất giác có chút do dự, nhưng rất nhanh liền lại lắc lắc đầu, bật cười ra tiếng. Hiện đang suy nghĩ nhiều như vậy làm gì, trước đem vật kia chiếm được lại nói a. Sau đó, đã lâu âm hiểm nụ cười lại hiện ra ở hắn trên mặt, Trác Phàm nhìn về phía nữ tử kia, đạm mạc lên tiếng, cô nương, người muốn ta làm thế nào, nói đi. Bất giác trong lòng run lên, nữ tử kia một mặt quái dị nhìn lấy hắn, trong mắt đều là vẻ nghi hoặc.
Làm sao tiểu tử này bỗng nhiên biến đến nhiệt tình như vậy? Thật quỷ dị. Bất quá xem xét Trác Phàm cái kia còn không có đột phá thiên huyền cảnh tu vi, nữ tử kia liền trầm tĩnh lại, không để ý như vậy. Một cái đoán cốt cảnh 9 tầng tu giả mà thôi, chỉ là ỷ vào một kiện lục phẩm linh binh, chạy so sánh nhanh, chỉ cần nhìn đến gấp một chút, tại sao phải sợ hắn ra hoa chiêu gì hay sao? Nghĩ tới đây, nữ hài nhi kia mỉm cười, gật đầu nói, ngươi đi theo ta, chỉ cần ngươi giúp ta cầm tới cái kia hóa hình nhũ. Lúc trước đối bản cô nương, ách, thì xóa bỏ. Nữ hài nhi kia gương mặt hồng hồng, nhưng vẫn là rất tiêu sái vung tay lên. Trác Phàm khẽ gật đầu, cười nhạt một tiếng, trên mặt vẫn như cũ treo bức kia rối trá mặt nạ. Giờ này khắc này, cho dù là Trác Phàm chính mình, cũng không thể không cảm thán. Có bao nhiêu người là bởi vì, bị hắn biểu tượng tu vi làm cho mê hoặc, mới rơi vào hắn miệng sói a. Cái này tiểu cô nương, cũng không ngoại lệ. Trong lòng cười lạnh, Trác Phàm theo thật sát nữ hài nhi kia sau lưng, hướng nơi xa đi đến. Nữ tử kia lạnh không khỏi một cái run rẩy, luôn cảm thấy lưng phát lạnh, trong lòng lo sợ, lại là không rõ ràng cho lắm. Lệch ra cái đầu, đi về phía trước. Ai, lại một cái ngốc cô nương mắc câu a. Chỉ chốc lát sau, hai người tới một chỗ to lớn hồ nước lớn ở mép. Trác Phàm thả mắt nhìn đi, mí mắt không cảm thấy run run, đây chẳng phải là hắn cứu cô bé này chạy ra giao miệng chỗ có ở đây không? Tựa hồ nhìn ra trong mắt của hắn nghi hoặc. Nữ tử kia khẽ cười một tiếng nói, uy, người biết ta vừa mới tại sao lại rơi vào như thế hiểm cảnh sao? Cái kia còn có cái gì vì cái gì, chưa cho phép, tại người ta trong hồ nước tắm rửa, theo người tại người trước cửa nhà đi tiểu một dạng, người ta đánh ngươi đều là nhẹ. Ta nếu là đầu kia độc dao, cũng sẽ một miệng nuốt ngươi. Trác Phàm sắc mặt không thay đổi, chuyện đương nhiên mà nói. Sắc mặt bất giác lần nữa một đỏ, cái kia nữ hài tức giận nhìn lấy Trác Phàm. Giọng căm hận nói, ai nói? Ai nói ta là ở chỗ này tắm rửa? Nguy hiểm như thế địa phương, người nào dám ở chỗ này tắm rửa? Ngươi nói lời này đi ra, làm sao tuyệt không dùng đầu óc? Vậy ngươi là đang làm gì? Dù sao ta vơ vét ngươi đi lên thời điểm, ngươi là không mảnh vải che thân. Trác Phàm sờ mũi một cái, từ chối cho ý kiến hử nhẹ lên tiếng. Thế nhưng là hắn tuy nhiên trên mặt chẳng hề để ý bộ dáng. Nhưng không biết tại sao, thân thể cũng rất thành thật. Hai đạo hồng tuyến, không tự chủ được theo hắn trong lỗ mũi chảy ra. Trác Phàm sững sờ, ra vẻ ngạc nhiên, a, ta làm sao lại đổ máu. Cái kia nữ hài gặp này, càng là cực kỳ lúng túng, đầy mặt đỏ bừng, hung hăng gõ một chút Trác Phàm đầu, nổi giận nói, đầu óc người bên trong không cho phép lại suy nghĩ lung tung, không phải vậy. Không phải vậy. Không phải vậy như thế nào? Để cho ta cũng tại chỗ biểu diễn một lần tắm rửa thay quần áo cho ngươi xem. Trác Phàm nhấc trợn mắt, hừ nhẹ lên tiếng. Nữ tử kia tức giận tới mức giơ chân, nhưng khuôn mặt lại là đỏ như máu. Nàng thật sự là không nghĩ ra, vì sao hôm nay đi ra ngoài bất lợi, hội đụng tới như thế cái vô lại. Bất quá lại vừa nghĩ nghĩ, có lẽ chỉ có cùng tên vô lại này hợp tác, mới có thể cầm tới cái kia hóa hình nhũ, bất giác lại hít thật sâu. Đè xuống trong lòng xấu hổ giận dữ, lần nữa biến đến nghiêm túc lên, đưa tay nhất chỉ nói, ngươi nhìn đối diện, nhìn đến cái kia cửa động sao. Theo nàng chỉ hướng, xa xa nhìn về phía trước, Trác Phàm chỉ thấy đối diện tại đằng đẵng trong sương mù, có một cao sơn. Cao sơn chân núi loáng thoáng có một cái một người cao cửa động, hơn nữa còn có một nửa bao phủ ở trong nước, sau đó gật đầu nói, nhìn đến, làm sao. Cái kia... cũng là đầu kia độc dao động huyệt, nữ tử kia lạnh nhạt lên tiếng. Trác Phàm lại là giật mình, bất khả tư nghị nói, cái kia làm sao có thể. Đầu kia độc dao 100 trượng chiều cao, cái kia cửa động lại nhỏ hẹp như vậy, chẳng lẽ nói. Hơi sững sờ, Trác Phàm dường như ý thức được cái gì, nữ tử kia cũng là gật đầu cười cười, thừa cơ chào phúng lên tiếng, hắc hắc hắc. Xem ra ngươi còn không có ngu như vậy, cuối cùng cho đoán được. Không sai. Đầu kia độc dao nhất định là dùng ăn hóa hình nhũ, cho nên mới có thể biến đổi thân hình lớn nhỏ, tại như vậy lỗ nhỏ ở giữa, tới lui tự nhiên. Thế nhưng là, ngươi làm sao có thể xác định, cái kia trong động sẽ có hóa hình nhũ đâu? Nếu như độc này dao là tại chỗ khác ăn, hoặc là nói đã ăn hết lời nói. Trác Phàm nhíu mày, sắc mặt nghi hoặc. Bạch,
Một đạo quang mang lóe lên liền biến mất, một cái kim vĩ lý ngư liền bỗng nhiên bắn đến trước mặt hắn, còn đụng một tiếng tóe lên một cái to lớn bọt nước, nhất thời dội hắn một mặt rét lạnh hồ nước. Phốc! Nữ hài nhi kia che miệng cười khẽ, trong mắt lóe lên một đạo báo thù khoái ý cảm giác. Trác Phàm lại là vệt một thanh hai gò má, biết đây là nàng cố ý hành động, nhưng cũng không thèm để ý, chỉ là không sai gật đầu, thì ra là thế, ngươi có một cái thủy hệ một cấp linh sủng. Thừa dịp độc kia giao không tại lúc, để nó đi thăm dò qua đường đi. Tính ngươi thông minh, đúng là như thế. Nữ tử kia dí dỏm nháy mắt mấy cái, đùa cười ra tiếng, từ khi ta phát hiện đầu này kỳ dị sáu cấp linh thú, liền ở chỗ này chằm chằm nó một tháng có thừa. Ngày bình thường nó đều ở bên trong trông coi, cũng chỉ có ba ngày trước, nó mới đi ra một lần động huyệt. Ta liền thừa cơ để cho ta một cấp linh thú, kim vây cá cá đi bên trong điều tra. Quả nhiên bị nó tìm ra hóa hình nhũ chỗ. Chỉ bất quá độc kia giao rất cẩn thận, trong vòng nửa canh giờ thì lại trở về, đến tận đây lại không xuất động. Không có cách, lại chờ ba ngày sau, thấy nó còn không có động tĩnh, bản cô nương đành phải chính diện cùng nó quyết chiến. Nhìn lấy cô nương kia một mặt kiêu ngạo biểu lộ, còn thật sự cho rằng nàng đánh thắng một dạng, Trác Phàm không khỏi chế nhạo lên tiếng, cho nên ngươi liền đem chính mình thoát sạch sành sanh, muốn sắc dụ xúc sinh kia. Thế nhưng là không đúng rồi, hai người giống loài khác biệt. Coi như người cưỡng chế chính mình đem nó nhìn thành soái ca, nhưng là người ở trong mắt nó, cũng là một bàn đồ ăn a. Ngươi nói mò gì, ai nói muốn sắc dụ xúc sinh kia? Không khỏi hai gò má một đỏ, nữ tử kia xấu hổ mồm miệng đều không gọn gàng lên ta. Ta chỉ là muốn dùng chúng ta ngự thú bí thuật, thu phục nó thôi, nào có người muốn xấu xa như vậy. Ngự thú chi pháp, cái kia theo ngươi cởi chuồng đùa nghịch nước, có nửa xu quan hệ. Mi đầu bất giác vẩy một cái, Trác Phàm kỳ quái nói. Sắc mặt càng thêm lớn quấn, nữ tử kia tức giận nguyết hắn một cái nói, uy, ngươi tiểu tử này không cần nói lớn như vậy tục có được hay không? Chúng ta nhất tộc ngự thú bí thuật, coi trọng thiên nhân hợp nhất. Càng là thân cận tự nhiên, liền uy lực càng lớn. Vốn là lấy thực lực của ta. Nhiều lắm là có thể hàng phục một cái bốn cấp linh thú mà thôi. Cho nên đối mặt đầu này sáu cấp linh thú, không thể không quá chú tâm dung nhập vào tự nhiên bên trong, áo quần rách dưới. Bất quá, đầu này độc giao lực lượng nguyên thần lại so trong tưởng tượng còn mạnh hơn nhiều, cuối cùng vẫn là thất bại, ngược lại suýt nữa mệnh tang miệng. Trác Phàm không sai gật đầu, độc này giao dù sao cũng là giao long thân thích, thân thể chảy xuôi lấy long huyết mạch. Há có thể cùng bình thường sáu cấp linh thú đánh đồng. Cô nương này muốn dựa vào lúc trước bộ kia mị hoặc chi thuật đến chế phục nó, xác thực là có chút tự đại. Uy, tiểu tử, người vừa mới không phải bay rất nhanh sao? Một hồi ngươi đi đem độc kia giao dẫn dắt rời đi, sau đó bản cô nương đi vào lấy đi những cái kia hóa hình nhũ. Cứ như vậy, người đối bản cô nương bất kính chi tội, bản cô nương thì chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nữ tử kia chăm chú mà nhìn xem Trác Phàm song đồng, lộ ra một cái mê người mỉm cười, hai cái xinh đẹp mắt to nháy nháy mắt, tràn ngập câu hồn đoạt phách mị lực. Cái này nếu là đổi khác giống được gia súc, nhất định nhìn không được đại biểu trung tâm, sông pha khói lửa, muôn lần chết không từ. Đáng tiếc, nàng gặp phải Trác Phàm, một cái lãnh khốc làm cho người giận sôi nam nhân. Tốt, cầu còn không được, Trác Phàm khóe miệng liệt lên một cái tà dị đường cong. Khẽ gật đầu. Cái kia nữ hải ánh mắt sáng lên, mừng rỡ liên tục gật đầu, chỉ là trong mắt chỗ sâu, Trác Phàm lại có thể thấy rõ, cái kia tia khinh thường cùng khinh miệt. Phảng phất tại nói, trên đời này nam nhân đều là giống nhau giống như. Hừ, không biết cái gọi là tiểu nha đầu, đã lão tử biết hóa hình nhũ chỗ, cái kia còn theo ngươi quấn cùng một chỗ làm gì. Trong lòng cười lạnh, Trác Phàm dương cánh hướng cái kia thâm thúy cửa động bay đi. Cái kia nữ hài thì là hai mắt sáng lên theo dõi hắn bóng lưng, cười nở hoa. Tựa hồ giờ này khắc này, nàng đã được đến cái kia hóa hình nhũ giống như. Chỉ bất quá, trong nội tâm nàng vẫn như cũ có chút không hiểu là, đây hết thảy có phải hay không tiến hành quá thuận lợi. Nam nhân này đúng như này ngu xuẩn, sắc mê tâm khiếu, cam nguyện bị trắng như vậy trắng sử dụng a, hơn nữa còn là bốc lên nguy hiểm tính mạng. Phanh phanh phanh. Đi vào hang núi kia trước, Trác Phàm dùng lực đấm bóp ngoài động vách núi, phát ra ngột ngạt tiếng nổ lớn. Tựa như gõ nhà người ta cửa phòng một dạng, thong dong tự tại.
Nữ tử kia ở phía xa xem chừng, không khỏi sững sờ. Tiểu tử này lá gan rất lớn nha, biết rõ bên trong có chỉ 6 cấp linh thú, còn như thế hững hờ, liền một chút khiếp đảm đều không có. Nên nói hắn thần kinh không ổn định đây, vẫn là thật không tim không phổi. Nữ tử kia bất giác thật sâu liếc hắn một cái, bật cười ra tiếng, có chút kỳ quái. Ao ao ao. Rất nhanh, dòng nước sàn động âm thanh vang lên, một đầu dài hơn 1 mét rắn nước chậm rãi theo cái kia chật hẹp trong động khẩu bơi ra. Thế nhưng là nó vừa mới ra đến trong động, liền bỗng nhiên rung động động một cái, thân thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, lập tức bành trướng. Chỉ là trong nháy mắt, liền oanh một tiếng bạo khởi nhất đại đóa cao mấy chục trượng bọt nước, nó cái kia 100 trượng thân thể cũng không che giấu chút nào hiện ra ở hai người trước mắt, phát ra chấn thiên giống to. Giống, mang theo tanh hôi liệt phong đối diện quét tại Trác Phàm hai gò má, làm đến hắn nhịn không được đưa tay nhẹ bịt mũi lên, cẩn thận dò xét một phen đầu này độc dao, khẽ gật đầu. Cái này nha quả nhiên là ăn hóa hình nhũ. Không phải vậy không có khả năng tùy ý biến đổi thân hình lớn nhỏ. Nữ tử kia thì là ở phía xa, liều mạng khoát tay, để hắn chạy trốn, trong lòng khẩn trương. Nàng ngược lại không phải vì Trác Phàm an toàn lo lắng, thật sự là Trác Phàm như chết ở chỗ này, liền không thể đem độc này giao dẫn đi, cái kia nàng tâm tư chẳng phải uổng phí sao. Ai, tiểu tử này tại sao lại đứng đấy bất động, chẳng lẽ lại bị dọa sợ? Đáng chết! Luôn thời điểm then chốt như xe bị tuột xích. Nữ tử kia khẽ cắn môi, trong lòng oán hận chửi mắng, đầy mặt háo sắc. Đầu kia độc dao, tựa hồ cũng cho là như vậy, không khỏi ngửa mặt lên trời cười ha hả, trong mắt đều là vẻ khinh miệt. Nghĩ đến tiểu tử này là trên đường đi qua nơi đây, không biết trong động có bản vương chờ đợi, liền tùy tiện đến gõ, kết quả bị bản vương oai hùng anh phát, uy mãnh khí thế dọa cho ngốc. Ha ha ha, có thể lý giải. Bản vương cũng thường thường bị chính mình uy mãnh hù đến nha, ha ha ha. Liếc mắt liếc một cái đầu kia chính tại ý dâm độc dao, mặt mũi tràn đầy tìm đánh biểu lộ, còn có cái kia dương dương tự đắc, không ngừng đang đung đưa lấy cái đuôi, Trác Phàm liền biết rõ ra hỏa này tâm lý đang suy nghĩ gì, bất giác khóe miệng nhếch lên, không nhìn nữa nó liếc một chút, trực tiếp hướng hang núi kia bay đi. Người thủ tại chỗ này, không có ta cho phép chớ vào đi. Trác Phàm dường như hoàn toàn không có đem cái này quái vật khổng lồ để vào mắt, trực tiếp hướng bên trong bay đi. Độc kia giao sững sờ, tựa hồ còn không có lấy lại tinh thần mà đến. Tiểu tử này vừa mới có ý tứ gì, coi lão tử là canh cổng sao? Vừa nghĩ đến đây, độc kia giao đã kỳ quái, vừa sợ giận, nó cho tới bây giờ chưa thấy qua cái nào nhân loại, dám như thế không nhìn nó tồn tại, còn mẹ hắn tu hú chiếm tổ chim khách, khi dễ đến trên đầu nó đến. Uy uy uy, tiểu tử, người nhà biết cái này một mảnh là ai địa bàn nhi à, lại dám như thế nói lớn không ngược, muốn chết. Giống, lại là một tiếng kinh thiên hoàn toàn nộ hống, độc kia giao khoảng cách Trác Phàm thêm gần một bước, căn bản là dán vào hắn bên mặt hô lên đến, phun hắn một mặt ngụm nước, muốn lại khoảng cách càng gần chấn nhiếp hắn một phen. Nữ tử kia nhìn xa xa, đều đã dọa đến đầu đầy mồ hôi lạnh, trong lòng thẳng mắng. Người tiểu tử này làm sao còn không chạy a? Thế nhưng là Trác Phàm lại chỉ là một mặt căm ghét chà chà trên mặt ngụm nước, hung ác chừng độc kia giao liếc một chút, thì thào lên tiếng, đừng làm rộn. Phốc, độc giao kém chút một miệng lão huyết chợt phun ra đến, nó chưa từng thấy qua dạng này nhân loại, hoàn toàn không đem nó để vào mắt a. Riêng là cái kia khinh thường khẩu khí, càng làm cho nó cái này 6 cấp linh thú thú trung chi vương, phổi đều sắp tức giận nổ. Nơi xa nhìn lấy đây hết thảy nữ tử kia, thì là sắp bị hoảng sợ khóc, trong lòng thầm mắng. Đừng làm rộn là ngươi tiểu tử này a, cho ngươi đi đem nó dẫn dắt rời đi, không phải để ngươi trêu chọc nó a. Coi như ngươi muốn tìm cái chết, ngươi cũng đem nó dẫn tới xa xa chết lại, có được hay không? Ngươi bây giờ cứ như vậy chết, thế nhưng là không có chút giá trị a. Tiểu tử này, đầu tú đậu. Nữ tử kia kìm nén miệng, than thở. Tựa hồ đã có thể nghĩ đến, sau một khắc độc này giao tại nổi trận lôi đình phía dưới, muốn như thế nào đem Trác Phàm xé thành mảnh nhỏ. Không sai, độc giao hiện tại cũng là như thế muốn. Bà mẹ ngươi chứ gấu à, gặp qua không sợ chết, nhưng chưa thấy qua như thế làm càn làm bậy, không muốn sống, gặp qua muốn chết, nhưng chưa thấy qua lấy dạng này nhị bức hành động đi tìm cái chết.
Trước khi chết trêu đùa một chút bản vương đúng hay không? Hừ hừ, tốt, bản vương liền thành toàn ngươi. Liếm liếm bên miệng hai khỏa sắc bén độc nha, độc kia dao, lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, liền bỗng nhiên hướng Trác Phàm cắn xé đi qua. Tinh hồng lưỡi rắn lên đã độc dịch phủ đầy, chỉ cần Trác Phàm rơi vào trong miệng nó, liền trong nháy mắt bị ăn mòn đến nỗi ngay cả xương cốt không còn sót lại một chút cặn. Nữ tử kia nhắm mắt lại, đã là nghiêng đầu sang chỗ khác, không dám nhìn nữa cái này tàn nhẫn một màn. Thế nhưng là Trác Phàm nhưng như cũ một mặt vẻ đạm nhiên, chờ cái kia miệng lớn gần mặt lúc, mới trong mắt bỗng nhiên chừng một cái, thanh sắc hỏa quang tại trong hai con ngươi rạng rỡ lấp lóe. Ông! Một đạo có như thực chất gợn sóng phát ra, trong nháy mắt đảo qua độc kia dao thân thể. C-K-I-T-T-T một tiếng, độc kia dao vào tới trước đầu trong nháy mắt dừng lại động tĩnh, toàn bộ to lớn thân thể, cũng đột nhiên cứng ngắc tại dao động gợn sóng trên mặt hồ. Sau một khắc, mồ hôi lạnh ngăn không được hướng xuống chảy, độc kia dao miệng to như chậu máu y nguyên mở to, thế nhưng là đối mặt độc nha phía dưới Trác Phàm, lại là rốt cuộc cắn không đi xuống. Ngược lại, nhìn lên trước mặt cái kia một mặt lạnh lùng Trác Phàm, độc dao cái kia vốn là tràn đầy âm độc chi sắc mắt tam giác bên trong, lúc này lại đã bị hoảng sợ thay thế. To lớn thân thể ngăn không được run rẩy lên, liền toàn bộ mặt hồ đều đi theo dao động nhộn nhạo. Ai, để ngươi ở chỗ này trông coi ngươi không nghe, nhất định phải tự tìm khổ ăn, thật sự là già mồm. Bất đắc dĩ lắc đầu, Trác Phàm không để ý tới nó, trực tiếp hướng trong động bay đi. Chỉ để lại độc kia giao một con linh thú chi vương, như là điêu khắc đồng dạng, cứng ngắc ở trên mặt hồ, sớm đã dọa đến không biết làm sao, ngốc đứng bất động. Vừa mới, cái kia đến tột cùng là cái gì uy áp? Độc giao trong lòng lo sợ, một khỏa trái tim nhỏ bịch bịch nhảy loạn. Bọn họ linh thú ở giữa, so với nhân loại đến, càng thêm coi trọng đẳng cấp rõ ràng, cái này không quan hệ thực lực sự tình. Cho dù là một đầu còn nhỏ 6 cấp linh thú, thực lực còn chưa đủ 3 cấp linh thú lực lượng, thế nhưng là 4 cấp linh thú gặp, cũng phải tránh. Đây chính là trời sinh vương giả khí thế, cấp thấp linh thú không được mạo phạm cao cấp linh thú, đây là bọn họ khắc tại xương cốt trong huyết mạch quy tắc thép, tuyệt đối không cho làm trái. Vốn là, nó cái này 6 cấp linh thú ở chỗ này đã là vô địch, vạn người không được một thú chung chi vương. Chỉ có nó khi dễ người khác phần, ai có thể khi dễ cho nó. Nhưng là vừa vặn, Trác Phàm trên thân trong nháy mắt đó uy áp, lại là hoàn toàn đem nó cho tùy tiện trấn nhiếp. Cái kia cố mạnh để nó đều không phân rõ cái này là cấp mấy linh thú khí thế, càng làm cho nó theo trong huyết mạch, sinh ra một cỗ thật sâu khuất phục cảm giác, để nó tại Trác Phàm trước mặt, căn bản không có mảy may phản kháng lực lượng. Bà mẹ ngươi chứ gấu à, cuối cùng là cái dạng gì uy thế, lại để nó cái này 6 cấp linh thú đều không mảy may lòng phản kháng. Ở sâu trong nội tâm trừ hoảng sợ, cũng chỉ có hoảng sợ. Cái này là thế nào linh thú, có thể phát ra đến khí thế a? Mà lại, vì cái gì cỗ khí thế này, sẽ ở một cái nhân loại trên thân xuất hiện? Chẳng lẽ nói, hắn là cái nào đó khủng bố hung thú ấu thể? Nghĩ đến đây, độc kia dao thì càng là mồ hôi lạnh chảy ròng. Giống như một tên ăn mày, nhìn thấy cao cao tại thượng hoàng đế đồng dạng, tâm lý chỉ có thần phục. Nào còn dám có chút ý nghĩ khác. Người ta để nó ở chỗ này chờ, nó liền ở chỗ này chờ lấy thôi, cái kia còn có thể thế nào. Sau đó, đầu kia độc dao thì đàng hoàng tại cửa động bơi qua bơi lại, lại là lại không dám tùy tiện tiếp cận cửa động mảy may. Thậm chí ngay cả nhìn cửa động liếc một chút lá gan, đều không có. Mà vốn là che mắt, nhưng lại vụng trộm nhìn về phía chỗ đó, muốn biết Trác Phàm sinh tử tình huống nữ tử kia. Thấy tình cảnh này, lại là đã hoàn toàn mắt trợn tròn. Đây là có chuyện gì? Đầu kia độc giao lúc nào tốt như vậy thuần phục, lại còn nói không cho nó vào động, nó thì thật không vào động, so với hắn mẹ chó đều nghe lời. Mà lại, tiểu tử kia chỉ là cái đoán cốt cảnh a, hắn là làm sao làm được? Chẳng lẽ nói, hắn cũng có bí truyền thuần thú bí pháp? Nghĩ tới đây, cô nương kia méo mó đầu, nhìn lấy Trác Phàm biến mất bên trong động bóng người. Trong mắt tràn ngập vẻ ngạc nhiên. Đồng thời, đối Trác Phàm cũng càng thêm hiếu kỳ. Tiểu tử này, cũng không phải nhìn qua như vậy ngốc a, có lẽ lúc trước cũng không cần ta xuất thủ, cái kia 4 cấp linh thú hắn là được rồi. Ai, chờ một chút, muốn là như vậy lời nói,
hắn làm gì vẫn giấu kín lấy, không sự tình nói rõ trước. Chẳng lẽ nói, hắn muốn độc chiếm. Vừa nghĩ đến đây, cô nương kia không khỏi khẩn trương, tức bực dậm chân. Muốn đi vào điều tra, không biết sao cái kia độc giao còn ở bên ngoài trông coi, lại là không thể làm gì. Lần này, nàng đều sắp tức giận đến khóc lên, uổng phí nàng ở chỗ này thủ hơn một tháng, kết quả là lại là để cho người khác sử dụng. Ta thua thiệt chết ta. Cô nương kia bĩu môi, ngồi xổm ở trong bụi cỏ, một mặt phiền muộn. Một phương diện khác, Trác Phàm tại cao cỡ một người trong động khẩu phi hành, bất quá giây lát thời gian, liền tới đến sơn động chỗ sâu. Thế nhưng là vừa vào nơi này, Trác Phàm cũng là bị cảnh tượng trước mắt cho trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người. Này sơn động không lớn, nhưng cũng không nhỏ, có chừng thiên bình phạm vi. Thế nhưng là, cái này trong động chất đống đồ vật, lại là linh lang đầy rẫy, để hắn đáp ứng không xuể. Vốn là hắn chỉ là tìm đến hóa hình nhũ, thật không nghĩ đến nơi này thế mà cất giấu nhiều như vậy đồ tốt, đầy trong sơn động đều là cao giai dược tài, quang bát phẩm linh dược, thì có trên trăm nhiều, thất phẩm càng là đã tới hàng ngàn. Phong phú như vậy số lượng dự trữ, cho dù bảy thế gia cũng không thua bao nhiêu đi. Đừng nói là bảy nhà, hoàng thất đều không nhiều như vậy đi. Hắn nãi nãi, quả nhiên tài phú tại trong thiên nhiên rộng lớn a. Chắc hẳn đây đều là độc kia giao chính mình thu thập lên, thế nhưng là, nó vì cái gì không ăn đây, chẳng lẽ chờ lấy qua mùa đông a? Bất quá, lần này nhưng là liền tiện nghi hắn. Hắc hắc hắc. Sau đó Trác Phàm không nói hai lời, căn bản không khách khí với nó, phất tay hất lên, liền đem trước mặt tất cả dược tài đều thu nhập trong giới chỉ. Đón lấy, lại đi hắn nơi hẻo lánh đi thu thập. Nhìn lấy nhiều như vậy khó được dược tài tới tay, Trác Phàm cũng nhịn không được cuồng cười ra tiếng. Cái kia cỗ hăng hái đắc ý cười to, vang vọng tại chỉnh trong sơn động, ngược lại truyền ra ngoài động. Nghe lấy cái kia cỗ cười tà dị âm thanh, độc giao tâm bất giác trầm xuống, dường như đã nghĩ đến cái gì, nhìn lấy cái kia động khóe miệng mãnh liệt quất, lệ quang yêu kiều, như muốn khóc lóc đau khổ. Nữ tử kia ở phía xa, trong tai nghe lấy đạo này đắc ý cười to, cũng là khóe miệng một xẹp, phiền muộn vô cùng. Nguyên bản chỗ đó hết thảy, đều là nàng a. Không sai, nhà đầu này đã để nàng một cấp linh sủng đi vào thăm dò qua đường, há có thể không biết bên trong dược tài đến cỡ nào phong phú. Chỉ bất quá nàng không có nói cho Trác Phàm, sợ hắn lên tham niệm, muốn cùng với nàng phân ly canh. Nhưng là bây giờ ngược lại tốt, người ta không cần cùng với nàng phân, tự mình một người toàn hắn nãi nãi độc chiếm. Nghĩ đến đây, cô nương kia liền ngăn không được bi thương, nước mắt đã tại trong hốc mắt đảo quanh rất lâu, mắt thấy là phải vỡ đê mà ra. Hiu hiu hiu, Trác Phàm trong sơn động đi tới đi lui, khua tay giới chỉ, quên cả trời đất. Nhìn lấy những cái kia chân phẩm dược tài ào ào rơi vào trong tay hắn, Trác Phàm liền ngăn không được hưng phấn cùng thỏa mãn. Lần này tới Thú Vương Sơn, còn không sao cả chỗ, thì có như thế một cái thu hoạch lớn, thật hắn nãi nãi là dấu hiệu tốt. Trác Phàm nhếch miệng cười to, âm thanh truyền hơn một dặm chỗ, làm cho ngoài động một người một thú, trong lòng thật lạnh thật lạnh. Chờ đem trong động tất cả dược tài đều thu nhập giới chỉ, càn quét không còn, Trác Phàm lúc này mới bắt đầu tìm hóa hình nhũ chỗ. Nguyên thần cấp tốc hướng ra phía ngoài khuếch tán ra, giả quét mỗi khắp ngõ ngách. Đột nhiên, Trác Phàm trong mắt ngưng tụ, đạp nhẹ cước bộ, hướng sơn động chỗ sâu nhất chạy đi. Chỉ chốc lát sau, liền tới đến một chỗ thiên nhiên ao suối nước nóng đường bên cạnh, thế nhưng là thấy một lần cái kia đáy ao, Trác Phàm liền nhìn không được hít sâu một hơi, hai mắt thả ra rạng rỡ tinh quang. Đó là cái thiên nhiên hồ suối, có chừng cái 10 mét vuông. Chính diện trên thạch bích, có một tuyền miệng, không ngừng mà chảy xuống ấm áp suối nước. Thế nhưng là, tại cái kia hồ suối dưới đáy, lại là lắng đọng thật dày một tầng, trắng xóa màu ngà sữa lắng đọng vật. Trác Phàm chỉ một cái liếc mắt, thì nhận ra, đây chính là cái kia dương thủy chi tinh, hóa hình nhũ. Thế nhưng là, làm sao sẽ nhiều như thế? Cho dù là Trác Phàm, cũng không có nghĩ tới đây thế mà chất chứa lớn như thế lượng địa mạch chân bảo, hóa hình nhũ. Vốn là, cái này hóa hình nhũ chỉ cần là một bình nhỏ, cũng đã là chân quý phi phàm, giá trị liên thành. Hắn tại tiến trước khi đến, cũng chỉ là tưởng tượng lấy, có thể có được một chén nhỏ hóa hình nhũ, liền đã rất gặp may mắn.
Thế nhưng là vạn vạn không nghĩ đến, thế này sao lại là một chén nhỏ a, căn bản chính là một cái bồn lớn. Hắn đều có thể mỗi ngày ở bên trong, dùng hóa hình nhũ tắm rửa. Trác Phàm hưng phấn mà toàn thân run rẩy, vòng bài nhìn xem ngọn núi này, bất giác cảm thán liên tục. Nghĩ đến núi này đã có trăm ngàn vạn năm, cho nên mới có thể tích đến nhiều như thế thiên địa tinh hoa. Nếu không có độc kia giao ăn vụng một chút, nơi này hóa hình nhũ chắc là càng nhiều đi. Bất quá vậy cũng không quan hệ, có nhiều như vậy đã đầy đủ, người cũng không thể như vậy quá tham a, đúng không? Trác Phàm nhếch miệng cười cười, mười phần vô sỉ suy nghĩ nói. Cái này nếu để cho người khác biết, nhất định sẽ một miệng lão huyết thẳng bắn ra, người nhà cái này cũng chưa tính tham, cái kia thiên hạ liền không có tham lam người. Hừ, chiếm tiện nghi còn khoe mẽ. Bịch, không khỏi ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, Trác Phàm lúc này thả người nhảy vào đi. Thế nhưng là hắn dẫm mạnh đến cái kia hóa hình nhũ lên, liền lập tức hướng phía dưới lún vào. Thẳng đến cái kia màu ngà sữa lắng đọng đạt đến bên hông hắn, mới dừng lại. Trác Phàm lông mày nhíu lại, miệng không tự chủ được mở lớn lên, trong mắt đều là sợ hãi lẫn vui mừng. Thật sâu a, cái này hóa hình nhũ số lượng dự trữ, so hắn tưởng tượng đến phải lớn hơn nhiều a. Nghĩ tới đây, Trác Phàm không nói hai lời, lập tức xuất ra từng cái chai lọ, phất tay cũng là hướng phía dưới một đào. Một đào cũng là nhất đại hộp, màu trắng nhũ dịch đi vào. Sau đó bịt kín, thu nhập giới chỉ. Cứ như vậy, Trác Phàm một bình đào lấy, trên mặt tất cả đều là dẫm nhằm cứt cho ý cười, khóe miệng đều nhanh liệt đến sau đầu cùng nhi. Lần này Thú Vương Sơn hành trình, thật sự là đại phát. Coi như không có thể tìm tới cái kia bát phẩm linh dược, tràn thần đan, cũng không lỗ a, không lỗ. Ha ha ha. Trác Phàm cười to ba tiếng, âm thanh truyền tứ phương. Đụng. Đột nhiên, Trác Phàm đang đào quá trình bên trong. Bỗng nhiên phát sinh va chạm tiếng vang, nghe cái kia thanh thúy thanh vang. Trác Phàm khẳng định, cái kia tuyệt không phải thạch đầu, mà giống như là đồ sứ. Sau đó đưa tay tại cái kia màu trắng nhũ dịch bên trong kiếm chút, đem nó kéo ra tới. Quả nhiên, đó là một cái thanh sắc bình nhỏ. Trác Phàm ngẩng đầu nhìn qua, trong lòng kỳ quái. Làm sao nơi này sẽ có bình sứ đâu? Chẳng lẽ độc kia giao yêu thích tao nhã như vậy, còn thu thập đồ sứ? Thế nhưng là, làm hắn nhìn đến cái kia bình sứ lên chữ viết lúc, lại là nhìn không được mãnh liệt đồng tử chừng một cái, nghẹn họng nhìn chân chối, lão tử vận khí, sẽ không như thế tốt ha. Loại tình huống này, thế mà cũng có thể đần độn u mê tìm tới cái này tràn thần đan. Không sai, cái kia bình sứ lên đánh dấu lấy, cũng là tràn thần đan ba chữ. Mà lại, tại cái kia cái bình lên còn thiết lập một đạo đơn giản cấm chế, để phòng ngừa linh thú tìm lấy đan hương mà đến. Hủy cái này khó được linh đan. Đem cái kia cái bình cầm ở trong tay vuốt vuốt một chút, Trác Phàm cẩn thận suy nghĩ, mới nghĩ thông suốt chung nguyên từ. Nghĩ đến lúc trước Phương Thu Bạch, là tùy ý rơi vãi năm bình đan dược rơi vào cái này Thú Vương Sơn, chỉ là bên trong một bình rơi vào trong nước, theo dòng sông chảy nhập dòng nước ngầm, lại trùng hợp dọc theo suối nước nóng đường nước chảy vào cái này tuyền trong ao, cũng không phải là độc kia giao có ý tìm tới. Nhưng kể từ đó, Trác Phàm liền càng thêm muốn cảm thán chính mình vận khí, thật sự là tốt đến bạo dạp. Đến đây đào hóa hình nhũ, lại trong lúc vô tình được đến bát phẩm linh đan, tràn thần đan, cái này ai có thể nghĩ tới. Bất quá, đã có này phúc duyên, hắn lại có thể lãng phí. Sau đó vội vàng đem linh đan thu nhập giới chỉ, Trác Phàm tăng tốc khai quật hóa hình nhũ. Bất quá dù vậy, cũng là dùng gần nửa ngày công phu. Mới đem tất cả hóa hình nhũ toàn bộ đào sạch sẽ. Chỉ là cái kia một mực canh giữ ở ngoài động độc giao, lại là vội vã nhìn qua cửa động, do dự lấy bơi qua bơi lại. Người nhà đến tột cùng tại ta trong động làm gì, thời gian dài như vậy đều không ra, tốt xấu chừa chút cho ta a, ô ô. Hoàn toàn không để ý tới ngoài động đầu kia xúc sinh lo lắng tâm tình, Trác Phàm đem hết thảy cái kia lấy đi đều cầm xong, ngắm nhìn bốn phía, nơi này đã trống rỗng. Trừ tứ phía vách đá, liền lại không ai trả lời sự vật, không khỏi thở dài một hơi, hài lòng gật gật đầu. Chỉ có thể thương hại đầu kia độc giao, vốn là cái gia tài vạn kim đại phú hào, trong nháy mắt bị Trác Phàm ăn cướp nhà chỉ có bốn bức tường, một hào tiền đều không thừa. Nó nếu là tiến đến nhìn đến loại tình cảnh này, không phải khóc chết ở chỗ này không thể.
bất quá, Trác Phàm cũng sẽ không để ý tới nhiều như vậy. Trong tay ánh sáng lóe lên, lần nữa xuất ra cái kia bình tràn thần đan, Trác Phàm nhìn kỹ một chút, cẩn thận suy nghĩ một lát, liền tay đánh chỉ quyết, mở ra cái kia đạo cấm chế, đổ ra một khỏa tròn căng đan dược, nuốt vào đi. Cái này bách gia tranh minh trong lúc đó, khắp nơi đều là địch nhân, chỉ sợ trong khoảng thời gian này đều không có thời gian có thể luyện hóa viên đan dược này. Còn không bằng thừa dịp ngoài động có độc kia giao thủ hộ, đem đan dược này nuốt, đề cao thực lực. Oanh! Đan dược vừa mới vào miệng, liền uyển như lũ quét đồng dạng, cuồn cuộn cường đại lực lượng nguyên thần, như là ba đào hung dũng sóng biển một dạng, tại hắn chỗ sâu trong óc quấy lay động, phiên vân phúc vũ, làm cho đầu hắn thuận tiện như muốn nổ tung đồng dạng. Trác Phàm không khỏi giật mình, hắn vạn vạn không nghĩ đến viên đan dược kia dược lực lại hung mãnh như vậy, lấy hắn lực lượng nguyên thần hút thu lại, cũng thống khổ như vậy. Thế nhưng là, hắn không lo ngược lại còn mừng, vội vàng thôi động nguyên thần, phía bên phải đồng tử vị trí dũng mãnh lao tới. Hắn đã là thần chiếu cảnh lực lượng nguyên thần, coi như lại tăng thêm mấy lần, đối lần này quyết chiến ý nghĩa cũng không lớn. Hắn phục dụng tràn thần đan chủ yếu mục đích, còn là muốn mượn đột phá này không minh thần đồng tầng thứ hai. Tuy nhiên không minh thần đồng đệ nhất trọng uy lực, đã khiến người kinh dị, khiến cho hắn đứng ở thế bất bại. Nhưng đột phá tầng thứ hai về sau, thì càng nhiều một tầng bảo hộ, cũng có thể đền bù đệ nhất trọng khuyết điểm. Cái này để hắn lần này quyết chiến bên trong, càng có nắm chắc tất thắng. Thật sâu hút khẩu khí, Trác Phàm phải đồng tử như giống như lửa thiêu, vầng sáng màu vàng óng đang không ngừng lấp lóe, đồng thời đạo thứ hai vầng sáng màu vàng óng hư ảnh cũng ẩn ẩn cho thấy mặt mày. Trác Phàm khẽ cắn môi, cố nén thống khổ một mực kiên trì, cho dù phải đồng tử bên trong đã máu tươi chảy ròng, đau đớn vạn phần, vẫn như cũ bất vi sở động. Trước kia hắn tại Vân Long Thành trong phòng nhỏ, gặp phải đột phá cơ hội, khi đó nếu có thể thành công lời nói, cũng sẽ không rất thống khổ, thế nhưng là hắn lại bỏ lỡ. Mà bây giờ, hắn là tại lấy cậy mạnh đột phá, cứng rắn muốn xông qua đạo khảm này, nhưng bây giờ là so lúc trước vậy còn muốn thống khổ gấp trăm lần không thôi. Có điều hắn lại không quan tâm, chỉ là cắn chặt hàm răng, mặc cho trong mắt máu tươi chảy ròng, sau lưng đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Vẫn như cũ khoanh chân ngay tại chỗ, như thế yên tĩnh kiên trì. Cứ như vậy, một ngày hai ngày đi qua, Trác Phàm mi đầu đã là nhìn không được run run, ngạch lên nổi gân xanh. Thế nhưng là hắn vẫn như cũ cắn răng, thế nhưng sắc mặt tái nhợt lại là cho thấy hắn đã là nỏ mạnh hết đà. Thẳng đến ngày thứ ba buổi chiều 10 phần, Trác Phàm đã suy yếu tới cực điểm, lập tức liền muốn té xỉu lúc, lại là ông một tiếng kêu khẽ. Hắn phải đồng tử bên trong. Đạo thứ hai vầng sáng màu vàng óng đột nhiên hiển hiện. Sau một khắc, nhưng gặp một cỗ vô hình ba động theo hắn trong ánh mắt bắn ra, thẳng vào mây trời. Cái kia cao ngất 100 trượng núi cao nguy nga, vậy mà trực tiếp bị hắn cái nhìn này chừng mặc một cái một người đại lỗ thủng nhỏ. Ngửa đầu nhìn qua cái kia vân không ánh nắng, ấm áp phung vãi nhập cái này ẩm ướt trong sơn động, Trác Phàm trong mắt vừa mừng vừa sợ. Tuy nhiên sắc mặt tiều tụy. Nhưng là khóe miệng lại là liệt ra một cái điên cuồng nụ cười. Cái này, cũng là không minh thần đồng tầng thứ hai, phá không? Có thể tại bất luận cái gì trong hoàn cảnh, phá vỡ hư không lực lượng. Trác Phàm trong lòng minh bạch, có cái này không minh thần đồng tầng thứ hai lực lượng, coi như hắn thật bị khốn ở cái gì kết giới bên trong, cũng có biện pháp bằng cậy mạnh trốn tới. Ha ha ha, hay lắm, lần này lão tử mới là thật đứng ở thế bất bại. Trác Phàm càn rỡ cười to, nhưng là vừa vặn đứng lên, nhưng lại lập không dừng chân cùng, ngã xuống. Bất giác bật cười lắc đầu, xem ra hắn vẫn là trước dưỡng đủ tinh thần rồi nói sau. Lúc trước vì mở mắt, hao phí quá nhiều lực lượng nguyên thần, hắn hiện tại nhất định phải thật tốt tu dưỡng. Sau đó, liền lần nữa tĩnh tâm bắt đầu tĩnh tọa. Chờ lại một ngày sau đó, mới lại mở ra song đồng, chỉ là cái kia trong mắt thần quang. Lại là càng thâm thúy hơn. Đem chính mình nguyên thần xa xa khuếch tán ra, Trác Phàm ngạc nhiên phát hiện, hắn hiện tại tìm kiếm khoảng cách, lại nhưng đã kéo dài đến bên ngoài hai dặm, sau đó hài lòng gật đầu, hướng ngoài động bay đi. Lần này tại cái này thú vương sơn, hắn thật sự là có đại thu hoạch a. Hưu, hóa thành một đạo kinh lôi thiểm điện bay ra ngoài động, Trác Phàm không tiếp tục nhìn đầu kia độc giao liếc một chút, liền ngang nhiên bay về phía không trung.
trong nháy mắt không thấy tăm hơi. Độc kia giao xem xét vị này sát tinh rốt cục đi, không khỏi vội vàng biến hóa thân hình, lần nữa biến thành một đầu rắn nước lớn nhỏ, tiến vào nó trong động phủ xem. Thế nhưng là cái này không nhìn còn khá, xem xét phía dưới, kém chút không có đem nó tươi sống tức chết. Nó thu thập cả một đời thiên tài địa bảo a, cứ như vậy bị quét sạch sành xanh, liền cái kia hóa hình nhũ cũng bị toác đến không còn một mảnh, không có cho nó lưu lại mảy may. Nhìn suối nước nóng kia trong ao, giống như bị cẩn thận liếm qua đồng dạng, liền trong khe hở cũng không lưu lại một chút xíu hóa hình nhũ tồn tại. Độc Giao không khỏi khóc không ra nước mắt, người nhà là thổ phỉ a, thế mà đoạt đến như thế triệt để. Thế nhưng là, làm nó ngẩng đầu nhìn lên trời lúc, lại là thân thể nhìn không được chấn động, trực tiếp ngửa mặt khẽ đảo, tức ngất đi, nước mắt càng là ngăn không được theo nó cặp kia âm lãnh tam giác trong mắt chảy ra. Hắn nãi nãi, quá phận, coi ta dễ khi dễ lắm phải không là? Trong nhà đồ vật bị ngươi toàn cướp sạch cũng coi như, còn mẹ hắn tại lão tử trên nóc nhà mở lớn như vậy cái lỗ thủng. Lão tử trêu chọc ngươi, phải đối với ta như vậy, ô ô ô. Hiu. Sáng sủa nhật không bên trong, một tiếng sấm rền nổ vang, Trác Phàm hóa thành kinh lôi thiểm điện, bay lượn tại trên đường chân trời, trên mặt một mảnh xuân phong đắc ý chi sắc. Mọi người thường nói hảo tâm có hảo báo, lão tử xuất thủ cứu một cái xú nha đầu tánh mạng. Nghĩ không ra thì thật to kiếm lời như thế một bút. Xem ra câu nói này cũng không phải không có lý, lão tử về sau nhất định muốn nhiều làm việc tốt mới được a, ha ha ha. Trác Phàm nhếch miệng cười như điên, không nói ra thỏa mãn. Đột nhiên, bá một tiếng, trước mặt hắn liền xuất hiện một bóng người, Trác Phàm định thần nhìn lại, lại chính là nha đầu kia không thể nghi ngờ. Tựa hồ sớm đã đoán được hắn có bay một mình xu thế. Cho nên cô nương này sớm liền ở chỗ này chờ lấy hắn. Ách, cô nương, người có chuyện gì? Trác Phàm lông mày nhíu lại, biết mà còn hỏi. Hận hận thở mấy hơi thở hồng hộc, cô nương kia khẽ vươn tay, tức giận nói, lấy ra. Trác Phàm vẫn như cũ giả vờ ngây ngốc. Cô nương kia mi đầu ngưng tụ, quát nói, hóa hình nhũ, còn có những dược liệu kia. Người đừng tưởng rằng bản cô nương không biết, người ở bên trong vơ vét bao nhiêu chỗ tốt. Bất quá bản cô nương cũng không so đo với ngươi, nhưng là ấn giang hồ quy củ, gặp mặt phân một nửa. Chậc chậc chậc, tiểu nha đầu, muốn chiếu nói như vậy, ta thì càng không thể cho ngươi. Trác Phàm lắc đầu, một mặt cảm thán, trên mặt đều là chế nhạo chi sắc, ngươi nói gặp mặt phân một nửa, ngươi nha nhìn thấy sao? Đã không có gặp, dựa vào cái gì theo ngươi phân một nửa? Cô nương kia bất giác trì trệ, trên mặt lộ ra ủy khuất chi sắc, có thể. Nhưng là đó là ta phát hiện ra trước. Người phát hiện ra trước, không có nghĩa là người trước lấy được. Thế nhưng là, nếu không phải ta nói cho ngươi, làm sao ngươi biết chỗ đó có bảo bối. Cho nên, ngươi còn phải chia cho ta phân nửa. Cô nương kia không khỏi khẩn trương, chặn lại nói. Cười đùa lắc đầu, Trác Phàm đạm mạc lên tiếng, vậy ngươi cũng đừng quên, ta còn cứu ngươi nhất mệnh đây. Làm báo đáp, ngươi nói cho ta biết cái này tàng bảo chi địa. Cũng coi như chúng ta thanh toán xong, cáo từ. Nói, Trác Phàm liền cười lớn một tiếng, muốn rời khỏi, nhưng là cô nương kia lại khẽ vươn tay, nâng cao cao ngất bộ ngực đem hắn cản lại, trong mắt đều là sắc mặt giận dữ, mắng tốt một cái vô lại, vốn là bản cô nương nhìn ngươi cứu ta nhất mệnh phân thượng, không muốn cùng ngươi tính toán, còn nguyện ý theo ngươi chia đều những thiên tài địa bảo kia. Nhưng là bây giờ, ngươi cũng quá không biết tốt xấu. Vừa dứt lời, cô nương kia toàn thân cao thấp, thiên huyền nhị trọng khí thế cường đại bỗng nhiên phóng xuất ra, hai mắt hung tợn nhìn chằm chằm Trác Phàm, rất hiển nhiên là muốn ăn cướp trắng trợn. Thế nhưng là Trác Phàm lại là nhàm chán ngáp một cái, không thèm để ý chút nào, cô nương, thực lực này cao thấp, có lúc cùng tu vi nhưng là không quan hệ nhiều lắm. Một khi động thủ, ngươi nhưng là tuyệt đối không có mảy may phần thắng a. Hừ, phách lối cuồng vọng tiểu tử, thiếu phô trương thanh thế. Coi như ngươi có thể đem cái kia 6 cấp linh thú hàng phục, cái kia cũng bất quá là linh thú. Cô nãi nãi ta cũng là học qua ngự thú chi thuật, biết trong này môn đạo, đối với linh thú hữu dụng, đối với người không có bao nhiêu ảnh hưởng. Ngươi muốn cầm cái này làm ta sợ, nằm mơ, tiếp chiêu đi. Cô nương kia lạnh hừ một tiếng, liền bỗng nhiên hướng Trác Phàm vọt tới, nhất quyền đánh tới hướng hắn mặt. Cái kia lạnh lẽo quyền phong đè ép Trác Phàm ra mặt run run.
thiên huyền nhị trọng thực lực, không che giấu chút nào hoàn toàn phóng xuất ra. Thế nhưng là Trác Phàm vẫn như cũ sắc mặt lạnh nhạt, chờ quyền kia đầu tới gần lúc, lại là siêu một chút, biến mất bóng người. Cô nương kia không khỏi sững sờ, trong mắt lóe lên một mảnh vẻ mờ mịt. Nhưng là còn không đợi nàng kịp phản ứng, chẳng biết lúc nào, Trác Phàm một cái thiết chảo đã là trong nháy mắt chế trụ nàng xuất quyền cái tay kia cổ tay, tiếp lấy hướng về sau chợt một chuyển, liền lật đến sau lưng nàng. Ai nha? Không khỏi một tiếng duyên dáng gọi to phát ra, cô nương kia bị đảo ngược đập cổ tay, đau đớn vô cùng, nước mắt chảy ròng, hét to lớn tiếng tay. Tay, tay, muốn đoạn, buông ra, mau buông ra. Trác Phàm bất giác lắc đầu bật cười, nhẹ nhàng một đống, liền đem nàng thả ra. Cô nương kia giành lấy tự do, vội vàng bay tới đằng trước, cùng Trác Phàm kéo ra xa 10 mét khoảng cách, mới lại quay người vừa sợ vừa nghi nhìn về phía hắn, trong mắt tràn đầy thật sâu vẻ mờ mịt. Tiểu tử này là làm sao làm, rõ ràng chỉ có đoán cốt cảnh 9 tầng thực lực, nhưng tốc độ kia nhanh như vậy, lực lượng lại như thế lớn, vậy mà như vậy nhẹ nhõm liền đem nàng cái này thiên huyền nhị trọng cao thủ cho khóa lại, giống diều hâu vồ gà con một dạng, cái này cũng quá không phù hợp lẽ thường đi. Quỷ dị, thật sự là quỷ dị. Lại vừa nghĩ tới Trác Phàm vừa mới nói chuyện với nàng, nàng dường như mới ý thức tới, Trác Phàm lời nói bên trong ý tứ. Tiểu tử này, mẹ hắn cũng là cái quái vật. Nghĩ tới đây, cô nương kia bất giác khẽ cắn môi, trong tay vung lên, nhưng gặp ba nói hào quang lóe lên, nương theo lấy ba tiếng giống giận rung trời, ba cái bốn cấp linh thú thình lình xuất hiện tại Trác Phàm trước mặt. Mi đầu bất giác vẩy một cái, Trác Phàm kỳ dị xem nữ tử kia liếc một chút, khẽ gật đầu, người nhà đầu này ngược lại cũng có chút thủ đoạn, tuổi còn trẻ thế mà có thể có ba đầu bốn cấp linh sủng, thật sự là không được. Hắc hắc hắc, sợ đi. Nữ hài nhi kia đắc y nhíu nhíu cái cằm, một mặt kiêu ngạo nói, đàng hoàng nói cho ngươi, bản cô nương linh sủng tối thiểu mười mấy con, thì cái này ba cái là trung thành nhất, hơn nữa còn biết bay. Nếu là đến trên lục địa, bản cô nương bảo đảm để ngươi bao phủ tại ta linh sủng trong đại quân. Mí mắt bất giác hơi hơi run run, Trác Phàm trong lòng có chút kỳ dị nhìn về phía nàng. Đồng dạng tại Thiên Vũ, mọi người đều là chuyên chú vào chính mình thực lực, đối với ngự thú chi pháp lại cũng không quan tâm kỹ càng. Cho nên rất nhiều người đều không có linh sủng, cho dù là cao thủ, cũng bất quá một hai đầu mà thôi. Nhưng là tiểu nha đầu này, tự thân thực lực không có mạnh bao nhiêu, nhưng linh sủng lại có 10 đầu trở lên, hiển nhiên là chuyên công thu phục linh sủng thuật pháp. Dạng này tu giả, Trác Phàm cũng là lần đầu tiên gặp phải, sau đó kỳ dị nhìn thêm nàng vài lần. Bất quá, nàng lại là coi là Trác Phàm sợ hãi, không khỏi càng thêm đắc ý ngang cái đầu, cười to lên, ha ha ha. Hiện tại biết sợ hãi, đã muộn. Bất quá nếu là ngươi chịu cho bản cô nương nhận lỗi nhận lầm, đem những thiên tài địa bảo kia tất cả đều giao ra, bản cô nương nể tình ngươi cứu qua ta nhất mệnh phân thượng, tạm thời có thể bỏ qua cho ngươi. Khoan dung ngươi lúc trước bất kính với ta chi tội. Làm sao ngươi biết ta sợ hãi? Chẳng lẽ ngươi quên, đầu kia 6 cấp linh thú ở trước mặt ta, đều ngoan cùng con mèo nhỏ một dạng, bằng ngươi cái này 3 cái 4 cấp linh thú. Ha ha ha, Trác Phàm khinh thường cười lạnh một tiếng. Nữ tử kia lại là hai gò má giận dữ, quát to, ngươi. Ngươi thiếu khoác lác, ai biết ngươi đối đầu kia độc giao làm cái gì? Bất quá nghĩ đến. Cũng là cùng ta ngự thú chi pháp không sai biệt lắm, công nguyên thần đi. Bất quá ta cái này ba đầu bốn cấp linh thú, lại là vật có chủ, ta theo chân chúng nó nguyên thần tương thông, chủ nhân mệnh lệnh cao hơn hết thảy. Ngươi muốn thu phục bọn họ, lại là vạn vạn không có khả năng. Há, vậy liền thử một chút, Trác Phàm khinh thường bĩu môi, lộ ra tà dị tiếu dung. Nữ tử kia tựa hồ cũng cảm nhận được Trác Phàm trong mắt cái kia thật sâu vẻ khinh thường. Bất giác sắc mặt càng giận, phất tay quát to các ngươi ba cái, lên cho ta. Để tiểu tử thúi này, nhìn một cái chúng ta lợi hại. Giống, ba con linh thú ngược lại là 10 phần trung thành nghe lời, được đến chủ nhân mệnh lệnh về sau, liền không nói hai lời hướng Trác Phàm mãnh liệt tiến lên. Bất quá Trác Phàm vẫn như cũ sắc mặt lạnh nhạt, đứng im lặng hồi lâu đứng bất động. Chờ ba con linh thú đã tới người, lập tức liền muốn bổ nhào vào hắn trên thân. Đem hắn xé thành mảnh nhỏ lúc, lại là ông một tiếng, trong ánh mắt thanh sắc quang mang lóe lên liền biến mất. Chỉ một thoáng, ba con linh thú cùng cái kia 6 cấp linh thú,
phiên giang đảo hải giao một dạng, cũng là trong nháy mắt cứng đờ bất động. Trên đầu mồ hôi lạnh, ngăn không được hướng xuống bốc lên. Má ơi, người này đến tột cùng là lai lịch gì, tại sao lại có khủng bố như thế uy thế? Cứng ngắc đầu, liếc nhìn nhau, ba đầu linh thú không nói hai lời, vội vàng cụp đuôi, cũng như chạy trốn xoay người bay đi, trong nháy mắt không thấy tăm hơi. Nữ tử kia gặp này, cũng không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối ngây người, qua một hồi lâu mới phản ứng được, hướng về kia ba đầu linh thú bay đi phương hướng, vội vã hô to, để chúng nó trở về. Thế nhưng là bọn họ chỗ nào nghe nàng lời nói? Chủ nhân gì mệnh lệnh cao hơn hết thảy, đại nạn lâm đầu mỗi người bay a. À? Ai ra, người chủ nhân này đầu tú đậu a, vì sao để cho chúng ta đối phó đáng sợ như vậy một cái tồn tại, rõ ràng thì là chịu chết đi a. À? Cô nương kia hô quát rất lâu, cũng không thấy chính mình cái kia ba con linh sủng trở về, không khỏi vừa tức vừa giận. Thế nhưng là bỗng nhiên, nàng lại là tâm lý run lên, toàn thân không lý do phát run lên, tiếp lấy co rúm lại ngồi xổm người xuống, trong mắt đã tràn đầy vẻ sợ hãi. Trác Phàm chậm rãi đi vào trước người nàng, bất giác suy cười ra tiếng, xem ra cùng mình linh sủng tâm ý tương thông, cũng không hoàn toàn là chuyện tốt. Chí ít liền cái kia ba đầu linh thú hoảng sợ, người cái này làm chủ tử cũng phải theo chia sẻ một nửa a. Ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào? Cô nương kia co rúm lại lấy chuyển động cứng ngắc đầu lâu, điềm đạm đáng yêu nhìn về phía Trác Phàm, trong mắt vừa sợ lại sợ. Nàng hiện tại dường như mới biết được, vì sao cái kia sáu cấp linh thú tại trước mặt người đàn ông này, như thế thuận theo. Nàng những cái kia linh sủng, cũng vô pháp đối nam nhân này vung động một cái móng vuốt. Bởi vì người đàn ông này, căn bản không phải dùng nguyên thần khống chế bọn họ, mà chính là để chúng nó đáy lòng sinh ra tối nguyên thủy hoảng sợ, cho nên tại bọn họ tại cái này trước mặt nam nhân, căn bản không có mảy may sức phản kháng. Thế nhưng là cái này, làm sao có thể? Một đám vô cùng hung ác mãnh thú, làm sao có thể đối một cái vừa mới nhìn thấy nam tử, sinh ra sợ hãi như thế chi tâm? Dạng này nói mơ giữa ban ngày, toàn bộ đại lục đều cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện a. Thế nhưng là nam nhân này, thì nhẹ nhàng như vậy làm đến. Hắn, đến tột cùng là ai a? Tựa hồ nhìn ra trong mắt nàng nghi hoặc, Trác Phàm nhếch miệng cười khẽ, lại cũng không nói rõ, chỉ là đạm mạc lên tiếng, tương lai, ta sẽ là thiên hạ này chủ nhân. Vừa dứt lời, Trác Phàm lần nữa cười lớn một tiếng, liền dương cánh bay đi, xa xa không thấy tăm hơi. Chỉ để lại cô nương kia co rúm lại bóng người, ngơ ngác nhìn qua hắn đi xa phương hướng, trong mắt chỉ có kinh khủng cùng nghi hoặc. Trác Phàm, người nam tử thần bí này, tuy nhiên chỉ cùng nàng có duyên gặp mặt mấy lần. Nhưng cho nàng lưu lại ấn tượng, lại là khắc cốt ghi tâm. Riêng là sau cùng, thiên hạ chi chủ lời nói hùng hồn. Cái này nếu là từ người khác nói ra, nàng nhất định sẽ khịt mũi coi thường. Nhưng là chẳng biết tại sao. Trác Phàm câu nói này lại là để trong nội tâm nàng nhất định, tựa hồ người nam tử thần bí này xuất ra chi ngôn, nhất định sẽ thực hiện đồng dạng. Thiên Vũ, tại sao có thể có đáng sợ như thế nam nhân? Cô nương kia trong mắt kinh nghi bất định, trong lòng bất giác trầm xuống. Hưu, lại là một đạo tiếng xé gió vang, hai đạo người khoác hắc bào nam tử xuất hiện ở trước mặt nàng. Liên Nhi, ngươi làm sao? Bên trong một người kêu lên sợ hãi. Một người khác cũng chặn lại nói, tiểu thư, ngài không có sao chứ. Nữ tử kia ngẩng đầu nhìn hai người liếc một chút, trong mắt vẻ sợ hãi lại là còn chưa rút đi, chỉ là run rẩy thanh âm, thì thào lên tiếng ca. Thiên Vũ không phải ta nhóm có thể đánh hạ chi địa, chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi. Vừa dứt lời, nữ tử kia liền mắt tối sầm lại, ngất đi. Hai người khác quýnh lên, ôm lấy nàng thân thể, không ngừng kêu gọi, lại là trong lòng càng nghi. Nàng vừa mới ý tứ, đến tột cùng là cái gì? Thiếu soái, tiểu thư nàng chỉ là kinh hãi quá độ, không có gì đáng ngại, xin ngài không cần phải lo lắng. Lúc đêm khuya, trăng sáng sao thưa, một cái tối tăm trong sơn động, mang lấy một đống ngay tại đùng đùng sao không dứt thiêu đốt lửa trại. Tại cái kia yếu ớt hỏa quang làm nổi bật dưới, có tới hơn 100 cái đem tự thân hình ẩn vào hắc bào phía dưới bóng người, tất cả đều một mặt nghiêm túc cúi đầu. Một vị lão giả râu bạc trắng, nhìn một chút nằm tại bên cạnh đống lửa, nhắm mắt bất tỉnh nữ tử, đối với một vị khuôn mặt tuấn lãng thanh niên khẽ vuốt cằm. Thanh niên kia nhướng mày,
sắc mặt lộ ra vẻ kỳ dị, kinh hãi quá độ, cái này sao có thể? Ta cái này muội tử tính tình ta cũng không phải không biết, từ nhỏ cùng linh thú làm bạn, gan lớn cực kỳ, thứ gì có thể làm cho nàng bị như thế kinh hãi? Ách, cái này, lão giả kia vuốt vuốt chòm râu, mì đầu thật sâu nhăn lại, lại là bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài, ai, cái này tùy từng người mà khác nhau, tha thứ lão hủ không biết. Thật sâu dò xét hắn liếc một chút, thanh niên kia thở dài một hơi, gật gật đầu, phất phất tay, để hắn đi xuống, lại cũng không có thêm nhiều trách cứ. Đúng lúc này, tựa hồ là bên cạnh tiếng nói tỉnh lại nàng cái kia thật sâu ngủ say, nữ tử kia mí mắt hơi hơi run run, chậm rãi mở ra giật mình lo lắng ánh mắt, trong miệng thì thào lên tiếng, phát ra suy yếu vang động, ca. Ca. Liên Nhi, người tỉnh, thanh niên kia vui vẻ, vội vàng đi vào bên người nàng, bắt lấy nàng cổ tay trắng. Còn lại những người áo đen kia, cũng là một mặt vội vàng nhìn sang, lại là cũng không dám tiến lên quấy rầy. Liên Nhi, người đến tột cùng là làm sao? Lấy người bản sự, tại cái này thú vương sơn chơi đùa mấy tháng, ca vốn là cũng không lo lắng. Thế nhưng là ngươi làm sao lại đột nhiên té xỉu ở giữa rừng núi? Thực sự quá nguy hiểm. Thanh niên kia một mặt lo lắng mà nhìn xem nữ tử kia, trong mắt tràn đầy nồng đậm yêu mến chi sắc. Liên Nhi khẽ gật đầu, trong mắt tựa hồ ngấn lệ chớp động, rất là cảm động, nhưng rất nhanh liền vội vàng nói, ca, chúng ta không muốn lại đánh thiên vũ chủ ý. Nơi này có chúng ta thiên địch, nếu là chúng ta tùy tiện xuất binh, nhất định sẽ bại thật thê thảm, đến lúc đó nhà chúng ta thì toàn hết. Không khỏi sững sờ, thanh niên kia một mặt quái dị nhìn lấy nàng, tựa hồ hoàn toàn không hiểu nàng đang nói cái gì. Không có cách nào, nàng đành phải kéo lấy suy yếu thân thể, đem gặp phải Trác Phàm sự tình một năm một mười nói ra. Nghe được lời này, thanh niên kia mới một mặt quá sợ hãi bộ dáng, khó có thể tin nói, cái gì, thiên vũ lại có thể có người nắm giữ trấn nhiếp linh thú chi uy. Lời vừa nói ra, sau lưng những người áo đen kia, cũng không nhịn được tất cả đều sắc mặt cùng nhau đại biến, sắc mặt trong nháy mắt thì ngưng trọng xuống tới. Tin tức này, đối bọn hắn tới nói, quả thực cũng là hủy diệt tính tai nạn. Thế mà lại có loại sự tình này, thiên vũ quả nhiên tàng long ngọa hổ, không thể khinh thường. Thật sâu hút khẩu khí, thanh niên kia chậm rãi đứng lên, mi đầu đã là ngưng tụ thành một cái vấn đề, tại tất cả mọi người chăm chú nhìn soi mói, đi dạo, tản bộ phạt, thì thào lên tiếng, nguyên bản chúng ta khuyển nhung lấy ngự thú chi thuật tăng trưởng, chúng ta linh thú đại quân đánh đâu thắng đó, không người có thể địch. Cho dù là cái kia chiến thần độc cô chiến thiên, cũng không dám cùng chúng ta ngạnh kháng. Chỉ có thể dựa vào trận pháp trận thuật, cùng chúng ta chiến cái tương xứng. Thế nhưng là, thiên vũ như thật có người có thể trấn nhiếp linh thú lời nói, thậm chí để linh thú e ngại đến liền chủ tử lời nói đều không nghe, vậy chúng ta linh thú đại quân, chẳng phải trong khoảnh khắc sụp đổ. Nghe được lời này, bọn người người cũng là nặng nề gật đầu, trên mặt hiện ra trước đó chưa từng có ngưng trọng tới. Bởi vì đây không thể nghi ngờ là đoạn tuyệt khuyển nhung chiến lực mạnh nhất, nguy hiểm nhất tin tức. Thiếu soái, xin ngài lập tức hạ lệnh. Chuẩn mà tướng tiến đến đêm này nguy hiểm nhân vật trừ bỏ. Đột nhiên, một vị trung niên đại hán bỗng nhiên tiến lên trước một bước, ôm quyền nói. Cái kia trên thân ẩn ẩn phát ra khí thế cường đại, đúng là vị thần chiếu cường giả. Trầm ngâm một chút, thanh niên kia chậm rãi khoát khoát tay, không thể, hôm nay thiên vũ ngay tại cử hành bách gia tranh minh, chúng ta thừa cơ xem truyền tống trận này thức, tuyệt đối không thể lộ diện. Nếu là bị bọn họ phát hiện mảy may manh mối, kế hoạch chúng ta thì thất bại trong gang tấc. Ca, ngươi còn muốn tiếp tục chấp hành kế hoạch này. Thế nhưng là tiểu tử kia, mi đầu lắc một cái, Liên Nhi lo lắng nói. Hơi hơi gật gật đầu, thanh niên kia trong mắt lóe lên một đạo vẻ kiên định, nguyên nhân chính là như thế, chúng ta mới càng muốn tiếp tục nữa. Như là không thể như vậy công hãm thiên vũ, như vậy ngày sau ở chính diện trên chiến trường, chúng ta đoán chừng không còn có bất kỳ phần thắng nào. Nghe được lời này, tất cả mọi người trầm trọng gật gật đầu. Liên Nhi bất đắc dĩ thở dài, trầm ngâm một chút, vẫn là lo lắng nói, thế nhưng là ca, người kia thật có thể tin được không, chúng ta chân năng một lần hành động đánh hạ thiên vũ. Ha ha ha, Liên Nhi cùng tất cả mọi người yên tâm tốt, thiên vũ bên trong, không có so người kia có thể tin hơn gián điệp, ha ha ha. Khóe miệng vạch ra cái tà dị đường cong, thanh niên kia tự tin cười ha ha.
Dường như quốc gia này, đã tại hắn nắm giữ bên trong giống như. Một phương diện khác, Trác Phàm vẫn tại trên mây phía trên phi hành, bốn phía ngó nhìn Lạc Vân Hải bọn họ hạ lạc, tuy nhiên lại không có chút nào tung tích. Đột nhiên, Trác Phàm cái mũi động động, nhíu mày, ngược lại hướng phía dưới thẳng bay qua. Có mùi máu tươi. Hưu. Trác Phàm hạ xuống khẽ cong dòng sông một bên, lại chính gặp đỏ bừng dòng máu đã là nhuộm đầy toàn bộ lòng sông, vô số cỗ xác chết trôi dọc theo sông dài, theo thượng du chảy xuôi xuống. Nhìn cái kia thì vết thương trên người, đều là người làm gây nên, cũng không phải là linh thú cắn xé tạo thành. Trác Phàm liền đã minh bạch, thượng du nhất định phát sinh ra tộc chiến, sau đó vội vàng khuếch tán nguyên thần, nhìn tới. Lấy hắn hiện tại nguyên thần cường độ, thần thức lĩnh vực đã có thể khuếch tán đến bên ngoài hai dặm, cho dù trước người hắn ngăn cách hai tòa núi cao, cũng hoàn toàn có thể tìm kiếm đến phía sau núi phong cảnh. Giờ này khắc này, Trác Phàm nhưng cảm giác hai núi về sau, một đạo chật hẹp miệng cốc đã tập trung đầy người, mà lại cảm giác những người kia khí tức, lại cũng đều tương đối quen thuộc. Rõ ràng là Lạc Vân Hải, Tiết Ngưng Hương chờ một đám nhị tam lưu gia tộc nhân mã. Mà tại miệng cốc ngoại nhân càng nhiều, hiển nhiên là đế vương môn chờ bốn nhà phụ thuộc gia tộc tụ hợp, đem Lạc Vân Hải bọn họ đẩy vào trong cốc. Tuy nhiên Trác Phàm đối những người kia không tính quen thuộc, nhưng người cầm đầu khí tức, hắn lại là không thể quen thuộc hơn được, khóe miệng không khỏi xẹt qua một đạo tà dị đường cong, Trác Phàm cười lạnh thành tiếng, nha nha phi, một người tàn phế, thế mà còn tới săn bắn, thật là muốn chết. Không sai, dẫn theo những cái kia phụ thuộc gia tộc, vây công Lạc Vân Hải bọn họ, chính là Lục Long Nhất Phượng bên trong xuyên Lâm Dực Long, Lâm Toàn Phong. Tuy nhiên hắn bị Trác Phàm gỡ một cái chân, nhưng thực lực còn tại. Cho dù đối lên Lục Long Nhất Phượng dạng này ngang cấp cao thủ lại không nắm chắc, nhưng đối phó với đồng dạng thiên huyền cường giả, nhưng vẫn là dư xài. Lạnh lùng nhìn lấy miệng cốc bên trong mọi người, Lâm Toàn Phong sắc mặt âm trầm, hô to lên tiếng, bên trong người đều nghe lấy, lão tử hôm nay chỉ tìm Lạc gia tính sổ sách, còn không đếm xỉa tới các ngươi. Thức thời, tranh thủ thời gian cút ngay cho ta, bằng không, các ngươi liền bồi Lạc gia cùng một chỗ xuống địa ngục đi thôi. Trong lòng không khỏi cùng nhau run lên, tất cả mọi người mặt sắc mặt ngưng trọng, sau đó vô ý thức liếc Lạc Vân Hải bọn người liếc một chút, còn người trái chuyển phải chuyển đi loanh quanh, không biết đang suy nghĩ gì. Rất hiển nhiên, cái này Lâm Toàn Phong là đem Trác Phàm đối với hắn gãy chân mối thù, quy tội Lạc gia trên thân, tìm Lạc gia đến báo thù, cùng bọn hắn nhưng là không có chút nào quan hệ a. Bọn họ mặc dù là Hoa Vũ Lâu, Kiếm Hầu Phủ, Tiềm Long các phụ thuộc gia tộc, cùng Lạc gia cũng coi như đồng minh, nhưng vì Lạc gia mà táng thân nơi đây, bọn họ lại là vạn vạn không nguyện ý. Tựa hồ là nhìn ra bọn họ tâm tư, Lạc Vân Hải sắc mặt nghiêm túc, trầm ngâm một chút, đạm mạc lên tiếng, các vị cùng ta Lạc gia bèo nước gặp nhau, việc này vốn không nên liên lụy mọi người, nếu như các ngươi gãy chân chết tàn phế, chúng ta cùng Lạc gia đồng sinh cộng tử, mới sẽ không sợ ngươi đâu. Có gan ngươi chờ Trác đại ca đến. Nhìn hắn làm sao thu thập ngươi. Thế mà, còn không đợi Lạc Vân Hải nói xong, một đạo đáng yêu giọng nữ đã hướng về đối diện hô to lên tiếng, không nói ra kiêu ngạo. Đến mức tại chỗ tất cả mọi người, nhìn lấy nữ tử kia, tất cả đều hoảng sợ ngốc. Ách, ta nói đại tỷ. Ngài muốn bảo trì Lạc gia, cùng bọn hắn đồng sinh cộng tử, chúng ta không ngăn. Nhưng là ngươi cũng không thể đem chúng ta cùng một chỗ kéo vào đi a. Còn gọi ra như thế kéo cừu hận khẩu hiệu, chẳng phải là công nhiên hướng cái kia Lâm Toàn Phong khiêu khích sao? Cái kia Lâm Toàn Phong công tới, chúng ta còn có quả ngon để ăn sao? Vừa nghĩ đến đây, mọi người tất cả đều khóc không ra nước mắt. Nhà đầu này, thế nhưng là đem bọn hắn tất cả mọi người đường lui tất cả đều chém đứt ra. Tiết Cương cùng Tiết Lâm hai người, cũng là nhìn lấy Tiết Ngưng Hương bóng người, bất đắc dĩ lắc đầu. Tuy nhiên hai người đều biết nàng đối Trác Phàm cảm tình, nhưng cũng không cần thiết như thế chọc giận cái kia Lâm Toàn Phong a, đối với người nào cũng không tốt. Lạc Vân Hải lại là thật sâu nhìn Tiết Ngưng Hương liếc một chút, trong lòng phát lên trận hồi cảm động, Ngưng nhi tỷ, cảm ơn ngươi. Này, nói chuyện gì tạ, dù sao Trác đại ca không tại, từ tỷ tỷ tới chiếu cố ngươi. Tiết Ngưng Hương kiêu ngạo mà vỗ ngực một cái, một mặt vinh quang. Tựa hồ có thể vì Trác Phàm làm một số việc, chính nàng cũng là khá cao hứng. Nhưng Tiết Cương cùng Tiết Lâm gặp này, cũng
cũng đã dở khóc dở cười. Người con bé này, chính mình còn cần người khác chiếu cố, cái nào có tư cách chiếu cố người khác. Luận thực lực lời nói, đoán chừng cái này Lạc Vân Hải cùng cái kia 10 tên thiếu niên hộ vệ đều mạnh hơn chúng ta cái nào có tư cách bảo vệ người nhà a? Lạc Vân Hải cũng là cười khan một tiếng, bất giác sờ mũi một cái ách, ngưng nhi tỉ tâm ý ta lính. Bất quá, vẫn là do ta thay thế Trác đại ca bảo hộ ngươi đi. Nghe được lời này, ngưng nhi vỗ nhẹ nhẹ đập Lạc Vân Hải đầu, khẽ gật đầu, nhưng rất nhanh vừa cười lắc đầu, bảo hộ ta chuyện, ngươi coi như a, dù sao rất nhanh Trác đại ca nhất định sẽ tới cứu ta. Lạc Vân Hải sững sờ, mặt mũi tràn đầy vẻ không hiểu. Ngưng nhi lại là cười dương dương trong tay lôi linh giới, giật mình lo lắng nói, ngươi nhìn, mỗi lần ta gặp nguy hiểm, cái này lôi linh giới một phát ánh sáng, Trác đại ca tất nhiên xuất hiện. Lạc Vân Hải một trận mồ hôi, cảm thán cái này ngưng nhi tỷ đến tột cùng có nhiều ngây thơ a. Trác đại ca mỗi lần xuất hiện, đều chẳng qua là vừa vặn bắt kịp mà thôi, ngươi nếu là vẫn cho là thời điểm then chốt, hắn liền ra tới giải cứu ngươi. Đây chẳng phải là thời thời khắc khắc lấy chính mình mệnh đang nói đùa. Điểm này, Tiết Ngưng Hương hai vị huynh trưởng đồng dạng rõ ràng, nhưng là không có cách nào. Mặc kệ bọn hắn nói bao nhiêu lần, Tiết Ngưng Hương luôn luôn nghe không được trong tai. Thiếu nữ trong đầu tưởng tượng, cũng là như thế chấp nhất. Mà cùng lúc đó, đối diện Lâm Toàn Phong đã là bị Tiết Ngưng Hương cái kia vài câu tàn phế, tức giận đến toàn thân run rẩy, từng trận sát ý, ẩn ẩn hiện ra. Lâm công tử, chúng ta, bên cạnh một người, phụng trộm nhìn Lâm Toàn Phong liếc một chút, thì thào lên tiếng. Hung hăng khẽ cắn môi, Lâm Toàn Phong hai mắt đỏ thẫm, hét lớn lên tiếng, không biết tốt xấu đổ vật. Giết, đều cho lão tử giết sạch bọn họ. Cái này âm thanh phẫn nộ gào thét, xa xa truyền đi, Lạc Vân Hải bọn người nghe đến, bất giác kinh hãi, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Chỉ có Tiết Ngưng Hương vẫn như cũ nhìn chăm chú vào trong tay lôi linh giới, chờ đợi nó phát sáng thời điểm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tập 21.